Thái Cổ Thần Vương chương 1579. Đông Thánh khuất nhục, Giang Phong lạnh lùng nhìn Tần Vấn Thiên, lập tức mở miệng nói, người của Âu Dương Thế Gia theo ta. Âu Dương Vũ Nhu sắc mặt tái nhợt, nàng ta mở miệng nói, Giang Phong, ta đi với ngươi, nhưng có thể tha cho người của gia tộc ta không? Không được, các ngươi đánh bị thương thuộc hạ của sư tôn ta, quả thực là đại nghịch bất đạo. Hiện giờ thì thúc thủ chịu trói đi theo ta, ta không muốn phải xuống tay. Giang Phong nói một cách đầy bá đạo, người của Âu Dương Thế Gia không nói gì, có người thậm chí phát ra tiếng khóc nức nở, nhưng đó chẳng qua chỉ là nữ tử tu vi yếu kém. Một khi đã như vậy, chúng ta theo Giang Phong tiền bối một chuyến, Tiên Vương tiền bối chính là nhân vật đại năng cao cao tại thượng của tiên vực, ta tin sẽ không làm khó một tiểu gia tộc hạ giới như chúng ta đâu. Âu Dương Tiểu Lộ lúc này lộ ra mấy phần anh tư, cũng không trách cứ Tần Vấn Thiên đã đánh bị thương người của đối phương. Đối phương muốn bắt nữ nhi của nàng ta đi, nếu không có Tần Vấn Thiên thì nàng ta cũng sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng đại năng tiên vực cao cao tại thượng này vốn luôn khinh thường bọn họ, vậy thì đó cũng là số mệnh của Âu Dương Thế Gia. Đi thôi, Giang Phong xoay người, tiêu sái cất bước. Người của Âu Dương Thế Gia đi theo phía sau, bị các cường giả vây ở giữa. Trên đường đi, vô số người ngước nhìn Giang Phong, thiên hạ đệ nhất thiên kiêu, bái vào môn hạ của đại năng tiên vực, phong tư biết nào. Giang Phong không ngờ trẻ tuổi tuấn tú như vậy, không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân. Có nữ tử mê đắm nói, có một số người của thế hệ già lờ mờ cảm thấy không phục, nhưng cũng không dám nói gì. Hiện giờ có Giang Phong ở đây, còn có cả sư tôn của hắn, không ai dám nói Giang Phong không phải như vậy, hắn chính là sự tượng trưng của thiên hạ. Trước cung điện, người của Âu Dương Thế Gia bị dẫn tới, Tần Vấn Thiên cũng bị dẫn tới theo, chỉ thấy trong cung điện truyền ra một tiếng nói rét lạnh. Chỉ là tiên thai kiến hôi mà cũng dám càn rỡ đánh bị thương người của ta, đúng là không biết sống chết, ngươi tự phế tu vi đi, còn cả con nhóc đó nữa, sau này chính là nha hoàng hầu hạ ta, nếu ngươi hầu hạ tốt thì người của gia tộc ngươi có lẽ còn được thả một mặt lưới. Nếu không tốt thì, hừ, mắt đẹp của Âu Dương Vũ Nhu đã có chút ương ước, giống như biết trước vận mệnh của mình, không thể chống lại, tiền bối là đại năng của tiên vực, việc gì phải làm khó những tiểu nhân vật như chúng ta. Ái nữ của ta trước nay được nuông chiều từ bé, căn bản là không biết hầu hạ người khác, ta sợ nó không thể hầu hạ tốt được tiền bối. Âu Dương Tiểu Lộ không người nói, cũng tính là cự tuyệt. Người của Âu Dương Thế Gia sắc mặt biến đổi, gia chủ đây là muốn tự tìm hủy diệt rồi, ngươi chắc là nàng ta không giỏi hầu hạ người khác chứ. Thanh âm của Xích Sát Tiên Vương lại truyền ra từ trong cung điện. Ha ha, Xích Sát, ngươi đúng là một chút uy phong cũng không có, ở nơi xa xa có thanh âm truyền đến. Đường đường là nhân vật tiên vương, nổi giận thôi là trăm vạn thi thể nằm đầy đất, khiến thế giới hạt căn bản phải máu chảy thành sông. Hiện giờ, không ngờ ngay cả một nữ nhân cũng không thuần phục được, ta ở hoàng cung nước Sở cũng đâu có như vậy, đúng là buồn cười. Người vừa lên tiếng đang ngồi trên hoàng tọa của hoàng cung nước Sở, bên cạnh có mỹ nữ hầu hạ, còn có cả nhân vật công chúa, thế giới hạt căn bản này quá nhàm chán, chỉ có thể sống một cách hưởng thụ, hai người các ngươi đúng là rất không thú vị. Chúng ta là tới để tìm tầm bảo, chứ không phải đến hạ giới để phong lưu, nhân vật tiên vương cũng nên có chút khí độ chứ. Một vị tiên vương lạnh lùng lên tiếng, tự hồ có chút khinh thường hành động của hai người. Ngươi nói cũng đúng, có điều ở đây thật sự nhàm chán quá, phải tìm chút việc mà làm chứ. Tiên vương nước Sở đáp lại, ba cường giả tiên vương nói chuyện phiếm, toàn bộ đại hạ đều có thể nghe thấy thanh âm của bọn họ, thực lực như vậy quả thực khiến người của thế giới hạt căn bản coi là thần linh. Âu Dương Vũ Nhu, ngươi thật sự là không biết tốt xấu, cho ngươi cơ hội như vậy mà không ngờ lại không biết quý trọng, tới hầu hạ tiên vương tiền bối, người của Âu Dương Thế Gia quả thực là đáng cười. Ngươi chẳng lẽ cho rằng cửu cửu của ngươi ở trước mặt tiên vương tiền bối thì có sức chống cự à? Càng đừng nói tới họ Tần năm đó, nhân vật nhiều năm trước, hắn đã là quá khứ rồi. An Linh Lung đi ra mở miệng nói, nàng ta rút vào bên người Giang Phong. Giang Phong tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng sợ sư tôn nên cũng làm bộ thân mật với An Linh Lung. Giang Phong là đệ nhất nhân của thế giới hạt căn bản, sư tôn của hắn lại là nhân vật đại năng của tiên vực, các ngươi nên quỳ lạy, nhận sự ban ơn của tiền bối đi. Mọi người nhìn An Linh Lung và Giang Phong, quả thật xứng đôi, nữ tử xinh đẹp, nam tử thiên hạ vô song. Người đã tu hành trăm năm thì lại nhớ tới thân ảnh của người thanh niên phong hoa tuyệt đại lúc trước, lúc ấy hắn vì cứu mỹ nữ Lâm Tiên Nhi, đồng dạng cũng mỹ nữ nổi tiếng thiên hạ mà khai chiến với nghiệp đoàn Ngân Hà, thậm chí dẫn tới đại năng tiên vực Hàng Lâm, nổ ra tiên chiến, tình hình khi đó tự hồ có chút tương tự như hiện tại.
người từng chính mắt nhìn thấy trận chiến ấy vẫn cố chấp cho rằng, Tần Vấn Thiên so với Giang Phong thì xuất chúng hơn. Lâm Tiên Nhi năm đó cũng hơn xa An Linh Lung trước mắt, Tần Vấn Thiên năm đó quả thực là truyền kỳ, chỉ có điều hắn rời đi nhiều năm, người của thế hệ trẻ tuổi rất nhiều người đều đã quên mất hắn. Giang Phong tu hành cũng lâu hơn Tần Vấn Thiên, năm đó khi Tần Vấn Thiên danh chấn thiên hạ thì hắn chỉ sợ vẫn chưa được người ta chú ý, chỉ là về sau mới có được kỳ ngộ. Nếu tiền bối đã có ý như vậy thì Âu Dương Thế Gia cũng không thể chống cự, nguyện để mặc tiền bối xử trí. Thấy Âu Dương Tiểu Lộ quỳ xuống đất, ánh mắt Tần Vấn Thiên nghiêm lại, hắn quát to, đứng lên. Âu Dương Tiểu Lộ quay đầu lại nhìn Tần Vấn Thiên, chỉ nghe thấy hắn nói, đường đường là nhân vật tiên vương mà lại đi ức hiếp người của thế giới hạt căn bản, chẳng lẽ không cảm thấy nhục với uy phong của tiên vương sao? Về phần Giang Phong, thiên hạ đệ nhất nhân của thế giới hạt căn bản à? Chẳng qua chỉ là một con chó săn mà thôi. Ầm, khí thế trên người Giang Phong bạo phát, thần sắc như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên. Thú vị, ha ha, xích sát tiên vương, thật thú vị. Tiên vương của nước Sở cười to, uy áp của xích sát tiên vương tỏa ra, chân hắn rung lên một cái đã hàng lâm tới trước mặt đám người, vô cùng uy nghiêm, giống như một thiên thần, quỳ xuống. Xích sát tiên vương nhìn Tần Vấn Thiên, tiền bối, việc này không liên quan gì tới ngươi. Âu Dương Tiểu Lộ vẫn chưa đứng dậy, vẫn quỳ gối ở đó nói với Tần Vấn Thiên, tiên vương tiền bối kinh người quá đáng, ta thật sự không thể nhịn được nữa. Tuy rằng xích sát tiền bối chính là nhân vật tiên vương, nhưng trong tiên vực, cường giả tiên vương rất nhiều, nếu làm sằng làm bậy thì cũng không phải là không thể vẫn lạc. Không lâu trước đây tiên vực từng phát sinh một trận tiên chiến, có biết bao cường giả bị chôn diệt. Ta tới từ thế giới hạt căn bản, nhưng thế lực ở tiên vực cũng không phải là thế lực tầm thường. Tiền bối nếu thật sự muốn giết ta thì sẽ nhìn tiên niệm trên người ta trước đã. Tần Vấn Thiên ngạo nghễ lên tiếng. Lúc này, hắn lại cảm nhận được từng đạo tiên niệm vô cùng mạnh mẽ, không chỉ là của xích sát tiên vương và tiên vương nước Sở, còn có một đạo tiên niệm cường đại nhìn trộm thiên hạ đến từ thế giới hạt căn bản. Lão già đó vẫn chưa phong ấn, Tần Vấn Thiên chửi thầm trong lòng. Đã vậy thì lộ, hắn không tin lão già không cứu hắn, đe dọa ta à. Mắt xích sát tiên vương lạnh lùng đến cực điểm, tay hắn vươn về phía trước, lập tức một cổ lực lượng vô hình xách thân thể Âu Dương Tiểu Lộ lên, cười nói, ngươi nếu nói ngươi đến từ thế lực lớn, vậy ta không giết ngươi. Nhưng những người này thì có thể chậm rãi tra tấn, nữ nhân này cũng có mấy phần nhan sắc, nếu có ai thích thì bổn tọa sẽ thưởng cho hắn, ngươi đừng có ép ta, Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, thế à, ngươi làm gì được ta, xích sát tiên vương nói. Khí tức trên người Tần Vấn Thiên lờ mờ muốn bạo phát. Đúng vào lúc này, trên trời tựa hồ có một cổ khí tức chí cường hạ xuống. Xích sát tiên vương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời. Trong tiên niệm của hắn, một đạo quần sáng cùng với quần sáng bảo hộ của bản thân thế giới chồng lên nhau, nơi đó có văn lộ vô cùng rực rỡ sáng lên, hơn nữa dùng tốc cực nhanh khuếch tán tới toàn bộ thế giới hạt căn bản. Chuyện gì thế? Xích sát tiên vương có chút nghi hoặc, tựa hồ là khí tức phong ấn. Là tiên đế tiền bối muốn tạm thời phong ấn thế giới này sao? Tần Vấn Thiên cũng ngẩng đầu. Tất cả được hoàn thành trong thời gian rất ngắn. Khi phong ấn khởi động, trận pháp trực tiếp bao phủ thế giới, xem ra lão già đó coi như cũng giữ hứa, quả thật đang làm chuyện này. Ở ngoài thế giới hạt căn bản, trong không gian hư vô, lão già vỗ vỗ tay, nói, tiểu tử, chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Mà vào lúc này, chỉ thấy một đạo thân ảnh cất bước đi tới, chính là một nhân vật tiên đế, các hạ là ai? Đông Thánh tiên đế nhìn lão già, mắt lộ vẻ sắc bén. Người này không ngờ lặng lẽ không một tiếng động, ở ngay dưới mí mắt hắn phong ấn đại trận, ta là ai thì có liên quan gì tới ngươi? Lão già lạnh lùng nói, khiến cho thần sắc của Đông Thánh tiên đế nghiêm lại, ta phong ấn thế giới hạt căn bản này rồi, không cho phép bất kỳ ai được đi vào, cũng không cho phép bất kỳ ai đi ra. Bất kể ngươi trước đó đã làm gì thì cũng đừng có tiếp tục nữa. Cút đi, lão già lạnh lùng nói, lập tức Đông Thánh tiên đế sắc mặt khó coi, phát ra uy thế cuồng bạo. Sao, muốn chiến đấu à? Trên người lão già cũng tỏa ra lực lượng kinh người, điên cuồng ập về phía Đông Thánh, cho ngươi 10 giây, không cút thì lão già ta đây sẽ không khách khí đâu. Đông Thánh tiên đế sắc mặt khó coi, hắn cảm nhận được cổ uy thế đó, trong lòng thầm run sợ. Lập tức tức giận quát to một tiếng, dậm chân rời đi, tiếng gầm chấn động trong hư vô rồi tắt dần. Đông Thánh tiên đế, trong lòng đang phải kìm nén lửa giận vô cùng. Hắn muốn xuống tay với thế giới hạt căn bản, hiện giờ, toàn bộ thế giới hạt căn bản không ngờ bị người ta phong ấn,
hắn không nhìn thấy bất kỳ tình hình gì bên trong. Hơn nữa, hắn lại một lần giống như chó nhà có tang, bị người ta đuổi đi. Lửa giận này cơ hồ khiến Đông Thánh phát cuồng. Trong thế giới hạt căn bản, tiên niệm của Tần Vấn Thiên cảm giác được toàn bộ thế giới đã bị phong ấn. Đông Thánh không còn, hắn lập tức cất bước đi tới trước mặt Âu Dương Tiểu Lộ, khí tức cường đại trực tiếp chặt đứt sự áp bách của Xích Sát Tiên Vương đối với Âu Dương Tiểu Lộ, nói, Tiểu Lộ, ngươi không sao chứ, càng rỡ, Giang Phong thấy một màn này thì lạnh lùng quát. Âu Dương Tiểu Lộ thì kinh ngạc nhìn Tần Vấn Thiên, cách xưng hô của hắn dường như có chút thân thiết, ủy khuất cho ngươi rồi, Tiểu Lộ, khí thần bí trên khuôn mặt của Tần Vấn Thiên dần dần tiêu tán, để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, khiến cho Âu Dương Tiểu Lộ há hốc miệng, lộ ra thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Vấn Thiên đại ca, ừ, là ta, Tần Vấn Thiên cười cười, người chung quanh nghe thấy xưng hô này thì đều giật mình. Người của Âu Dương Thế Gia là rung động nhất, Vấn Thiên đại ca, người này là Tần Vấn Thiên sao, Tần Thúc Thúc, trong mắt đẹp của Âu Dương Vũ Nhu hiện lên một tia dị sắc, thanh niên anh tuấn phi phàm này không ngờ là Tần Thúc Thúc sao, là Tần Vấn Thiên, trời ạ, hắn không ngờ là Tần Vấn Thiên, rất nhiều người kinh hô. Nhất là người đã từng chứng kiến đại chiến năm đó. Bọn họ lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị, đúng là Tần Vấn Thiên đã trở lại. Tần Vấn Thiên hắn đã trở lại, nhân vật từng là truyền kỳ, nhân vật vô song trước đây. Khi đó Giang Phong còn không biết đang tu hành ở đâu, có người thấp giọng nói, Giang Phong sắc mặt tái xanh, hắn cũng đã nhìn ra Tần Vấn Thiên, phẫn nộ nói, cho dù là Tần Vấn Thiên thì sao, ở trước mặt sư tôn của ta cũng dám làm càn à, muốn chết. Tần Vấn Thiên liếc nhìn Giang Phong với vẻ khinh miệt, ánh mắt đó khiến Giang Phong cảm thấy như hắn bị khinh thị, hờ hững, không đáng được bận tâm. Sắc mặt của hắn rất khó coi, sau đó hắn thấy Tần Vấn Thiên nhìn về phía Xích Sát Tiên Vương, nói, Đông Thánh lão cẩu phái ngươi tới à, quỳ xuống, Giang Phong thần sắc rúng động. Tần Vấn Thiên bảo Xích Sát Tiên Vương quỳ xuống. Hắn điên rồi sao, người chung quanh cũng đều ồ lên, trong lòng vô cùng chấn động. Vì sao Tần Vấn Thiên đột nhiên trở nên cường thế như vậy? Tất cả người tiên vực nghe đây, hiện giờ lập tức tới đây ngay, ai cãi lời sẽ phải chết. Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, hét lớn một tiếng, thanh âm đi cùng với tiên niệm của hắn, vang khắp thiên địa. Thanh âm của Tần Vấn Thiên rất bá đạo, thay đổi hẳn so với thái độ lúc trước, khiến mọi người trong thế giới hạt căn bản tụ tập tới trước mặt hắn. Người trái lệnh, giết, quá kiêu ngạo, mọi người chấn động nhìn Tần Vấn Thiên, đây là Tần Vấn Thiên. Nhân vật truyền kỳ của thế giới hạt căn bản của bọn họ, hắn vẫn như trước, sau khi trở về thì vô cùng cường thế, bá đạo vô song. Những người đã từng chứng kiến Tần Vấn Thiên vào thời hắn vô cùng huy hoàng thì mặt đều lộ ra vẻ kích động. Người này đã trở lại, hắn muốn tất cả những người từ tiên vực đến phải nghe theo hiệu lệnh, muốn tiên vương cũng phải quỳ xuống. Giang Phong nhận ra Tần Vấn Thiên. Trên thực tế, năm đó Giang Phong cũng đã thấy những truyền kỳ của Tần Vấn Thiên, hắn vô cùng hâm mộ. Cho tới về sau hắn có được cơ duyên, bản thân cũng trưởng thành tới mức bất khả tư nghị, lòng tự tin tăng thêm, được gọi là thế giới đệ nhất nhân. Hắn cũng từng lấy mình ra so sánh với Tần Vấn Thiên, nhưng mà lại phát hiện bản thân mình dù thế nào cũng không thể sánh bằng. Hiện giờ Tần Vấn Thiên đã trở lại, không ngờ còn càng rỡ, tự cao tự đại như vậy, không để bất kỳ ai vào mắt, cho dù là sư tôn Xích Sát Tiên Vương của hắn. Tần Thúc Thúc, thiếu niên của Âu Dương gia kích động hô to, đây là Tần Thúc Thúc mà cửu cửu và mẫu thân từng nhắc tới ư, thầy là uy phong, đây là thần tượng của hắn, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Vấn Thiên, quả nhiên uy phong bát diện. Tần Vấn Thiên nhìn thiếu niên một cái, cười nói với hắn, tiểu tử kia, ngươi nên gọi là Tần Bá Bá mới đúng, Tần Thúc Thúc trẻ tuổi như vậy, gọi Tần Bá Bá thì thành ra già quá. Cứ gọi Tần Thúc Thúc thì thân thiết hơn, thiếu niên mang theo khí thuần phát đặc biệt. Âu Dương Vũ Nhu cũng cười nói, đúng vậy, cứ gọi là Tần Thúc Thúc cho quen, chẳng trách Tần Thúc Thúc lúc trước luôn giúp ta, thì ra ngươi tới Âu Dương Thế Gia không phải chỉ là tình cờ đi ngang qua, có người lợi hại muốn đối phó ta, vẫn luôn nhìn trộm toàn bộ thế giới hạt căn bản. Có điều hiện giờ thế giới hạt căn bản này đã bị phong ấn, hắn không thể bước vào được nữa, Tần Thúc Thúc đã không cần phải lo lắng, ở thế giới hạt căn bản này không còn ai dám động tới các ngươi nữa cả, Tần Vấn Thiên nói, vâng. Lời nói của Tần Thúc Thúc ta tất nhiên là tin rồi. Lúc trước nữ nhân đó nói Giang Phong là thiên hạ đệ nhất nhân của thế giới hạt căn bản. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, thật là không biết xấu hổ, tuổi của Giang Phong còn lớn cả Tần Thúc Thúc, vậy mà dám xưng là tiền vô cổ nhân.
thiếu niên chỉ về phía An Linh Lung bên cạnh Giang Phong. Tần thúc thúc, ngươi hiện tại nói với hắn đi. Ở trước mặt ngươi, Giang Phong có tính là đệ nhất nhân của thế giới hạt căn bản hay không? Chó má, đồ chó săn, thiếu niên phẫn nộ nói, Giang Phong lúc trước làm chó săn đến giúp Xích Sát Tiên Vương bắt người của Âu Dương Thế Gia bọn họ, hắn trong lòng tức lắm, thần sắc An Linh Lung có chút tái nhợt. Nàng ta nhìn Tần Vấn Thiên, người này danh khí quá lớn, cho dù giả qua nhiều năm, thế giới hạt căn bản vẫn lưu truyền truyền thuyết về hắn, tuy nói nàng ta ái mộ Giang Phong, vẫn luôn coi Giang Phong là đệ nhất nhân, nhưng khi Tần Vấn Thiên thật sự xuất hiện ở trước mặt, nàng ta lại không dám chắc chắn như thế, huống chi, những gì mà nàng ta gặp mấy ngày nay, Tần Vấn Thiên, cho dù lúc trước ngươi rất mạnh. Nhưng mà hiện giờ, sư tôn của ta chính là nhân vật tiên vương, ngươi dám vô lễ như vậy ư? Giang Phong lạnh lùng lên tiếng. Hắn tuy rằng không biết tiên vương cụ thể là mạnh thế nào, nhưng tuyệt đối là không phải hắn có thể chạm đến, chỉ có thể ngước nhìn. Tần Vấn Thiên, cũng không thể chạm tới được. Tần Vấn Thiên nhìn Giang Phong với vẻ khinh miệt. Hắn lại nhìn về phía Xích Sát Tiên Vương nói, ta bảo ngươi quỳ xuống, ngươi không nghe thấy à? Xích Sát Tiên Vương sắc mặt rất khó coi. Hắn nhìn Tần Vấn Thiên, nói, tuy nói ngươi rất nổi tiếng ở tiên vực, nhưng ngươi cũng nói nơi này là thế giới hạt căn bản, hơn nữa đã bị phong ấn, ngươi dựa vào gì mà bắt ta quỳ xuống, không biết sống chết. Tần Vấn Thiên lạnh lùng lên tiếng. Vừa dứt lời, khí thế của cảnh giới tiên vương ùa ra, cuồng bạo đến cực điểm. Trong nháy mắt Xích Sát Tiên Vương sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn Tần Vấn Thiên, lộ ra vẻ hoảng sợ, sao có thể như vậy được, ngươi sao ở thể đạt tới cảnh giới này một cách nhanh như vậy được. Hắn tuy rằng nghe nói tới cuộc tiên chiến ở phía đông tiên vực, nhưng mà bởi vì hắn không phải là người của Thập Tam Châu, không biết rõ về tin tức cụ thể của tiên chiến, càng không biết bản thân Tần Vấn Thiên mạnh thế nào. Danh khí của Tần Vấn Thiên phần lớn là tới từ tiên vực tài quyết và thân phận con rể của Trường Thanh Đại Đế. Lĩnh vực quy tắc phong ấn cường đại nháy mắt bùng nổ, thổi quét thiên hạ. Một cổ lực lượng phong ấn chí cường hàng lâm tới trên người đối phương, Xích Sát Tiên Vương sắc mặt đại biến, hắn phá không đào tẩu vào hư không, nhưng mà tay của Tần Vấn Thiên chộp lên trời, lĩnh vực phong ấn tự thành thuật phong ấn, không ngừng đánh vào trong cơ thể Xích Sát Tiên Vương, hắn sắc mặt tái nhợt, lực lượng trong cơ thể không ngờ không thể lưu chuyển thông suốt, toàn bộ thế giới hạt căn bản đều bị phong ấn rồi. Ngươi có thể trốn đi đâu được nữa? Có ta ở đây rồi, ngươi làm sao mà đi được? Tần Vấn Thiên nói một cách đầy bá đạo. Hắn cất bước đi tới, trong nháy mắt đã hàng lâm tới trước mặt Xích Sát Tiên Vương. Chỉ thấy ngón tay hắn đánh lên người Xích Sát Tiên Vương, chỉ trong nháy mắt, tất cả sinh cơ trong cơ thể đều bị phong ấn. Hắn hoảng sợ nhìn Tần Vấn Thiên nói, Tần thiếu tha mạng, lực lượng phong ấn đó quá mức bá đạo, không ngờ có thể phong ấn sinh cơ của hắn. Đã cho ngươi cơ hội rồi, ngươi đã tự muốn tìm chết thì ta chỉ đành tác thành cho ngươi mà thôi. Tần Vấn Thiên đánh ra một quyền, quyền mang bá đạo ập tới. Ầm một tiếng, một nhân vật tiên vương vô cùng cường đại đã vẫn lạc ngay tại chỗ. Lĩnh vực quy tức tiêu tán, Tần Vấn Thiên từ trên không hạ xuống. Mọi người rúng động, Giang Phong thì cả người đều run rẩy. Hắn sao có thể làm được tới mức như vậy, giết Xích Sát Tiên Vương trong chớp mắt. Cái này, mọi người run sợ, quá mạnh mẽ. Đây là nhân vật truyền kỳ của thế giới hạt căn bản bọn họ đây sao, truyền kỳ bất diệt. Khi hắn trở về còn cường đại hơn, đến cả tiên vương cũng bị hắn giết, Giang Phong, đệ nhất nhân của thế giới hạt căn bản. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, sư tôn mà Giang Phong bái nhận ở trước mặt Tần Vấn Thiên cũng không chịu nổi một kích. Vậy thì Giang Phong hắn lấy gì ra mà đánh đồng với Tần Vấn Thiên? Căn bản không phải người của cùng một thế giới. Kẻ được gọi là đệ nhất nhân của thế giới hạt căn bản đời này, so với nhân vật truyền kỳ như Tần Vấn Thiên thì căn bản là không có tư cách để so sánh. Trong hư không cùng phong thổi quét, chỉ thấy một cường giả tiên vương chạy tới đây rất nhanh. Hắn lúc trước còn có chút thờ ơ, nhưng khi nhìn thấy Xích Sát Tiên Vương đã chết thì tiên vương của nước Sở lập tức dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới. Cơ hồ ngay lập tức, hắn vừa ổn định thân thể đã vái Tần Vấn Thiên, bái kiến Tần thiếu. Tần Vấn Thiên lạnh lùng nhìn hắn, không thèm để ý. Hắn vẫn đứng trên hư không, lại có tiếng gió gào thét ập tới, liên tiếp mấy vị tiên vương hàng lâm tới đây, bọn họ không người hành lễ với Tần Vấn Thiên, không ngờ đây là thế giới của Tần thiếu, nếu có quấy rầy thì xin Tần thiểu đừng trách, lần này nghe đồn thế giới hạt căn bản có bảo tàng nên mới tới đây, không biết là lại thành quấy rầy Tần thiếu. Thật sự là đáng chết, các tiên vương đều tạ lỗi một cách cung kính. Sau đó,
Có rất nhiều cường giả tiên thai đều chạy tới nơi này, ai nấy dáng vẻ hốt hoảng lật đật, nào còn khí độ của tiên. Ở trước mặt người của thế giới hạt căn bản, bọn họ là tồn tại cao nhất. Nhưng ở trước mặt Tần Vấn Thiên, tiên thai cũng như người của thế giới hạt căn bản trước mặt bọn họ, chẳng khác gì con kiến. Huống chi, mới vừa rồi Tần Vấn Thiên đã trực tiếp giết chết một cường giả tiên vương, Tần Vấn Thiên giống như không thấy người xung quanh vừa hàng lâm. Hắn đi đến trước mặt Âu Dương Tiểu Lộ, xoa đầu nàng ta, nói, tiểu nha đầu năm đó đã thành người đứng đầu thế gia rồi, ha ha, người của Âu Dương thấy một màn này thì đều xấu hổ. Có điều bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại còn thấy đây là điều đương nhiên. Tần Vấn Thiên năm đó ở thế giới hạt căn bản là bạn tốt của Âu Dương Cuồng Sinh, đại ca của Âu Dương Tiểu Lộ. Thậm chí còn từng sống ở Âu Dương thế gia, còn cùng nhau xông pha giang hồ. Khi đó Âu Dương Tiểu Lộ đã biết Tần Vấn Thiên, với địa vị của Tần Vấn Thiên hiện tại, có thể vẫn thân thiết với Âu Dương Tiểu Lộ như xưa thì Âu Dương thế gia tất nhiên là cao hứng rồi. Tần đại ca, ngươi đừng trêu ta. Âu Dương Tiểu Lộ bĩu môi nói, đây không phải là trêu, đứa bé ngày nào giờ đã lớn vậy rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, Tần Vấn Thiên đi đến trước mặt Âu Dương Vũ Nhu và thiếu niên Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ cười ngây ngô nhìn Tần Vấn Thiên, Âu Dương Vũ Nhu thì trong mắt đẹp mang theo vẻ tò mò lạ lùng. Tần thúc thúc, ngươi cũng giảo hoạt thật, còn nói là nhìn trúng tỷ tỷ của ta. Âu Dương Vũ cười ha ha nói, dù sao cũng phải tìm lý do hợp lý chứ. Tần Vấn Thiên cười nói, Vũ Nhu trông duyên dáng yêu kiều thế này, kế thừa hết ưu điểm của nha đầu Tiểu Lộ. Ta nói như vậy các ngươi mới không hoài nghi, ha ha, Tần thúc thúc đừng trêu ta nữa, Âu Dương Vũ Nhu thẻ thọc nói, ha ha, lại còn ngượng ngùng nữa, Tần Vấn Thiên bật cười, Tần thúc thúc, giờ xử trí tên được gọi là thiên hạ đệ nhất nhân này thế nào, Âu Dương Vũ tay chỉ về phía Giang Phong. Người này tự mình tới Âu Dương thế gia của hắn để bắt người, nếu không phải có Tần Vấn Thiên thì hậu quả không biết sẽ thế nào, niệm tình ngươi chỉ là chó săn, ta không giết ngươi. Ngươi tự phế tu vi đi. Tần Vấn Thiên nhìn thoáng qua Giang Phong. Giang Phong sắc mặt trắng bệch, hắn được xưng là đệ nhất nhân của thế giới hạt căn bản, vinh quang vô song, lại được tiên vương thu làm đệ tử. Những vinh quang này chẳng lẽ sẽ mất tất sao? Hắn không cam lòng. Giang Phong lộ ra vẻ dữ tợn. Hắn đột nhiên đánh tới Âu Dương Tiểu Lộ, tốc độ cực nhanh, đồng thời tiên uy ùa ra, hắn không cam lòng vứt bỏ tất cả những điều này. Nếu phải trở thành phế nhân thì dù sống sót cũng còn có ý nghĩa gì nữa. Tần Vấn Thiên không thèm nhìn hắn, quy tắc nháy mắt hàng lâm, đột nhiên đánh lên người Giang Phong. Thân thể Giang Phong trên hư không rung lên một cái, mặt như tro tàn, lập tức mắt đờ đẫn, thân thể rơi xuống đất. Quy tắc ùa vào trong cơ thể hắn đã xóa đi tất cả sinh cơ của hắn. Bùng, thân thể Giang Phong rơi xuống đất, kẻ được gọi là thiên hạ đệ nhất nhân, Tần Vấn Thiên căn bản là chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái. Đó chính là sự chênh lệch, đây là tiền vô cổ nhân trong miệng ngươi à. Âu Dương Vũ nhìn An Linh Lung nói, Tiểu Vũ, đừng so đo với nàng ta làm gì. Nàng ta cũng rất đáng thương, Tần Vấn Thiên thờ ơ lên tiếng. An Linh Lung nghe thấy lời nói của Tần Vấn Thiên thì không ngờ sụp đổ trong nháy mắt, lệ rơi đầy mặt. Nàng ta từng hy vọng có thể trở thành thần tiên quyến lữ với thiên hạ đệ nhất nhân Giang Phong, nhưng sau khi đi theo Giang Phong, chỉ một câu của Xích Sát Tiên Vương. Giang Phong đã hiến nàng ta đi, Giang Phong không dám lắm lời, nàng ta cũng không dám, mà hiện giờ, Giang Phong đã chết. Nàng ta không ngờ không cảm thấy bi thương, chỉ cảm thấy mình thật đáng thương. Các tiên nhân càng lúc càng tụ tập đông, không người vái chào Tần Vấn Thiên, giống như sùng bái vương giả chí cao vô thượng. Tần Vấn Thiên không lên tiếng, bọn họ thì im lặng đứng đó chờ xử trí. Người của thế giới hạt căn bản cảm nhận được uy thế của Tần Vấn Thiên. Sớm đã khủng bố tới mức mà họ không thể tưởng tượng được. Kể từ hôm nay, tất cả người đi tới thế giới hạt căn bản này, ta sẽ phong ấn tu vi của các ngươi. Các ngươi giáo hóa người trong thiên hạ, có thể làm sư tôn của bọn họ, dạy họ tu hành, đợi khi thời cơ đến, ta sẽ xóa bỏ phong ấn cho các ngươi, tha cho các ngươi trở về. Thanh âm của Tần Vấn Thiên mang theo tiên niệm của hắn truyền khắp thiên hạ, vô số người thân thể run rẩy kịch liệt, người trong thiên hạ khiếp sợ. Đều vô cùng cảm kích Tần Vấn Thiên, đây mới là người đứng đầu thế giới hạt căn bản của bọn họ, hắn muốn phong ấn tại những người xâm nhập thế giới của bọn họ tại đây, bắt phải dạy họ tu hành, đem Tần Vấn Thiên ra so sánh với Giang Phong, quả thực chính là sự vũ nhục đối với Tần Vấn Thiên, cho dù những người trẻ tuổi cho rằng Giang Phong lợi hại cũng cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đám người Âu Dương Tiểu Lộ và Âu Dương Vũ Nhu thì mỉm cười ngọt ngào, những kẻ đó kiêu ngạo như vậy,
hiện tại đều phải ở lại thế giới hạt căn bản để dạy người ở đây tu hành, đáng đời. Tần Vấn Thiên sau khi phong ấn thế giới hạt căn bản, hắn hiển nhiên không hy vọng những người này sẽ rời khỏi đây. Như vậy tất cả những gì phát sinh ở thế giới hạt căn bản, người tiên vực sẽ không thể biết được, Đông Thánh Tiên Đế cũng không biết. Tuy nói cho dù là biết được những gì xảy ra ở đây, cũng không nhất định có thể đoán được hắn có hóa thân ngoài thân. Nhưng Tần Vấn Thiên làm việc chu đáo, không muốn mạo hiểm để Đông Thánh đoán được hướng đi. Về phần những người này, rất nhiều người tới thế giới hạt căn bản đều ngang ngược muốn làm gì thì làm, nhốt họ ở đây cũng là sự trừng phạt đối với bọn họ. Về phần những người vô tội thật sự chỉ vì nghe theo lời đồn mà tới đây đoạt bảo, Tần Vấn Thiên cũng sẽ không định nhốt họ suốt đời, đợi cho hắn đủ cường đại, thời cơ đến rồi, hoặc là Đông Thánh vẫn lạc. Nhiều năm sau chuyện đã xảy ra ở thế giới hạt căn bản cũng không có ai quan tâm nữa, vậy thì thả họ đi cũng không muộn. Đương nhiên, có một số người trừng phạt như vậy là hiển nhiên vẫn chưa đủ. Tần Vấn Thiên mắt nhìn về phía nhân vật tiên vương lúc trước hoành hành ngang ngược ở nước Sở, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Tần thiếu thứ tội, nhân vật tiên vương đó không người vái. Trên người Tần Vấn Thiên ùa ra khí thế mạnh mẽ, ngươi nguyện ý nhận trừng phạt chứ? Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, ta nguyện ý, tiên vương đó gật đầu nói. Cái chết của Xích Sát tiên vương sờ sờ trước mặt, hắn nào dám cự tuyệt Tần Vấn Thiên, nhưng mà, ta đoán ngươi có thể là người Đông Thánh phái tới, hơn nữa những vì chuyện ngươi làm, ta rất muốn giết ngươi, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói, Tần thiếu, ta không phải là người của Đông Thánh. Về phần những gì mà ta làm, ta cam nguyện đền tội, mong Tần thiếu mở một mặt lưới. Người đó sắc mặt tái nhợt, lo lắng Tần Vấn Thiên dưới cơn giận dữ mà thật sự giết hắn như giết Xích Sát tiên vương, quỳ xuống, dập đầu về phía nước Sở đi. Tần Vấn Thiên lạnh lùng lên tiếng, bắt một vị tiên vương quỳ xuống dập đầu sám hối. Tiên vương đó sắc mặt tái nhợt, làm như vậy quả thực là mất hết tôn nghiêm. Hắn là cường giả tiên vương, cao cao tại thượng, bảo hắn dập đầu sám hối, lựa chọn này gian nan biết bao. Nhưng mà ở trước mặt tính mạng, tôn nghiêm vẫn có thể vứt bỏ. Hắn quỳ gối, hướng mặt về phía nước Sở, dập đầu sám hối. Mọi người chung quanh đều run sợ, ánh mắt nhìn về phía Tần Vấn Thiên mang theo vẻ cuồng nhiệt. Đây mới là người bảo vệ thế giới hạt căn bản của bọn họ. Giang Phong lúc trước được gọi là đệ nhất nhân căn bản giống như chó săn làm việc cho Xích Sát tiên vương. Có một số người lúc trước còn cảm thấy uy phong, là Âu Dương Thế Gia không biết sống chết, hiện giờ nhìn thấy Tần Vấn Thiên, bọn họ chỉ cảm thấy hổ thẹn, thanh niên trước mặt mới là đại diện cho thế giới này. Tất cả những gì hắn làm đều là vì cố thổ, tốt, ta tha thứ cho ngươi. Sau khi phong ấn tu vi của ngươi, ngươi phải ở lại nước Sở để chuộc tội, dạy người nước Sở tu hành, phàm là người nguyện ý bái làm học trò của ngươi thì ngươi không được cự tuyệt, nếu không ta sẽ giết ngươi, Tần Vấn Thiên lạnh lùng, tiên vương đó mặt như tro tàn. Từ tiên vương cao cao tại thượng muốn làm gì thì làm, giờ biến thành nô bộc của người nước Sở, phải dạy bọn họ tu hành. Rất nhiều người có chút kích động, thậm chí muốn tới nước Sở. Một nhân vật lợi hại như vậy bị phong ấn tu vi, phải dạy người nước Sở tu hành, điều này quả thật là, Tần thúc thúc xử lý rất hoàn mỹ, giết những người đó thì đáng tiếc. Giữ họ lại làm nô bộc, dạy mọi người tu hành, đúng là chỉ có Tần thúc thúc mới nghĩ ra được, quá âm hiểm. Thiếu niên Âu Dương Vũ cười bảo, Âu Dương Vũ Nhu ở bên cạnh lườm hắn một cái nói, ngươi sao có thể nói Tần thúc thúc âm hiểm chứ, rồi rồi, không nói nữa. Ta biết Tần thúc thúc là thần tượng của ngươi. Hiện tại nhìn thấy thần tượng, có phải rất kích động hay không? Âu Dương Vũ tinh nghịch nói, lúc trước ở trong tửu lâu ai tranh với An Linh Lung. Khi đó Tần thúc thúc còn chưa lộ ra thân phận đó, Âu Dương Vũ Nhu cười khúc khích, Âu Dương Tiểu Lộ nhìn bọn họ lắc đầu cười khổ. Lập tức nàng ta nhìn thấy Tần Vấn Thiên bắt đầu phong ấn tu vi của chư tiên, trong lòng cảm khái vạn phần. Không ngờ Tần ca ca năm đó mà nàng ta quen biết, sau trăm năm lại đạt được thành tựu mà mình căn bản không thể tưởng tượng được. Khi đó, Tần Vấn Thiên ở Âu Dương Thế Gia còn bị chèn ép, thậm chí bị Âu Dương Đình làm nhục. Cũng may ca ca Âu Dương Cùng Sinh có quan hệ tốt với Tần Vấn Thiên. Tất cả những điều này thật sự giống như là một giấc mộng. Mọi người của thế giới hạt căn bản thở phào. Cũng có rất nhiều người lờ mờ cảm thấy hưng phấn. Rất nhanh, liền có rất nhiều tiên nhân bị phong ấn tu vi, phải dạy bọn họ tu hành. Thế giới này về sau tất nhiên sẽ trở nên cường đại hơn. Lực phong ấn mà Tần Vấn Thiên sử dụng với mọi người tất nhiên là khác nhau. Với kẻ ác thì trực tiếp phong ấn triệt để, bắt bọn họ làm nô làm tỳ. Người tu vi bình thường cũng có thể ra lệnh cho họ dạy tu hành.
Về phần những tiên nhân không gây chuyện thì Tần Vấn Thiên vẫn để lại cho bọn họ một chút lực lượng, để cho bọn họ vẫn có thể giữ được tôn nghiêm của mình, có thể lựa chọn đệ tử. Về phần phong ấn thế giới này, hắn vẫn rất tự tin với năng lực của lão già đó. Khi mỗi lần hắn trở nên cường đại hơn thì cũng phát hiện lão già này lợi hại hơn, quả thực là sâu không thấy đáy, vĩnh viễn đều là sâu không lường được như vậy. Tiên vực, Đông Thánh Tiên Đế tất nhiên là rời đi một cách uất nghẹn, thế giới hạt căn bản sau khi bị phong ấn thì hắn hoàn toàn không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Thậm chí, ngay cả lão già đó là ai cũng không biết, chỉ cảm giác được là đối phương vô cùng khủng bố. Nhưng mà hắn không ngờ chưa từng nghe nói về nhân vật như vậy. Một ngày này, hắn lén quay về, không phát hiện có lão già. Hắn thử phá phong ấn, nhưng lại phát hiện hắn không phá được. Đại trận phong ấn này quả thực là khiếp người. Đông Thánh nhìn sư tỷ đó, trong thế giới hạt căn bản vô tận, chẳng lẽ thật sự tồn tại một số tồn tại tuyệt đỉnh siêu đáng sợ sao? Đông Thánh Tiên Đế không nhịn được mà nghĩ vậy, người từng tu hành đến cực hạn, bọn họ đi đâu, nhân vật đại đế cổ thì tới nơi nào? Nhân vật đại đế cổ danh chấn thiên hạ mà họ biết đều là cường giả nhất thống thiên hạ. Nhưng mà, có một số người lại không ham thích quyền thế, thực lực của bọn họ chẳng lẽ sẽ yếu đi sao? Thế giới vô tận, thế giới hạt căn bản vô cùng, rất có thể cũng ẩn tàng nhân vật siêu cấp. Đương nhiên, phần lớn nhân vật lợi hại có thể đã rời khỏi Thanh Huyền Tiên Vực, chờ ta báo được thù này rồi sẽ rời khỏi Thanh Huyền Tiên Vực. Vượt qua hư không vô tận, đi nhìn thử cái hay của tiên vực khác. Đông Thánh Tiên Đế ngước nhìn tinh không vô tận, lại nhìn thoáng qua thế giới tiên vực sặc sỡ lóa mắt đó. Không giết được Tần Vấn Thiên, không giết được Bạch Vô Nhai, không diệt được Thiên Biến Tiên Môn thì hắn không cam lòng rời khỏi đây. Cho dù là đi thì hắn cũng phải mang theo sự không cam lòng, tâm sẽ có ma chướng, cảnh giới của hắn sẽ chững lại ở đây. Về phần Tần Vấn Thiên lúc này, đang bế quan tu hành trong Thiên Biến Tiên Môn, không gặp bất kỳ ai. Trong khoảng thời gian này, hắn giống như là hoàn toàn mất tích, giống như lúc trước tới Bắc Minh Tiên Sơn vậy. Chỉ có như vậy, cho dù là Tần Vấn Thiên của thế giới hạt căn bản được người của tiên vực biết tới thì trong nhất thời cũng sẽ không hoài nghi có hai Tần Vấn Thiên tồn tại. Đây cũng là sự cẩn thận của Tần Vấn Thiên. Có điều cùng với tất cả kết thúc ở thế giới hạt căn bản, toàn bộ thế giới bị phong ấn, đế thiên chi thân hóa thân ngoài thân cũng sẽ tiếp tục ở lại thế giới hạt căn bản một đoạn thời gian, Tần Vấn Thiên cũng yên tâm. Lần trước rời khỏi thế giới hạt căn bản, hắn vốn tưởng rằng nơi này sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng mà lần này bởi vì bức Đông Thánh quá thảm, bởi vậy mới có lo lắng. Trên thực tế lo lắng của hắn cũng thành sự thật, đường đường là cường giả tiên đế, năm đó Đông Thánh là nhân vật cấp của bá chủ của Thập Tam Châu, không ngờ thật sự xuống tay với thế giới hạt căn bản, giấu mình ở chỗ tối, muốn khiến hắn hiện thân ở thế giới hạt căn bản. Đông Thánh này e là sau này chuyện gì cũng có thể làm được. Ở nơi tu hành, Tần Vấn Thiên ngồi khoanh chân, trong lòng thầm nghĩ nhất định phải cảnh giác Đông Thánh. Một nhân vật tiên đế một khi nổi điên mới là đáng sợ nhất. Lúc này trên người Tần Vấn Thiên lực lượng quy tắc lấp lánh, trong người các loại ánh sáng quy tắc đang lưu động. Hắn đang dùng lực lượng quy tắc để luyện tiên khu thân thể thần tiên, nặng tiên cốt, đến cảnh giới tiên vương. Thân thể của hắn chính là thân thể quy tắc, nhục thân được nhào nặng lại, xương cốt huyết mạch ngũ tạng cũng đều được rửa tội, sinh cơ vô cùng tràn đầy. Bởi vậy, cường giả tiên vương nếu vẫn lạc thì nhục thân của bọn họ đều thành bảo vật. Tần Vấn Thiên tiên niệm nội thị, xương cốt đang tỏa ra ánh sáng, quy tắc hợp với xương cốt, chứa đựng lực lượng các thuộc tính, ngũ tạng sung mãn. Đúng lúc này, hắn lại đưa tiên niệm hướng tới trái tim của mình, ở đó, hắn lờ mờ cảm giác được một khí tức không thuộc về bản thân. Hắn thử kích thích khí tức đó, sau nhiều lần thử, một luồng ánh sáng lấp lánh chiếu ra, chỉ thấy một đạo thân ảnh mờ mịt hóa thành điểm sáng, xuất hiện bên trong tiên niệm của Tần Vấn Thiên. Hắc bá, Tần Vấn Thiên nhìn thân ảnh quen thuộc đó, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện hoài niệm vô tận. Hắc bá có ý nghĩa phi phàm đối với hắn, từ nhỏ đã mang theo hắn, thậm chí so với nghĩa phụ Tần Xuyên thì còn thân thiết hơn. Ngươi cuối cùng cũng tìm được ta rồi, không ngờ lại nhanh như vậy. Thế này ta rất hài lòng. Hắc bá lộ ra vẻ mặt tươi cười, cảm thụ được sự cường đại trong thân thể của Tần Vấn Thiên, lão vẻ mặt hiền lành nói. Lúc trước khi ngươi còn nhỏ thì rất nghiêm khắc với ngươi, thậm chí là chưa từng tươi cười với ngươi. Vấn Thiên, là Hắc bá có lỗi với ngươi. Hắc bá đều là vì muốn khích lệ ta trưởng thành, bắt đầu từ lúc nhỏ yếu nhất đã muốn ta đoạn mạch để tu hành, không cho ta câu thông với tinh hồn quá sớm để ta có khởi điểm tu hành tốt hơn. Ta tất nhiên minh bạch dụng tâm của Hắc bá. Tần Vấn Thiên cảm khái nói,
Hắc Bá lúc rời khỏi từng nói sau khi ta thành tiên sẽ tới tìm ta. Song ngươi lại không tới, ngươi là luôn ở trong cơ thể ta, chờ đợi ta sao? Ừ, ta còn tưởng rằng phải đợi rất lâu nữa. Hắc Bá cười nói, tiên vực lớn như vậy, người ở cảnh giới tiên thai như muối bỏ biển, ta biết đi đâu mà tìm ngươi. Huống chi, ta không định gặp ngươi ở tiên vực, sau này có lẽ cũng sẽ không, năm đó nghiêm khắc với ngươi cũng bởi vì ngươi thân mang sứ mệnh. Tuy nói phụ thân ngươi từng dặn dò, nếu ngươi không có gì nổi bật thì cứ để ngươi sống một cuộc sống bình thường, vĩnh viễn không nói cho ngươi biết thân thế, nhưng mà ta đương nhiên không hy vọng ngươi sẽ sống một cách bình phàm như vậy, ta tuy nhìn ngươi khôn lớn, nhưng ta theo phụ thân ngươi rất nhiều năm, tình cảm của ta đối với hắn còn sâu đậm hơn là đối với ngươi. Tần Vấn Thiên nghe thấy thanh âm bình tĩnh của Hắc Bá thì không hề có chút bất mãn nào. Ngược lại, hắn cảm nhận được tình cảm của Hắc Bá đối với phụ thân, trong lòng chỉ có cảm kích. Phụ thân ta đã chết rồi sao? Tần Vấn Thiên mở miệng hỏi. Đây là vấn đề mà hắn luôn muốn biết. Trong mảnh vỡ ký ức nằm trong tinh thần tiểu nhân, hắn nhìn thấy kết cục cực kỳ thê thảm của phụ thân, xương cốt huyết nhục đều bị người ta cướp đi, cơ hồ là hắn chắc chắn phải chết rồi. Nhưng mà chuyện phát sinh về sau thì lại như phụ thân vẫn còn sống, hắn muốn được biết chân tướng. Khi Tần Vấn Thiên hỏi những lời này, hắn thậm chí cực kỳ khẩn trương, mắt nhìn chằm chằm Hắc Bá, bức thiết muốn biết được đáp án nào đó, đồng thời cũng sợ hãi nếu phải nhận được một đáp án khác. Không biết, Hắc Bá trả lời, khiến cho ánh mắt Tần Vấn Thiên cứng lại, không biết ư, nhưng, hắn quả thật đã chết một lần. Song phụ thân ngươi là kỳ tài ngút trời. Lần đó cũng không thể lấy đi được mạng của hắn vẫn còn sống, đã trùng tu đời khác, về phần hiện tại ta cũng không biết hắn ở đâu, có còn sống hay không. Hắc Bá nói, Tần Vấn Thiên trong lòng chấn động, đã chết một lần, trùng tu đời khác, ta từng ở trong ký ức nhìn thấy, phụ thân từng bị một gia tộc cường đại vây công tiêu diệt, bị cướp đoạt thân thể. Chết một lần mà Hắc Bá ngươi nói chính là lần đó ư? Tần Vấn Thiên hỏi. Đúng vậy, xem ra ngươi cũng thấy rồi. Hắc Bá gật đầu, nếu phụ thân ngươi đã cho ngươi ký ức, có thể trong ký ức này cất chức ký ức hai đời của hắn. Đời thứ nhất hắn vô cùng lông bông, phóng đãng, hắn chấp tay nhường tất cả, cũng có thể ra sức tàn sát thiên hạ, có điều về sau, hắn chán ghét tất cả, muốn bỏ đi. Nhưng mà có người lại không cho phép, nhất định phải giết hắn. Thế nên hắn mới có đời thứ hai. Đời thứ hai của phụ thân ngươi thì trầm ổn bình đạm hơn, cũng không có phong mang tuyệt thế như đời trước. Hắn che giấu hành tung tu hành và trưởng thành ở thế giới hạt căn bản. Cho tới về sau, hắn sinh ra người, rồi sau đó để bảo vệ ngươi, bọn họ đã rời đi. Hắn không phải không muốn nhìn ngươi trưởng thành, nhưng hắn cắt đứt liên hệ với ngươi. Nhưng vậy không ai biết ngươi là ai, ngươi là con hắn làm vậy là muốn bảo vệ ngươi. Hắc Bá chậm rãi lên tiếng. Tần Vấn Thiên nghe mà trong lòng chấn động, hắn đương nhiên tin lời nói của Hắc Bá. Hắn từng chính mắt nhìn thấy sự cường đại của gia tộc Tần Viễn Phong, cung điện mà phụ thân ở một mình có thể so với cả hoàng cung của Trường Thanh Tiên Quốc, hùng vĩ uy nghiêm, cường giả của tộc đó quả thực là không thể tưởng tượng, cho dù là trùng tu đời khác, phụ thân vẫn ở trong nguy hiểm. Cho nên, lựa chọn cắt đứt liên hệ với hắn, nếu hắn bình phàm thì hắn cả đời sẽ không biết về những điều này, an ổn sống hết cuộc đời. Nhưng Hắc Bá không cam lòng, Hắc Bá hy vọng hắn sẽ trở nên kiệt xuất, hy vọng hắn sẽ giống như phụ thân Tần Viễn Phong của hắn, sinh ra đã phi phàm, trời sinh phóng đãng, dám chiến cả thiên hạ, cho dù là vương trong tộc, ta có thể nhường ngươi không tranh đấu với ngươi, nhưng nếu phải tranh đấu thì cho dù ngươi là vương trong tộc thì ta vẫn có thể đánh bại ngươi. Chỉ là, phụ thân Tần Viễn Phong quá ngang ngạnh, lại không cha không mẹ, không ai quản thúc, không phục gia tộc. Cuối cùng, gia tộc cường đại lựa chọn vương trong tộc đó mà tước đoạt tất cả của Tần Viễn Phong, ban cho đối phương. Không chỉ các ngươi, cho dù là những lão già chúng ta, kỳ thật năm đó đều là người hầu của phụ thân ngươi. Hơn nữa, chúng ta đều thay hình đổi dạng, chịu trọng thương nghiêm trọng, xem như là một nửa phế nhân. Sự tồn tại của chúng ta sẽ không khiến người ta cảnh giác. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn phải sống một cách nhún mình, chỉ lặng lẽ ở các góc của thế giới hạt căn bản chờ ngươi, nhìn ngươi từng bước lớn lên, mà hiện giờ đến tiên vực rồi, chúng ta sẽ không xuất hiện nữa, bởi vì cũng muốn cắt đứt tất cả liên hệ với ngươi, trước khi ngươi chưa đủ thực lực thì ngươi nhớ rõ đừng để cho người khác biết ngươi là con của Tần Viễn Phong. Lời nói của Hắc Bá khiến cho Tần Vấn Thiên nghẹn lời, thân là nhi tử, không ngờ cũng phải giấu giếm không cho người trong thiên hạ biết. Lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm, tất cả những điều này đều là vì kẻ địch.
bọn họ chắc không ở thế giới tiên vực này chứ? Tần Vấn Thiên hỏi. Đương nhiên là không rồi, phụ thân ngươi đã sớm rời khỏi cố thổ. Thậm chí cũng không dám dừng lại ở tiên vực này. Ở giới này cũng từng có một số sự tích của phụ thân ngươi, có người có thể sẽ biết về sự tồn tại của hắn, mà người trong gia tộc của phụ thân ngươi, bọn họ có thể vượt qua thế giới vô tận tìm tới nơi này, bọn họ cũng từng phái người tới. Cho nên, cho dù cựu nhân không ở tiên vực này thì vẫn không thể để cho người ta biết, thế nhân hiện giờ cho dù điều tra ngươi thì cũng chỉ biết ngươi là trưởng thành từ thế giới hạt căn bản, một đường đi cho tới bây giờ, ngươi chính là cô nhi, được Tần phủ ở Thiên Ung thành nước sở nuôi lớn, cho nên ngươi họ Tần. Hắc bá chậm rãi nói, chỉ là lực lượng huyết mạch của ngươi có thể sẽ bị người ta nhìn ra sự bất phàm. Nhưng nếu không phải là ngươi của hai tộc nhân đó tận mắt nhìn thấy ngươi sử dụng thì không ai biết được cả. Thanh Huyền Tiên vực càng không có ai có thể nhận ra, nhưng ngươi sau này ra ngoài, năng lực huyết mạch của ngươi ngươi hãy tận lực giữ kín một chút, hoặc là dùng một phần nhỏ thôi. Nhất là sau khi tu vi của ngươi mạnh hơn, lực lượng huyết mạch được kích phát triệt để, đặc tính sẽ càng trở nên rõ ràng. Bây giờ vẫn chưa có gì, nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Ừ, Tần Vấn Thiên gật đầu, biết phụ thân trùng tu đời khác, tâm cảnh của hắn cũng thoải mái hơn một chút. Tuy rằng vẫn không thể xác định sinh tử, nhưng ít ra thì vẫn có hy vọng rất lớn là còn sống. Cựu nhân rốt cuộc là ở trong thiên nào của Tam Thập Tam Thiên, là gia tộc gì? Tần Vấn Thiên hỏi, ở thiên mạnh nhất, gia tộc rất mạnh, ngươi hiện tại không cần biết cụ thể. Chờ ngươi sau này đi đến bước đó, không cần ta nói cho ngươi hay thì ngươi cũng tự biết. Hắc bá nói, Tần Vấn Thiên run sợ, ở thiên mạnh nhất sao, nơi đó cường đại cỡ nào? Gia tộc rất mạnh, trong mảnh ký ức của hắn đã từng nhìn thấy sự khủng bố của tộc đó. Hiện giờ, bản thân hắn cũng có cảnh giới tiên vương rồi, đối với sự mạnh yếu của thực lực cũng nhìn càng rõ ràng hơn. Trận chiến trong mảnh ký ức đó, cho dù là nhân vật tiên đế ở trong đó cũng bị hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Tộc đó vì sao muốn đối phó với phụ thân của ta? Trận chiến năm đó, cha ta đã đánh bại vương trong tộc, bọn họ vì sao lại không lựa chọn phụ thân, ta không hiểu. Tần Vấn Thiên mang theo hận ý cường đại, hắn tuy chưa trải qua trận chiến ấy, nhưng lại chính mắt nhìn thấy phụ thân của mình bị người ta dùng chí bảo vô cùng cường đại hút hết huyết mạch, rút sạch phù cốt, cướp đoạt nhục thân, mà ở đầu khác của pháp bảo thì không ngờ là vương trong tộc cùng lớn lên với phụ thân. Tất cả của phụ thân đã bị cướp đoạt, trao cho đối phương kế thừa, hình phạt tàn khốc như vậy, so với trực tiếp tru sát thì còn tàn nhẫn hơn gấp trăm vạn lần. Hắn nếu một ngày kia có thể dẫm đạp thiên địa, tất sẽ nợ máu phải trả bằng máu. Tất cả những gì phụ thân bị cướp đi, hắn sẽ bắt tộc đó phải trả lại. Đây là bí mật lớn nhất của phụ thân ngươi chính là nhất mạch đích hệ của gia tộc. Cha mẹ hắn cũng là đại nhân vật của tộc đó, nhưng đã chết trận, phụ thân ngươi từ nhỏ đã thành cô nhi, tính cách quái gở. Không thích nói chuyện, do các lão nhân trưởng bối của gia tộc nuôi hắn lớn, coi hắn là tương lai của nhất mạch đó. Hắc bá nhìn Tần Vấn Thiên tiếp tục nói, phụ thân ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn được đưa tới nơi bồi dưỡng hậu nhân đích hệ của gia tộc, thiên tư xuất chúng, bất phàm. Đồng thời trong tộc còn có hai người cực kỳ ưu tú, một người là thiếu niên vương, một người là nữ tử phụ thân ngươi thầm yêu. Ba người bọn họ thời thiếu niên là bạn tốt, chỉ là về sau hai người đó mến nhau. Phụ thân ngươi buồn bã chúc phúc cho họ rồi rời khỏi gia tộc ra ngoài lăn lộn, cô đơn một mình, trải qua những đau khổ, cửu tử nhất sinh, tôi luyện ra tính cách ngông nghênh, phóng đãng, rồi sau đó gặp được mẫu thân ngươi, hơn nữa còn theo đuổi mãnh liệt. Đồng thời, vương trong tộc đó vô cùng huy hoàng, như mặt trời ban trưa, người cùng thế hệ không ai có thể so sánh, được coi là một trong những người kế thừa lãnh tụ của gia tộc trong tương lai, được bồi dưỡng trọng điểm, hắn trời sinh đã là vương. Chói mắt vô song, nhưng hắn biết, có thể cạnh tranh với hắn chỉ có một người, đó chính là phụ thân của ngươi. Nhưng phụ thân ngươi căn bản không ham muốn quyền thế của gia tộc, hắn hoàn toàn thoát ly gia tộc mà trưởng thành, thậm chí rất ít về tộc. Hai người không can thiệp chuyện của nhau, vương trong tộc đó không ngừng trưởng thành, dần dần trở thành lãnh tụ không thể nghi ngờ, hai người giống như sẽ không có giao tiếp gì nữa. Cho tới khi, nghe đồn phụ thân ngươi có được một kiện chí bảo, vô số người trong thiên hạ đều thèm muốn. Phụ thân ngươi bị các phía đuổi giết, gia tộc triệu hắn về, hắn lại không về, hắn và mẫu thân ngươi lưu lạc thiên hạ, hành tẩu qua các thế giới, tiêu sái không ai có thể quản thúc, gia tộc cũng không được, thậm chí còn che giấu hành tung. Cho đến một ngày, vương trong tộc tìm được phụ thân ngươi thì đến bái phỏng, phụ thân ngươi cũng nhiệt liệt chào mừng, nhưng đối phương là có chuẩn bị mà đến,
không ngờ khai chiến với phụ thân ngươi, sau đó thì chiến bại bỏ đi. Không biết về gia tộc thì nói cái gì, sau đó, phụ thân ngươi bị gia tộc truy nã, dưới cơn giận dữ, phụ thân ngươi phản lại gia tộc vô cùng cường đại đó, thế là đã chọc giận các lão nhân trong tộc, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy tộc nhân phóng đãng bất kham như vậy, liền phái cường giả đuổi giết, nhưng mà không có kết quả, thậm chí không ít người bị phụ thân ngươi đánh cho bị thương, cho tới về sau gia tộc của mẫu thân ngươi cũng tìm tới, mang mẫu thân ngươi đi, tất cả những điều này vẫn chưa phải là kết thúc. Gia tộc đuổi giết không ngừng, cho đến một ngày phụ thân ngươi trở về gia tộc, rất nhiều người của nhất mạch này nguyện ý đi theo, chính danh cho phụ thân ngươi, mời vương trong tộc đó đến đánh một trận đường đường chính chính, phụ thân ngươi muốn đoạt lại tất cả những gì mà hắn đã mất. Trận chiến này, vương trong tộc lại chiến bại, nhưng không ngờ, bọn họ vô cùng hèn hạ, không ngờ nói phụ thân ngươi mượn dùng kiện chí bảo có được đó, nếu hiến nó cho gia tộc thì sẽ tạo thành vương mạnh hơn. Nếu đưa cho vương trong tộc thì hắn sẽ cường đại hơn phụ thân ngươi gấp 10 gấp trăm lần. Phụ thân ngươi sao chịu giao ra, tất nhiên lại nổi lên một hồi đại chiến kinh thiên, nhìn thấy những lão nhân theo mình bị thương, thậm chí là bị giết, phụ thân ngươi triệt để tức giận, bắt đầu giết chóc, thế là thành triệt để chọc giận lão già cầm quyền của gia tộc, bọn họ bước ra liên thủ đối phó với phụ thân ngươi, đoạt đi sinh mệnh đời đó của phụ thân ngươi, hơn nữa ban tất cả những gì của phụ thân ngươi cho vương trong tộc. Tuy rằng rất nhiều năm không gặp, nhưng có thể tưởng tượng, vương trong tộc đó hiện giờ tất nhiên đã cường đại tới mức bất khả tư nghị, không ai có thể gây ảnh hưởng tới địa vị của hắn, không ai có thể tranh phong với hắn, hắn đã nắm trong tay quyền thế ngập trời, được vô số người sùng bái. Trong thanh âm của Hắc Bá lộ ra lửa giận vô tận, hai mắt Tần Vấn Thiên cũng bắn ra ngọn lửa cừu hận, tất cả những cái đó đều là lấy đi từ trên người phụ thân sao, bọn họ nhất định phải nợ máu trả bằng máu vì những điều đó. Cái kẻ gọi là vương trong tộc đó, hắn hiện giờ rực rỡ vạn trượng, nhìn xuống thiên hạ sao. Tần Vấn Thiên nắm chặt hai tay, gân xanh lộ hết ra, khí tức quy tắc trên người cũng dũng động cuồng bạo. Tuy rằng hắn từng chính mắt thấy đoạn ký ức đó, có thể đoán được một chút, nhưng khi chính tai nghe thấy Hắc Bá kể về đoạn lịch sử này thì vẫn vô cùng phẫn nộ, cừu hận ngập trời. Tam thập tam thiên, thiên mạnh nhất trong đó sao? Trong lòng Tần Vấn Thiên tràn ngập lửa giận, từ trong một đoạn ký ức đó, phụ thân và mẫu thân đã ban tất cả cho mình, hắn có thể cảm nhận được loại tình cảm chí thân này. Từ lần đó hắn đã biết được, phụ mẫu thân sinh của hắn không phải là vứt bỏ hắn, chỉ là bởi vì quá yêu hắn nên đành dứt ruột chia lìa hắn, cắt đứt liên hệ với hắn, cũng là để không khiến cho người ta biết về sự tồn tại của hắn. Cho dù là có một ngày, đời thứ hai của phụ thân bị người ta đuổi giết, vẫn không ai biết về Tần Vấn Thiên hắn. Mẫu thân của ta đâu, bà ấy vẫn ổn chứ? Tần Vấn Thiên hỏi. Ta không biết, phụ thân ngươi sau khi mẫu thân ngươi bị bắt về gia tộc thì đánh một trận. Trận chiến ấy ta tin là hắn đã biết kết cục, tuy rằng chết một lần, nhưng cuối cùng lại không chết hẳn. Trọng tu đời khác, địa phương mà phụ thân ở đời thứ hai tu hành ngươi chắc có thể đoán được rồi đấy. Hắc Bá nói, thế giới hạt căn bản chỗ ta à? Tần Vấn Thiên mắt lóe sáng. Đúng vậy, đó chính là nơi tu hành lúc đầu của phụ thân ngươi ở đời thứ hai. Hẳn cũng giống như ngươi, trưởng thành ở đó. Còn cả một số lão già đã nửa tàn phế chúng ta nữa. Cách hiện giờ cũng lâu lắm rồi, Hắc Bá cười bảo, Tần Vấn Thiên ánh mắt lấp lánh, lập tức cười nói, thì ra thế giới hạt căn bản đó không chỉ có quỹ tích trưởng thành của ta mà có cả dấu chân của phụ thân ta nữa. Ta từng nhìn thấy Tần Thiên Thần Tông, chắc cũng là phụ thân ta sáng tạo ra trong lúc tu hành ở thế giới hạt căn bản. Ừ, phụ thân ngươi theo tu hành càng cường đại thì tất nhiên không thể mãi ở lại thế giới hạt căn bản. Hắn đã ra ngoài sông pha, chắc cũng giống như ngươi, đi tới Thanh Huyền Tiên Vực này, lưu lại dấu chân. Về sau mẫu thân ngươi tìm được phụ thân ngươi, lúc đó là đã qua rất nhiều, rồi. Nhưng tình cảm của bọn họ lại chưa từng thay đổi, bọn họ sinh ra ngươi, hơn nữa đem tất cả cho ngươi. Hắc Bá mỉm cười bảo, khóe mắt lão không ngờ có nước mắt. Tần Vấn Thiên nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy ký ức thân thế, khi đó, phụ mẫu hắn tự hồ cũng đưa vật quý giá nhất trên người cho hắn. Sau đó thì đưa mình tới thế giới hạt căn bản. Sau khi ngươi sinh ra, phụ mẫu ngươi bảo ta mang ngươi đi, hắn cũng tới thăm ngươi, nhưng vẫn cắt đứt liên hệ với ngươi, vĩnh viễn không cho ngươi biết về sự tồn tại của ngươi. Cho dù là có một ngày hắn bị người ta đuổi giết, mà ngươi thì cũng như phụ thân ngươi, tới nơi mà phụ thân ngươi trưởng thành ở đời thứ hai. Nơi đó có dấu chân của phụ thân ngươi, đám lão già bị phế bỏ chúng ta cũng hy vọng ngươi có thể quật khởi từ nơi đó, tiến tới huy hoàng. Chiến với chư thiên thần ma, trong mắt Hắc Bá mang theo vẻ chờ mong,
vẻ chờ mong mãnh liệt. Hắc bá, ta sẽ như vậy. Tần Vấn Thiên nhẹ giọng nói, mắt hắn vô cùng kiên định. Ừ, ta cũng tin ngươi sẽ như vậy. Ở thế giới hạt căn bản, bất kể ngươi gặp nguy cơ gì thì chúng ta cũng đều giả như không biết, coi như không thấy. Chúng ta không hy vọng ngươi có ngoại lực hỗ trợ, bởi vì ngươi nếu muốn đạt tới thành tựu của phụ thân ngươi thì cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Nhưng hắc bá, các ngươi cuối cùng vẫn không thể nhìn ta chết. Năm đó ở Đan Vương Điện, ta đi vào tuyệt lộ, các ngươi không phải vẫn xuất hiện sao? Tần Vấn Thiên cười nói, hắc bá thì cười cười không nói gì. Ngươi đã có cảnh giới hiện giờ thì sau này đám già tàn phế chúng ta càng không thể giúp gì được ngươi. Con đường của ngươi ngươi tự đi cho tốt, ngươi phải nhớ rõ, ngươi phải tới thiên mạnh nhất đó, nơi đó cường đại đến mức mà ngươi khó có thể tưởng tượng. Thanh Huyền Tiên Vực này là một giới ở vùng ven nhất của Tam Thập Tam Thiên, bởi vậy phụ thân ngươi mới lựa chọn nơi này, bởi vì nơi này cách cừu nhân của ngươi xa nhất. Hắc bá, các ngươi cũng phải cố gắng bảo trọng. Tần Vấn Thiên mỉm cười nói. Tam Thập Tam Thiên, thiên mạnh nhất đó sao, hắn sẽ tới đó. Hắc bá nói, khi hắn đi đến một bước đó, tất nhiên sẽ minh bạch cừu nhân của mình là ai, có thể hiểu được cừu nhân này, cũng chính là gia tộc phụ thân đứng ở trên độ cao nào. Yên tâm đi, những lão già chúng ta vẫn đứng ở một góc nào đó của thế giới, nhìn ngươi đứng sừng sững trên đỉnh phong, đi lên thiên cao nhất, nói với những người đó là năm đó bọn họ sai rồi, cũng vì sai lầm của họ mà phải trả giá đắt. Hắc bá nói rất nghiêm túc. Lão từ nhỏ đã nhìn Tần Vấn Thiên trưởng thành, bất kể là ai, tu hành đều phải bắt đầu từ căn bản, không ai có thể vòng qua quy luật này, lão giúp Tần Vấn Thiên gây dựng tốt cơ sở thôi, còn tất cả về phần thì Tần Vấn Thiên phải tự làm một mình. Kỳ vọng của lão đối với Tần Vấn Thiên rất cao, kỳ vọng không cao thì không thể rửa được nhục, món nợ này ta nhất định sẽ đến đòi. Tần Vấn Thiên đang nghe truyện trên TV audio CV lạnh lùng nói, ta đi đây, con đường tương lai ngươi tự đi cho tốt. Phụ mẫu ngươi nếu vẫn còn thì bọn họ tất nhiên đang ở một góc nào đó của thế giới chờ ngươi, chờ có một ngày ngươi đi lên đỉnh phong, chiến với tiên ma thần tộc của chư thiên. Hắc bá mỉm cười nhìn Tần Vấn Thiên, sau đó thân ảnh của lão dần dần trở nên hư ảo, biến mất không thấy đâu, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Tần Vấn Thiên mở mắt, trong mắt lấp lánh sáng, hai tay hắn vẫn nắm chặt, ngẩng đầu nhìn trời. Tam Thập Tam Thiên, thiên cao nhất của các tiên vực sao, gia tộc vô cùng cổ xưa cường đại. Thái cổ chi tộc sao, hắn cuối cùng sẽ đi đến bước đó, đứng ở trước mặt bọn họ. Tần Vấn Thiên lập tức lại nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu ăn mòn tinh thần tiểu nhân, tinh thần chi lực khổng lồ ùa vào trong đó, hắn muốn nhìn thấy tất cả ký ức phân tán, hắn mở ra vô số mảnh vỡ, không ngừng có từng mảnh ký ức còn sót lại tiến vào trong đầu mình. Tần Vấn Thiên sau khi năm đó mở ký ức hạch tâm biết được phụ thân bị một gia tộc cổ xưa giết hại thì cũng rất khi xem lại những ký ức này. Bởi vì hắn cảm thấy thế là đủ rồi, nhưng hiện giờ hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn. Khi những mảnh vỡ ký ức này hiện ra trong óc, Tần Vấn Thiên đã trải qua càng nhiều những ký ức trưởng thành của phụ thân hơn. Hắn cũng dần dần có thể phân chia con đường tu hành của phụ thân ở đời thứ nhất và đời thứ hai. Ở đời thứ nhất, y phóng đãng bất kham. Ở đời thứ hai, y chính chắn nội liễm. Tuy rằng ký ức sau khi hắn sinh ra chỉ có một đoạn duy nhất mà hắn đã từng nhìn thấy, nhưng Tần Vấn Thiên vẫn mơ hồ có thể cảm nhận được tình cảm của phụ mẫu đối với hắn. Hắn cũng biết, sau khi hắn theo hắc bá tới thế giới hạt căn bản thì phụ thân nhất định từng lén tới thăm hắn. Hai tay Tần Vấn Thiên đột nhiên nắm chặt lại. Hiện giờ, trong tinh thần tiểu nhân một số tinh thần tinh thể hạch tâm nhất còn sót lại không thể mở ra được, khí thế trên người hắn dũng động, lập tức lại dần dần tiêu tán, hít sâu, cất bước đi về tẩm cung. Vấn Thiên, sao vậy? Khuynh Thành thấy Tần Vấn Thiên ánh mắt dường như có chút ảm đạm hao tổn tinh thần thì đi lên, mắt đẹp ôm nhu như là có thể hòa tan người nhìn. Khuynh Thành, Tần Vấn Thiên đi lên trước ôm Khuynh Thành vào lòng. Người Khuynh Thành rung lên, trong lòng dậy sóng, tuy rằng đây chỉ là một động tác nhỏ nhặt, nhưng nàng ta từ nhỏ đã đi cùng Tần Vấn Thiên, bọn họ đã trải qua rất nhiều, nàng cũng nhìn Tần Vấn Thiên trải qua rất nhiều, cho dù là tuyệt vọng khi kiếm trảm Đan Vương Điện thì hai mắt hắn vẫn luôn kiên cường. Nàng ta hiểu rõ Tần Vấn Thiên là một người như thế nào, mà lúc này hắn không ngờ lại thương tâm đau khổ. Nghĩ vậy, lòng Mạc Khuynh Thành giống như muốn tan chảy, im lặng muốn lấy Tần Vấn Thiên, để hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp của mình. Tất cả rồi sẽ tốt thôi, ta vĩnh viễn ở bên cạnh chàng mà, Mạc Khuynh Thành khẽ khàn nói. Nàng ta tựa đầu lên vai Tần Vấn Thiên, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn, trong nụ cười này lại mang theo một tia chua xót.
nàng ta biết Vấn Thiên có thiên áp lực quá lớn, tất cả của mọi người đều đặt lên người hắn. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn, hắn phải bảo vệ mọi người ở bên cạnh, hắn phải đối mặt với đối thủ cường đại, giống như người sắt, nhưng mà là con người thì chung quy vẫn biết mệt. Nàng ta cảm thấy có chút đau lòng, hận mình vô năng, không thể phân ưu cho hắn. Khuynh Thành, cảm ơn nàng. Tần Vấn Thiên cảm nhận được sự ấm áp thân thể mềm mại trong lòng truyền tới cho mình. Khuynh Thành nàng ta không oán không hối đi theo mình, bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, trước giờ không bao giờ oán thán, vẫn ngày ngày mỏi mắt trông chờ, nhớ thương hắn, đồ ngốc, Mạc Khuynh Thành cười duyên. Tần Vấn Thiên trong lòng rung lên, lập tức cũng mỉm cười. Sau khi biết rõ hơn về chuyện của phụ mẫu, hắn lửa giận ngập trời, nhưng cũng cảm nhận được một cách sâu sắc áp lực trách nhiệm mình phải gánh trên lưng. Cho dù là cấp bậc đại đế cổ có lẽ vẫn còn xa xa mới đủ, ở trước mặt quái vật khổng lồ đó, căn bản vẫn không thể lay động được nó. Đúng lúc này, Tần Vấn Thiên thần sắc thay đổi, trong mắt hiện lên một tia sáng sắc bén. Khuynh Thành, tiểu hỗn đản hình như có chuyện. Hai người tách ra, Tần Vấn Thiên nói với Mạc Khuynh Thành. Lại xảy ra gì à? Mạc Khuynh Thành hỏi. Cụ thể thì không rõ, nhưng tựa hồ rất gấp, có chút kích động, không biết là xảy ra gì rồi. Tần Vấn Thiên thấp giọng nói. Theo cảnh giới mạnh hơn, cảm giác giữa hắn và tiểu hỗn đản cũng càng mãnh liệt hơn. Lúc này, tiểu hỗn đản đang lịch lãm ở man hoang thập vạn đại sơn xa xôi không ngờ phát tín hiệu cho hắn. Vậy phải làm sao, chàng định đi à? Mạc Khuynh Thành hỏi, chuẩn bị đi xem thế nào, ta lo tiểu tử đó gặp nguy hiểm. Tần Vấn Thiên nói, tuy nói đưa tiểu hỗn đản và luyện ngục tới man hoang thập vạn đại sơn là để lịch lãm, nhưng nếu thực sự nguy hiểm, Tần Vấn Thiên làm sao mặc kệ được. Ừ. Mạc Khuynh Thành nhẹ nhàng gật đầu, cười nói, chàng đi đi, ta chờ chàng, ừ, ta đi hỏi đế quân đã. Tần Vấn Thiên lên tiếng, cất bước rời đi, tới đế cung của Thiên Biến đế quân. Vấn Thiên, đến chỗ ta. Tần Vấn Thiên còn chưa tới chỗ Thiên Biến đế quân thì liền có thanh âm trực tiếp rót vào tai. Hắn đổi hướng, rất nhanh đến cung điện của Bạch Vô Nhai. Sư huynh, Tần Vấn Thiên đi vào gọi, man hoang thập vạn đại sơn phát sinh thú triều, có đại sự xảy ra rồi. Bạch Vô Nhai mở miệng nói, Tần Vấn Thiên mắt lóe sáng, yêu thú của tiên vực rất nhiều đều là yêu thú tu hành, có thể hóa thành hình người, có tư duy, vậy mà không ngờ còn có thể có thú triều. Thiên phù giới truyền đến tin tức, nơi giáp giới giữa man hoang thập vạn đại sơn và phía bắc tiên vực có đại thú triều, vô cùng khủng bố, có thể sâu trong thập vạn đại sơn có yêu thú cường đại đi. Bạch Vô Nhai nhai mở miệng nói, các thế lực lớn ở phía bắc tiên vực đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhanh toàn bộ tiên vực sẽ nhận được tin tức. Tần Vấn Thiên mắt lóe sáng, tiểu tử kia phát tín hiệu cho hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì lần đại thú triều này. Tần Vấn Thiên nhìn Bạch Vô Nhai, hỏi, sư huynh muốn tới đó à? Ừ, man hoang thập vạn đại sơn trước nay luôn là thần bí khó lường. Giống như vạn ma đảo, mặc dù không có lệnh cấm túc đối với võ tu nhân loại, nhưng mà người thật sự dám bước vào sâu trong man hoang thập vạn đại sơn mà có thể sống sót đi ra là rất ít. Lần đại thú triều này cực kỳ hiếm thấy, tất nhiên phải đi xem, ta gọi ngươi đến là muốn hỏi ngươi xem ngươi có hứng thú đi cùng hay không. Bạch Vô Nhai nói, ta cũng muốn tới xem. Tần Vấn Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cho dù Bạch Vô Nhai không nói, hắn cũng phải đi, tiểu hỗn đản nếu không phải là có đại sự sẽ không truyền tín hiệu cho hắn. Man hoang thập vạn đại sơn tất có biến cố kinh người, ngươi nếu muốn đi thì tất nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là hiện giờ Đông Thánh hắn đang ở trong bóng tối. Sát ý đối với ngươi và là cực kỳ mãnh liệt, tùy thời sẽ có thể xuất thủ. Không nói đến Đông Thánh, ra khỏi phạm vi của Thâm Tam Châu cùng với Trường Thanh Tiên Quốc còn có rất nhiều đại nhân vật muốn lấy mạng ngươi. Ví dụ như Tử Đế, tuy rằng hắn có chút cố kỵ sự tồn tại của Vũ Đế, không nhất định là mặt dày xuống tay với ngươi. Nhưng nếu nắm được cơ hội này thì ta nghĩ là bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu tình đâu. Bạch Vô Nhai mở miệng nói, bởi vậy, hiện giờ ngươi hành tẩu ở tiên vực thì cần phải rất cẩn thận. Tần Vấn Thiên hơi nhăn mày. Đông Thánh không chết đúng là đại phiền toái, nhưng muốn giết chết Đông Thánh thì trừ phi là nhân vật tiên đế đỉnh cấp, hoặc là tiên đế trung giai có chiến lực mạnh xuất thủ. Nếu không thì cho dù có thể đánh bại Đông Thánh tiên đế thì cũng không thể giết chết được hắn. Đông Thánh một ngày chưa chết thì bọn họ vẫn còn uy hiếp. Vũ Đế tiền bối là tiên đế đỉnh cấp, nhưng ta không thể yêu cầu Vũ Đế tiền bối làm gì cả. Hơn nữa, ta cũng không rõ thái độ của Vũ Đế, Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì hắn chính là thánh chủ đời này của đấu chiến thánh tộc, bởi vậy Vũ Đế mới bảo hộ hắn, nhưng hắn không có cách nào khác yêu cầu Vũ Đế giết Đông Thánh cho hắn được.
Nếu không thì phải cần sư huynh cực kỳ lợi hại của thiên phù giới, nhưng mà người trình độ này ở tiên vực cũng không nhiều, cho dù là thiên phù giới cũng không có mấy, hắn và những sư huynh này cũng không có bất kỳ qua lại gì, nên dựa vào gì mà bảo người khác giết Đông Thánh cho hắn. Ngươi tới Trường Thanh Tiên Quốc đi, nếu Đông Thánh Tiên Đế tới Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn thì tin rằng sẽ có không ít đại nhân vật cũng đến, bao gồm cả nhạc phụ của ngươi. Như vậy chắc Đông Thánh Tiên Đế sẽ không thể đối phó ngươi đâu. Bạch Vô Nhai cười cười, Tần Vấn Thiên gật đầu. Lập tức Tần Vấn Thiên cáo từ, hắn mang theo mấy vị cường giả của đấu chiến thánh tộc, trực tiếp thông qua đại trận truyền tống hàng lâm Trường Thanh Tiên Quốc, Hoàng Cung Tiên Quốc, Trường Thanh Long Hạo xuất lĩnh không ít nhân vật vương hầu đón chào. Tần Vấn Thiên, nghe nói ngươi trong tiên chiến có biểu hiện rất phi phàm, phế bỏ Đông Thánh Khôn, lại có chiến lực của tiên vương trung giai. Thành tựu của ngươi khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác rồi đó. Trường Thanh Long Hạo nhìn thấy Tần Vấn Thiên thì lên tiếng. Trước kia, Tần Vấn Thiên và Thanh Nhi mến nhau, hắn thân là hoàng tử của tiên vương, tuy biết Tần Vấn Thiên thiên phú bất phàm, nhưng vẫn chưa đối đãi ngang hàng. Nhưng mà trận chiến này Trường Thanh Tiên Quốc cũng chú ý, biểu hiện của Tần Vấn Thiên rất chói mắt, tiên vương trẻ tuổi như vậy, tới sau mà lên trước, quả thực là gây chấn động. Huynh trưởng đừng làm ta phỏng mũi. Tần Vấn Thiên cười nói, Trường Thanh Long Hạo chính là huynh trưởng của Thanh Nhi, hắn xưng hô như vậy tất nhiên là không có vấn đề, đừng khiêm tốn, thiên phú như vậy trước nay là chưa từng thấy. Trường Thanh Long Hạo cười nói, ngươi lần này đến là muốn gặp Thanh Nhi à? Thanh Nhi đã về rồi à? Tần Vấn Thiên hỏi, chưa, cơ đế tiền bối đang đốc thúc nó tu hành, nếu ngươi muốn gặp nó thì có thể mượn đại trận truyền tống đi thông tới núi tu hành gặp Thanh Nhi. Trường Thanh Long Hạo nói, thôi, ta nghe nói Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn ở cực tiên vực có bạo động yêu thú, không biết huynh trưởng ở bên này có nhận được tin tức gì không? Tần Vấn Thiên nói, ừ, thú triều hiếm thấy đấy, hiện giờ đã chấn động cả tiên vực. Các thế lực đỉnh cấp chắc đều đang lục tục nhận được tin tức rồi, đã có các cường giả tới Đoạn Thiên Thành. Huynh trưởng có định đi không? Đại đế tính thế nào? Tần Vấn Thiên nói, ừ, nghe nói thú triều lần này ảnh hưởng rất lớn. Thế lực lớn phía Bắc Tiên Vực thậm chí còn phát ra tin tức tới địa phương khu vực khác, thông báo phải cảnh giác thú triều xâm nhập toàn bộ Tiên Vực, phụ thân cũng sẽ tới đó, ngươi nếu muốn đi thì đi cùng luôn. Được, Tần Vấn Thiên gật đầu, Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn rộng lớn vô cùng, không biết nông sâu, cũng không biết có bao nhiêu yêu thú, chỉ sợ cũng vô cùng vô tận như sinh linh nhân loại của Tiên Vực. Nếu thật sự phát sinh bạo động lớn, toàn bộ Bắc Bộ Tiên Vực sẽ là sinh linh đồ thán. Chẳng trách thế lực lớn Bắc Bộ Tiên Vực phát tin tức bảo các thế lực lớn ở khu vực khác phải cảnh giác. Loại chuyện này tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, nhưng trong lịch sử của Tiên Vực cũng không phải là chưa từng có. Theo như ghi chép của tư liệu lịch sử, Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn từng phát sinh đại chiến với Tiên Vực. Tiên Vực từng đản sinh nhân vật đại đế cổ, nhất thống thiên hạ. Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn cũng từng đản sinh tuyệt thế đại yêu, có thể so sánh với đại đế cổ, thậm chí còn muốn thống trị nhân loại. Điện hạ, thế lực Bắc Bộ có phải là quá nhạy cảm không? Có người mở miệng nói, thế lực Bắc Bộ vô cùng cường đại, thú triều tuy rằng đáng sợ, nhưng nếu có nhân vật đỉnh cấp xuất thủ thì vẫn có thể trấn áp, chúng ta chưa trải qua thì tất nhiên không biết được sự đáng sợ của nó. Nhưng mà ngươi phải biết, Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn là thiên đường của yêu thú, giống như vạn ma đảo ma tu tụ tập vậy, người tiên vực chúng ta căn bản là không hiểu gì về nó. Ngươi có biết Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn hiện giờ mạnh thế nào không? Bên trong sinh ra bao nhiêu thế lực cấp yêu thú? Trường Thanh Long Hạo mở miệng nói. Lập tức người vừa lên tiếng thần sắc cứng lại, cảm thấy có chút hổ thẹn. Quả thật, hiện giờ Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn có thực lực mạnh thế nào, không ai biết cả. Tuy rằng đã vô số năm rồi chưa xâm nhập tiên vực, nhưng tất nhiên cũng phái yêu thú trà trộn vào tiên vực thăm dò, biết được nội tình của tiên vực. Sự hiểu biết của bọn họ đối với tiên vực, so với hiểu biết của nhân loại về Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn thì rõ hơn. Lần này Bắc Vực tất nổi phong ba, Trường Thanh Long Hạo lầm bầm nói. Bọn họ đi tới đế cung, bái kiến Trường Thanh Đại Đế, sau đó mượn dùng truyền tống đại trận đi về hướng Bắc. Tần Vấn Thiên vốn có thể trực tiếp thông qua thiên phù giới vượt lãnh thổ, nhưng hắn muốn dẫn theo người của đấu chiến thánh tộc, hơn nữa Bạch Vô Nhai lo lắng cho sự an nguy của hắn, bảo hắn đến Trường Thanh Tiên Quốc. Tần Vấn Thiên thế là thông qua Trường Thanh Tiên Quốc lại đi tới phía Bắc Tiên Vực, có điều lần này, không phải là Bắc Minh Tiên Triều mà là Đoạn Thiên Thành ở khu vực cực Bắc Bắc Bộ Tiên Vực. Tòa thành này hùng cứ ở đây, ngăn cách thiên địa, vượt qua nó thì chính là Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn.
Bên trong tòa hùng thành này có người của các thế lực đỉnh cấp phía Bắc Tiên Vực đóng quân, quan sát động tĩnh của Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn, cũng có người tiến vào trong đó thí luyện. Đoạn Thiên Thành, đệ nhất hùng thành của Bắc Bộ Tiên Vực, nó thậm chí còn lớn hơn Hoàng Thành của Bắc Minh Tiên Triều, nó là thành trì nòng cốt của thế lực đỉnh cấp Bắc Bộ, nó do các thế lực đỉnh cấp cùng thống trị. Trong tòa Đoạn Thiên Thành này, phong trào võ đạo cực thịnh, cường giả như mây, hơn nữa giáp giới với Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn nên mọi người trong tòa thành này đã quen với sinh tử, phong trào chiến đấu cực kỳ bưu hãn. Mà trong những ngày này, Đoạn Thiên Thành càng thêm náo nhiệt, cường giả tiên vực rầm rập tiến tới. Hơn nữa người đến đều là nhân vật vô cùng cường đại, tiên vương tùy ý ở đâu cũng thấy, dù sao vượt qua địa vực vô tận tới nơi giáp tranh với Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn, tiên thai cảnh căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Lúc này, ở biên giới của Đoạn Thiên Thành, có một hàng rào giống như một con rồng vắt ngang thiên địa, cao tới trăm trượng, trên đó có vô số thân ảnh, bọn họ đang ngắm nhìn sơn mạch vô tận mờ mịt xa xa, Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn, trong lòng dậy sóng, chỉ thấy phía trước, nơi sơn mạch kéo dài đó, không ngờ tất cả đều là yêu thú, vô cùng vô tận, đông nghìn nghịt, tuy rằng cách nhau rất xa, nhưng người đứng đây vẫn cảm nhận được một cổ yêu khí chí cường đáng sợ. Cho dù là người của Đoạn Thiên Thành, cuộc đời họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy nhiều yêu thú tụ tập cùng một chỗ như vậy. Trên một ngọn núi trong đó, tất cả đều là nguyệt dạ yêu lang đáng sợ, con mắt lạnh như băng của bọn họ giống như ánh trăng ban đêm, bắn tới phía này, khiến cho người ta cảm thấy cả người cũng có chút lạnh căm, không nhịn được mà run lên. Yêu lang này thân thể khổng lồ, cao lớn tới trăm trượng, thậm chí có lang vương to như một ngọn núi. Đây chỉ là một ngọn núi trong đó, nơi đó, mỗi một tòa sơn mạch đều có yêu thú bất đồng. Bọn họ không phải là không thể hóa thành hình người, nhưng lúc này đều dùng hình thái yêu thú để xuất hiện ở đó, con mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về phía Đoạn Thiên Thành, như là tùy thời có thể phát động công kích cuồng bạo nhất. Người của Bắc Minh Tiên Triều đến, lúc này, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía hư không, chỉ thấy một nhóm thân ảnh của Bắc Minh Tiên Triều từ trên trời bay đến, có rất nhiều cường giả nâng kiệu mềm, cứ như vậy lướt đi trong hư không. Bên trong kiệu mềm trên đầu loáng thoáng có thể nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt thế, nhìn nghiêng đã xinh đẹp vậy rồi, không biết là ai. Rất nhiều người thầm nghĩ, mỹ nữ có thể ra khỏi kiệu không? Chỉ thấy lúc này, có một người lớn mật mở miệng nói. Đoàn người ở bên cạnh người đó khí tức bá đạo, lờ mờ có uy áp mạnh mẽ tỏa ra, nghe nói bọn họ đến từ Lôi Thần Điện ở Trung Bộ Tiên Vực, là thế lực lớn đỉnh cấp. Nữ tử trong kiệu mềm tựa hồ động rồi, nhìn về phía này, lập tức trong con mắt cực đẹp kia tựa hồ bắn ra một luồng ánh sáng vô cùng lạnh lẽo. A, à, người vừa lên tiếng đó hét thảm một tiếng, các cường giả của Lôi Thần Điện kinh hãi, có người ngẩng đầu nói, bằng hữu của Bắc Minh Tiên Triều không khỏi hơi quá đáng đấy. Ai còn dám mở miệng khinh bạc thì giết. Trong kiệu truyền đến một đạo thanh âm cực kỳ lạnh lùng. Ngươi, người của Lôi Thần Điện phẫn nộ nói, Lôi Thần Điện các ngươi tốt nhất hãy thành thật một chút, Bắc Minh U Hoàng, đệ nhất thiên tài trong lịch sử của Bắc Minh Tiên Triều, các ngươi há có thể chọc vào. Có âm thanh truyền đến, mọi người rúng động không thôi, không ngờ là công chúa Bắc Minh U Hoàng, đệ nhất mỹ nữ của Bắc Minh Tiên Triều, nàng ta đã đến sao, chẳng trách vì thế như vậy, U Hoàng, đã lâu không gặp. Chỉ thấy một nhóm thân ảnh cất bước đi đến, cũng là người của phía Bắc Tiên Vực, là Bùi Thanh, từng là đệ nhất thiên tài trong lịch sử của Bắc Minh Tiên Triều, về sau lại bị U Hoàng công chúa vượt qua. Nghe thấy có người nói vậy, mắt của mọi người sáng lên, hai người này đứng chung một chỗ thật là rực rỡ chói mắt, đúng là thần tiên quyến lữ. Bắc Minh U Hoàng hờ hững đáp lại, không nói gì, lộ ra vẻ lạnh lùng, khiến cho người ta cảm thấy Bắc Minh U Hoàng dường như không có cảm giác gì với Bùi Thanh. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đoạn Thiên Thành chính là tấm chắn của nơi cực tiên vực, tiếp giáp với Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn, nơi này có bóng dáng của các thế lực đỉnh cấp phía Bắc Tiên Vực. Bắc Minh U Hoàng và Bùi Thanh Thân là thiên kiêu cấp cao nhất của Bắc Minh Tiên Triều, ở đây danh khí tất nhiên là lớn, rất nhiều người có nghe nói về họ. Dù sao, cảnh giới của bản thân bọn họ cũng là đế cảnh, đứng ở trên đỉnh tiên vực. Cho dù là toàn bộ phía Bắc Tiên Vực rộng lớn thì người nghe về họ cũng không ít. Thiên Đạo Thánh Viện mở ra, Bắc Minh Tiên Triều liên tục xuất hiện nhân vật phá vỡ kỷ lục lịch sử phủ đầy bụi đất. Phía Bắc Tiên Vực đột nhiên xuất hiện rất nhiều hào kiệt, phía Đông Tiên Vực thì lời đồn rung trời. Hiện giờ lại có Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn chấn động, tất cả những điều này là thế nào, Tiên Vực thật sự phải đổi trời sao? Xem ra thời đại Đại Đế cổ đến rồi không phải là một câu hư ngôn, có người cảm khái nói. Gần đây tiên vực quả thật sinh ra rất nhiều sự kiện lớn,
đều là những đại sự phá tan sự gò bó về địa vực. Nếu yêu tộc bên trong Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn thật sự bạo động, xâm chiếm tiên vực, cộng với thiên đạo thánh viện tượng trưng cho thời đại đại đế cổ, như vậy tiên vực chỉ sợ sẽ phải rối loạn. Trong loạn thế, thiên kiêu tranh phong, cường giả như mây, càng dễ xuất hiện nhân vật phong hoa tuyệt đại, thậm chí xuất hiện cường giả tuyệt thế nhất thống thiên hạ, lại có thế lực lớn tới kìa. Đúng lúc này, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy có cường giả lục tục hàng lâm, đoàn người trong đó cưỡi đại yêu, cực kỳ bất phàm. Nhiều mỹ nhân quá, giao thai tiên tử đến rồi. Lại có đoàn người tay áo tung bay mà đến, là giao thai tiên tử của thế lực đỉnh cấp Bắc Bộ tiên vực. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó, mọi người chỉ cảm thấy rất là cảnh đẹp ý vui. Nhiều mỹ nhân như vậy đi cùng một chỗ, thật sự là sướng mắt. Nhất là vị nữ tử đó, đẹp quá, đây là vị tiên vương thánh nữ của giao thai tiên cung à, có rất nhiều lời đồn thổi về nàng ta. Ừ, có người nói phía Bắc tiên vực có bát đại mỹ nhân, vị tiên vương thánh nữ này và Bắc Minh U Hoàng công chúa đều được xếp trong đó. Rất nhiều mỹ nữ tới, càng có sức hấp dẫn, càng nhiều cường giả đi về phía này. Hơn nữa bọn họ đứng trên hàng rào màu vàng đất, lặng lẽ nhìn dị tượng ở phương xa, tự hồ muốn thấy rõ yêu thú muốn làm gì. Một khi những yêu thú này bạo động, lao vào Đoạn Thiên Thành, bước vào cảnh nội tiên vực, vậy tất sẽ là một hồi tàn sát đẫm máu. Bọn họ đã tới đây thì không thể không đề phòng việc này xảy ra. Những cường giả này vô cùng kiên nhẫn, một mực đứng đợi, muốn nhìn được rốt cuộc. Qua mấy ngày liên tiếp, bọn họ đều ở đây, đồng thời, vùng không gian này cũng càng lúc càng có nhiều tụ tập tới. Đầu tiên là rất nhiều thế lực lớn phía Bắc tiên vực, sau đó là các thế lực phía Đông, phía Nam, Trung Bộ, phía Tây, liên tiếp chạy tới nơi này, Tần Vấn Thiên và Trường Thanh Long Hạo cũng đến. Khi Tần Vấn Thiên đứng trên hàng rào màu vàng đất, nhìn về phương xa thì trong lòng dậy sóng, hắn đã sớm nghe nói Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn mới là lãnh địa yêu thú chân chính, tụ tập vô số đại yêu của tiên vực mà thường ngày mọi người nói tới, chủ yếu vẫn là tiên vực có nhân loại tụ tập, không tính tới thế giới đại yêu ở Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Nhưng hiện giờ hắn chính mắt nhìn thấy cảnh tượng rúng động trước mắt thì liền minh bạch, yêu thú của Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn rất có thể là không hề yếu hơn sinh linh nhân loại của tiên vực. Sơn mạch vô cùng vô tận đó nhìn một cái thôi là thấy như chọc xuyên trời, trong hư không có đại yêu lượng vòng, đại bàng cường đại, lôi ưng thô bạo, ngưu yêu to như một ngọn núi, viên yêu dậm chân một cái là thiên địa chấn động, yêu thú vô cùng vô tận tụ tập cùng một chỗ, không phải là yêu thú bình thường mà là yêu thú đều có linh trí. Yêu thú yếu nhất cũng tương đương với nhân loại thiên tượng cảnh, rất nhiều đều là yêu tiên, thậm chí có cả tồn tại yêu vương, như là đang chờ đợi gì đó. Tiểu hỗn đảng và luyện ngục đang ở trong hoàn cảnh này sao? Tần Vấn Thiên thần sắc nghiêm nghị, có điều nghĩ đến bản thân bọn họ cũng là yêu thú, chắc không sao đâu, tiểu hỗn đảng rất khôn khéo. Gừ, lúc này, xa xa có tiếng gào vang trời truyền đến, không ngờ không phải là ở phía Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn mà là ở trên không Đoạn Thiên Thành. Một nhóm khí tức khủng bố hàng lâm, chỉ thấy rất nhiều đại yêu dẫm trên lưng võ tu nhân loại hàng lâm, những võ tu nhân loại này hóa thân thành cự nhân, bị yêu thú dẫm dưới chân, luân lạc thành người hầu, trên người đều mang theo yêu khí, giống như bị yêu hóa. Yêu thú dẫm trên người họ chính là yêu tộc rất cường đại ở phía Tây tiên vực, thí dụ như Bạch Hổ tộc, cường giả của Bạch Hổ tộc uy phong hiển hách, tỏa ra sát khí đáng sợ, bọn họ thấy bạo động ở Thập Vạn Đại Sơn thì thậm chí vô cùng hưng phấn. Nơi đó là thế giới của yêu thú, không biết có yêu thú cường đại cỡ nào đản sinh, có thể càn quét tiên vực, thống trị nhân loại tiên vực hay không. Có điều ánh mắt của mọi người nhìn về phía Bạch Hổ tộc bọn họ thì lộ ra có chút bất thiện, đám này không ngờ còn hưng phấn. Tần công tử, lúc này, chỉ thấy đoàn người bước về phía Tần Vấn Thiên, nhìn rất nhiều thân ảnh xinh đẹp trước mắt, Tần Vấn Thiên cười nói, chư vị tiên tử của Nam Hoàng thị tới đấy à, Vân Hy có đến không? Không, Vân Hy đang bế quan tu hành. Một vị thánh nữ tiên vương nói với Tần Vấn Thiên, ta tên là Nam Hoàng Minh Nguyệt, là thánh nữ truyền thừa của Nam Hoàng thị chúng ta, bên cạnh có người giới thiệu. Đoàn người này phần lớn đều là cường giả tiên vương, Tần Vấn Thiên không quen. Chỉ biết các nàng là người của Nam Hoàng thị, bởi vậy nữ tử này cố ý giới thiệu, thánh nữ truyền thừa, có nghĩa là có tư cách kế thừa nữ đế, giống như Nam Hoàng Vân Hy. Chỉ là Nam Hoàng Minh Nguyệt chính là một vị thánh nữ truyền thừa cấp tiên vương. Minh Nguyệt thánh nữ, Tần Vấn Thiên mỉm cười, giới thiệu người bên cạnh, đây là huynh trưởng của ta, Trường Thanh Long Hạo, vẫn nghe nói thánh nữ truyền thừa của Nam Hoàng thị phi phàm, rất ít được thấy, hiện giờ gặp mặt càng hơn nghe danh, anh tư phi phàm, Trường Thanh Long Hạo cười nói, Long Hạo hoàng tử quá khen rồi,
Nam Hoàng Minh Nguyệt cười cười. Nàng ta tất nhiên biết Trường Thanh Long Hạo chính là con nối dòng của Trường Thanh Đại Đế, thì ra là Tần Vấn Thiên Tần Huynh. Lúc này chỉ thấy một tiên vương cưỡi voi khổng lồ nhìn về phía bên này, lại cười nói, năm đó ở Thiên Đạo Thánh Viện, Tần công tử và thánh nữ của Nam Hoàng Thị nổi tiếng trong thánh viện, nướng thịt bạch hổ để ăn, mời mọi người thưởng thức, hiện giờ nhìn thấy Tần công tử và Nam Hoàng thánh nữ, quả thực là phi phàm. Tần Vấn Thiên nhướng mày, thần sắc lạnh lùng nhìn về phía người vừa lên tiếng, cường giả cưỡi voi đó chính là nhân vật cường đại của Thiên Lam Tiên Quốc, mục đích hắn nói vậy rất rõ ràng. Là muốn kích động bạch hổ tộc, đây chính là việc vô cùng nhục nhã của bạch hổ tộc. Vì thế, bạch hổ tộc thậm chí có nhân vật bạch hổ yêu đế hàng lâm phía đông tiên vực, tham dự tiên chiến ở Hoàng Cung Trường Thanh Tiên Quốc, nhưng lại vô công mà về. Sau đó dùng tiên vực tài quyết, nhưng lại thất bại, có thể nói rất mất mặt. Quả nhiên, chỉ thấy lúc này cường giả của bạch hổ tộc nhìn về phía Tần Vấn Thiên, tỏa ra sát khí đáng sợ, ngươi chính là Tần Vấn Thiên à. Một vị yêu vương của bạch hổ tộc lạnh lùng nói, trong mắt hiện ra sát niệm, Tần Vấn Thiên thản nhiên nhìn đối phương, không thèm đến ý, hắn lại nhìn về phía cường giả của Thiên Lam Tiên Quốc, lạnh lùng nói, ngoài bạch hổ tộc ra thì người của Thiên Lam Tiên Quốc ta cũng giết không ít đâu. Các ngươi khởi xướng tiên vực tài quyết rồi bại trận, hiện giờ nhìn thấy ta lại vẫn dám nói ẩu nói tả, ta thật sự bội phục các ngươi đó, da mặt dày quá, ha ha, bước vào cảnh giới tiên vương rồi quả nhiên khác hẳn. Càng rỡ hơn, cường giả của Thiên Lam Tiên Quốc lạnh lùng nói, Hoàng Sát Thiên, thì ra người đó chính là tử địch Tần Vấn Thiên dễ dàng khắc chế ngươi đó hả? Lúc này, ở một hướng khác, lại có người nhìn về phía này rồi lên tiếng, Tần Vấn Thiên nhìn ra xa, chỉ thấy cường giả của Cửu Hoàng Tiên Quốc đã đến, bên trong đám người của Cửu Hoàng Tiên Quốc, có một người rất bắt mắt, thiên kiêu của Cửu Hoàng Tiên Quốc Hoàng Sát Thiên, khí tức trên người hắn so với lúc trước thì nội liễm hơn rất nhiều, không lộ rõ như trước. Nhưng giống như là càng nguy hiểm hơn nữa cảnh giới của hắn không ngờ cũng là tiên vương, hắn không ngờ cũng đã phá cảnh rồi, trong thời gian ngắn như vậy, có thể nói là hiếm thấy, không hổ là nhân vật thiên phú tuyệt đỉnh của Cửu Hoàng Tiên Quốc. Lúc Tần Vấn Thiên nhìn về phía đối phương, ánh mắt của hai người giao nhau trong hư không, hắn từ trong mắt Hoàng Sát Thiên nhìn thấy chiến ý, nhìn thấy cảm xúc cực kỳ phức tạp, cảm xúc của Hoàng Sát Thiên đối với Tần Vấn Thiên rất phức tạp, từ để Tần Vấn Thiên đào thoát, đến đánh hòa. Rồi đến chiến bại, hắn cho rằng hắn bước vào tiên vương trước thì có thể rửa sạch sỉ nhục trước kia, nhưng Tần Vấn Thiên cũng đã là tiên vương. Hoàng Sát Thiên, ngươi ở trung bộ tiên vực cũng coi như là có chút danh tiếng, được xưng là đệ nhất thiên tài trong thế hiện của Cửu Hoàng Tiên Quốc. Hiện giờ ngươi bước vào cảnh giới tiên vương, tử địch ở ngay trước mặt, sao không đi lên đánh một trận? Chỉ thấy thanh âm đó lại vang lên, người lên tiếng là cường giả tiên vương của một cổ thế lực cường đại khác ở trung bộ tiên vực, Sâm La Tiên Quốc. Người này bá đạo vô song, khí thế kinh người. Diêm La Thiên, ngươi nếu tự cho mình là siêu phàm, cho rằng ta chỉ có tiếng chứ không có miếng thì có thể tự mình tiến lên đánh với hắn một trận mà. Hoàng Sát Thiên bình tĩnh nói, hắn đương nhiên sẽ đánh một trận với Tần Vấn Thiên. Nhưng mà trong lời nói của Diêm La Thiên này ẩn giấu mấy phần ngạo nghễ, hắn lại không bận tâm, bởi vì hắn biết mình là ai, hắn cũng hiểu Tần Vấn Thiên là ai. Lúc tiên vực tài quyết các ngươi vẫn là cảnh giới tiên thai phải không? Hắn vừa mới vào được tiên vương vài năm mà đánh được với ta á. Diêm La Thiên cười cười, Hoàng Sát Thiên, ngươi thật quá coi trọng hắn, cũng quá coi trọng chính mình rồi, ngươi mới là coi trọng chính mình. Hoàng Sát Thiên lạnh lùng nói, so với lúc trước thì sắc bén hơn, Hoàng Sát Thiên sau khi trải qua mấy lần tranh phong với Tần Vấn Thiên, hắn tựa hồ đã thay đổi một chút, vù. Lúc này chỉ thấy kiệu mềm trên đỉnh đầu bay về phía này, Bắc Minh U Hoàng đang ở bên trong, nàng ta nhìn sang bên Tần Vấn Thiên. Lạnh lùng nói, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta à? U Hoàng, lúc trước từ biệt ở Hoàng Cung Bắc Minh Tiên Triều, thật là nhớ quá. Tần Vấn Thiên cười nói ôn nhu với Bắc Minh U Hoàng, lập tức từ trên người Bắc Minh U Hoàng tỏa ra hàn ý cường đại, ngươi đúng là càng rỡ. Nói xong, cổ kiệu đó trực tiếp vỡ tan, Bắc Minh U Hoàng từ trong đi ra, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ kinh diễm, ngọc cốt băng cơ, lãnh diễm vô song. U Hoàng, lời ta nói là thật mà, chuyện lúc trước đã rõ mồn một. Tần Vấn Thiên tự hồ rất hoài niệm, câm mồm, cả người Bắc Minh U Hoàng đều là hàn khí, không cho phép Tần Vấn Thiên nói ra chuyện kiều diễm đó. Nàng ta nhìn nụ cười hỗn đảng của hắn, hận không thể trực tiếp xuất thủ, nhưng người này nói mình có hóa thân ngoài thân, nếu hạ sát thủ với hắn thì hắn sẽ tung tin nói xấu mình. U Hoàng, loại người vô liêm sỉ này nên trực tiếp xuống tay tru sát. Bùi Thanh đi tới, lạnh lùng nhìn Tần Vấn Thiên,
người này rốt cuộc là ai, sao cảm thấy ai cũng quen, hơn nữa đắc tội với nhiều người như vậy nhỉ? Có người kinh ngạc nhìn Tần Vấn Thiên. Thiên Lam Tiên Quốc phía Đông Tiên Vực, Bạch Hổ Tộc ở phía Tây Tiên Vực, Cửu Hoàng Tiên Quốc là Trung Bộ Tiên Vực, Bắc Minh U Hoàng ở phía Bắc Tiên Vực, hắn đây là đắc tội hết với người của các thế lực đỉnh cấp Tiên Vực à. Người này là Tần Vấn Thiên, năm đó khi Thiên Đạo Thánh Viện mở ra thì vô cùng bắt mắt, trong trăm năm ngắn ngủi đã cuột khởi, hiện giờ đã bước vào cảnh giới Tiên Vương, là con rể của Trường Thanh Đại Đế, đệ tử của Thiên Biến Tiên Môn. Có người thấp giọng nói, trăm năm cuộc khởi sao, có điều lá gan của người này không khỏi quá lớn rồi, ngay cả U Hoàng công chúa của Bắc Minh Tiên Triều cũng dám đùa giỡn. Hiện giờ U Hoàng công chúa đã là tiên đế rồi đó, có người không nhịn được mà cảm khái, bọn họ thân là người phía Bắc Tiên Vực, tất nhiên là nghe nói nhiều về Bắc Minh U Hoàng, đối với thiên kiêu của khu vực khác thì không có cảm giác rõ ràng, nhưng sự xuất chúng của Bắc Minh U Hoàng thì bọn họ nghe nhiều nên quen rồi. Nói thế cũng đúng, người này mở miệng ra nói là khiến người khác hiểu lầm, giống như hắn và U Hoàng công chúa từng có một đoạn cố sự gì đó vậy. U Hoàng công chúa dường như rất tức giận, ngăn cản không cho hắn nói ra, càng thú vị hơn là, còn là ở ngay hoàng cung của Bắc Minh Tiên Triều. Điều này, rất nhiều người đều nghĩ không thông, Tần Vấn Thiên tuy rằng là tiên vương, nhưng cho dù xuất chúng tới mấy thì làm sao có thể ở hoàng cung Bắc Minh Tiên Triều hàng phục được U Hoàng công chúa. Tần Vấn Thiên lại không để ý đến tới lời nói của mọi người, ánh mắt hắn chiếu lên người Bùi Thanh, lộ ra vẻ sắc bén nói, lúc trước trong hoàng cung ngươi còn chưa thấy xấu hổ à, còn ở đây nói năng lung tung, hiện giờ chắc ngươi cũng biết ta là ai rồi, tất nhiên cũng biết lịch sử tu hành của ta, cũng biết những lời ta nói không phải là giả. Ngươi ở trước mặt ta khoe thiên phú tu hành của ngươi, tự tát vào mặt thế vẫn chưa đủ kêu à, lại còn xỉa sói Bùi Thanh, người này quả thực là sát thần, ai cũng dám trêu. Tiên đế cũng không ngoại lệ, rất nhiều người đều trợn tròn mắt. Tần Vấn Thiên này không khỏi quá kiêu ngạo rồi. Ở các địa phương tiên vực dường như đều có kẻ thù của hắn, hắn chẳng lẽ không sợ à, nhất thời tu hành xuất chúng có thể chứng tỏ gì chứ. Ở tiên vực có không biết bao nhiêu thiên kiêu tu hành cực nhanh, quật khởi như sao chổi, nhưng mà cũng chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn, vẫn lạc như sao chổi. Chỉ là hoa thơm một thoáng mà thôi, khi ngươi có thể đứng ở độ cao như ta thì mới có tư cách đứng ở trước mặt ta khoe khoang, nếu không, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện với ta? Bùi Thanh ngạo nghễ nói, lần trước sư đệ của ngươi khiêu chiến ta, ngươi thề sống thề chết là nếu bại thì sẽ xin lỗi ta. Sau khi chiến bại thì lại là tư thái y như hiện giờ, trực tiếp bỏ đi, giờ thì lại dở cái bộ mặt này ra, khiến người ta thấy ghê tởm, ngươi cho rằng ta muốn nhìn thấy mặt ngươi lắm à? Tần Vấn Thiên nhìn Bùi Thanh lạnh lùng nói, chuyện của ta và U Hoàng, ngươi nhúng tay vào làm gì? U Hoàng chưa bao giờ để ý đến ngươi cả, đồ vô liêm sỉ, ngươi, Bùi Thanh tay chỉ về phía Tần Vấn Thiên, trong mắt hiện sát ý, đừng có chỉ trỏ vào ta, ngươi có cảnh giới tiên đế, ta tất nhiên không đánh lại ngươi. Nhưng mà nếu ngươi xuất thủ với ta, trưởng bối đang bí mật quan sát của ta giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên, Tần Vấn Thiên không hề sợ hãi nói, khiến mọi người mắt lóe sáng. Nơi này xuất hiện người của các thế lực lớn, rất nhiều người đều là tồn tại tiên vương cảnh, tiên đế thì chỉ có lưa thưa mấy người, nhưng nhiều nhân vật cường đại như vậy, chắc ở trong bóng tối sẽ có rất nhiều nhân vật đế cảnh quan sát tất cả, còn cả người của Thiên Lam Tiên Quốc, người của Bạch Hổ tộc nữa. Những người muốn giết ta và gây xích mích, muốn làm gì thì tự mình lên đi, người cùng cảnh giới muốn khiêu chiến ta nhận tất, còn nếu không dám thì im cái miệng đi. Tần Vấn Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng mà cường thế, nhìn cường giả vừa xúi dục của Thiên Lam Tiên Quốc cùng với Sâm La Tiên Quốc, ánh mắt bất thiện, dù sao cũng đã đắc tội rồi, hắn cũng không ngại đắc tội thêm một chút, phàm là người đối địch với hắn, hắn nhận tất, ai muốn chiến, chỉ cần là cùng cảnh giới, cứ tới đây, về phần cảnh giới cao hơn. Người có cảnh giới cao hơn hẳn chỗ nào cũng có, thậm chí là cao tới trình độ của Bùi Thanh, Tần Vấn Thiên không ngu đến mức tiếp nhận tất cả khiêu chiến, nếu như vậy thì hắn chỉ có nước chết, kiêu ngạo. Mọi người nhìn Tần Vấn Thiên, người này thật sự quá kiêu ngạo, nghe nói hắn vừa bước vào tiên vương không bao lâu, vậy mà không ngờ dám khiêu khích tất cả những người có thành kiến với hắn, chỉ cần là người cùng cảnh giới khiêu chiến thì đều đồng ý hết. Quả nhiên, lời này vừa được nói ra, lập tức yên lặng hơn nhiều. Ở đây đều là người của các thế lực đỉnh cấp, Tần Vấn Thiên đã nói rồi, hoặc là bước ra đánh nhau hoặc là câm miệng, không dám đánh mà còn lắm lời thì chính là tự tát vào mặt. Tần huynh phong cách quá, chỉ thấy một người cười cười đi ra,
Ánh mắt Tần Vấn Thiên hướng về phía đó, nhìn thấy là thân ảnh quen thuộc, rõ ràng chính là đối thủ lúc trước ở phía Nam Tiên Vực Nam Hoàng Thị khi giúp Nam Hoàng Vân Hy đoạt vị trí thánh nữ truyền thừa đã gặp phải, Khương Tử Dục. Người này thần bí khó lường, lại vô cùng cường đại, am hiểu thuật của Phật môn. Lúc trước tu vi cao hơn Tần Vấn Thiên, về sau cũng vào Thiên Đạo Thánh Viện tu hành, cũng tới Vạn Ma Đảo. Hiện giờ hắn không ngờ cũng đã bước vào cảnh giới Tiên Vương, khiến Tần Vấn Thiên có chút kinh hãi. Từ cảnh giới Tiên Thai đến cảnh giới Tiên Vương là rất khó vượt qua. Khương Tử Dục lúc trước cảnh giới cao hơn hắn, nhưng tốc độ tu hành của hắn có thể nói là rất nhanh. Vậy mà Khương Tử Dục không ngờ có thể theo kịp, chỉ có thể nói là thiên phú tất nhiên cực cao. Trong Nam Bộ Khương Thị có rất nhiều thuật thần thông thần bí khó lường, thậm chí bí pháp thủ đoạn. Ở trong ba thị tộc cổ xưa của Nam Bộ, Khương Thị nhất mạch trước nay là thần bí nhất và nhún nhường nhất, Doanh Thị nhất mạch là ngông nghênh nhất, khuếch trương lãnh thổ lớn nhất, nhưng Khương Thị nhất mạch lại chưa bao giờ có dấu hiệu suy yếu. Bởi vì thiên kiêu hành tẩu bên ngoài của tộc này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mỗi một người đều rất lợi hại. Nam Hoàng Minh Nguyệt ở bên cạnh truyền âm với Tần Vấn Thiên, nói, Khương Tử Dục là cùng thời với ngươi, người bên cạnh hắn tên là Khương Tử Hoa, cùng thời với ta, rất đáng sợ. Tần Vấn Thiên mắt lóe sáng, nhìn thoáng qua Khương Tử Hoa bên cạnh Khương Tử Dục, người này tuấn tú bất phàm, cả người vô cùng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, tu vi rất mạnh, cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều. Nhiều ngày không gặp, Khương Huynh vẫn sáng chói như xưa. Tần Vấn Thiên cười nói, giở trò lá mặt lá trái. Lần đầu tiên thấy Tần Huynh đã biết Tần Huynh tương lai tất nhiên sẽ xuất chúng, tiền đồ vô lượng. Hiện giờ quả nhiên là vậy, trong mấy chục năm ngắn ngủi đã có thể quật khởi, đặt chân vào cảnh giới Tiên Vương. Những lời mà năm đó ta nói với Tần Huynh vẫn hữu hiệu, Tần Huynh nếu chịu tới Khương Thị nhất tộc của ta làm khách, tất nhiên sẽ được tôn làm thượng khách. Khương Tử Dục cười nói, nếu có cơ hội thì tất nhiên sẽ tới. Giơ tay không đánh người tươi cười, hắn lúc trước cảm thấy Khương Tử Dục không có hảo tâm, nhưng nếu Khương Tử Dục không trở mặt với hắn thì hắn tất nhiên sẽ không cố ý đi gây thù chuốc oán. Rất chờ mong, Khương Tử Dục cười cười, đệ tử của Khương gia từ khi nào thích nâng chân thối của người khác như vậy? Chỉ thấy một đạo thanh âm ngạo nghễ truyền ra, người lên tiếng mặc trường bào hoàng giả, uy danh hiển hách, rõ ràng chính là Doanh Thị, một trong ba thị tộc của phía Nam Tiên Vực. Lãnh thổ lớn nhất, ngoài mặt cũng cường đại nhất. Năm đó thế hệ hậu bối cũng từng có chút khúc mắc với Tần Vấn Thiên, có điều đã đến cấp bậc Tiên Vương, cũng không biết Tiên Vương của Doanh Thị có còn để ý tới chút việc nhỏ này hay không. Miệng chó không mọc được ngà voi, Khương Tử Hoa lườm người vừa lên tiếng một cái, người đó lập tức thần sắc lạnh lùng, bá đạo cất bước đi về phía trước, nói với Khương Tử Hoa, rất nhiều người gọi ngươi là người ưu tú nhất trong các Tiên Vương đời này của Khương Thị nhất tộc. Nên ta cũng luôn muốn lĩnh giáo, lúc nào cũng được. Khương Tử Hoa lạnh lùng đáp lại, lập tức cường giả của Doanh Thị trên người bùng nổ khí tức. Tiên vực tài quyết, rất nhiều thế lực phía đông tiên vực liên thủ, bao gồm cả Hoàng Sát Thiên Ngươi bị Tần Vấn Thiên đánh bại. Tiên vực tài quyết chi chiến bại trận, còn có ở bên trong Thiên Đạo Thánh Viện không biết có bao nhiêu người bị tru diệt, thậm chí Bạch Hổ tộc còn tộc nhân bị nướng thịt ăn. Dưới tình hình như vậy, Tần Vấn Thiên đã đến đây, các ngươi không ngờ còn có thể đứng xem náo nhiệt. Thậm chí bị đối phương khiêu khích mà không ai dám đánh, thật đúng là nực cười. Một thanh âm như có như không truyền ra, cũng không biết là ai nói, đối phương am hiểu bí thuật, tự hồ cố ý khơi mào xung đột, chiến đấu, giấu đầu lòi đuôi, muốn nói gì thì đứng ra mà nói. Một đạo thanh âm sắc bén truyền ra, chính là một vị vương giả trong kiếm cường đại của Chí Tôn kiếm phái. Hắn đứng đó, trên người giống như có kiếm khí vô cùng, ha ha, Chí Tôn kiếm phái chắc cũng chết không ít người. Sao, không có năng lực báo thù à, tìm ta làm gì, ta vì sao phải đi ra, thanh âm đó lại truyền ra, giống như đến từ các nơi. Chỉ thấy ở phía Chí Tôn kiếm phái có một vị tiên vương thanh niên đang ngồi trên kiếm, trên người đột nhiên xuất hiện kiếm ý mãnh liệt, kiếm khí tùy thời có thể hung mãnh ngùa ra, vừa vào cảnh giới tiên vương, đánh bại hắn thì dễ thôi, nhưng như vậy có ý nghĩa gì đâu, trong bóng tối của nhân vật đế cảnh theo dõi, giết hắn thì ắt sẽ bị ngăn cản. Việc gì phải đánh cho mất công, thanh niên ngồi trên thân kiếm, lạnh lùng lên tiếng, tu vi của hắn tương đương với Tần Vấn Thiên, đều là tiên vương sơ giai, có điều lại ở trên đỉnh phong của cảnh giới này, tùy thời có thể phá cảnh bước vào tiên vương trung giai. Trên người người này có kiếm ý chí tôn, cực kỳ bất phàm, lời nói cũng vô cùng tự tin. Nói không sai, lần này đến Trung Quy cũng là vì Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn có bạo động. Chẳng lẽ lại ở đây dẫn tới nội chiến của cường giả đế cảnh à? Có người của Thái Hoa Tiên Triều lên tiếng,
mặc hoa phục cổ xưa, mang theo khí khái của vương giả. Lần này, rất nhiều nhân vật tiên vương cực kỳ ưu tú của các thế lực lớn đều tới. Nhìn thấy một đám nhân vật đến từ thế lực đỉnh cấp của các nơi tiên vực tề tụ, rất nhiều người kinh hãi không thôi. Giết hắn thì không khỏi quá tiện nghi cho hắn rồi, ta muốn nuốt sống hắn. Một thanh âm bá đạo truyền ra, mọi người hướng ánh mắt sang nhìn, liền thấy một nhân vật tiên vương ngưng tụ cánh chim bay trong không trung, bên trên hắn là thân ảnh của một vương giả đang đứng, chân đạp tiên vương, dùng cường giả tiên vương làm tọa kỵ, có thể thấy được cường giả này của bạch hổ tộc vô song bá đạo thế nào. Tần công tử, người muốn đối phó ngươi nhiều thật đấy. Một tiếng cười khẽ truyền ra, lần này người lên tiếng là một vị mỹ nữ, hơn nữa, không ngờ là giao thai tiên tử. Lúc trước nghe một vị sư muội nhắc tới Tần công tử, không ngờ Tần công tử đã bước vào cảnh giới tiên vương, chúc mừng. Vị giao thai tiên tử tiên vương cảnh đó mỉm cười nói, đa tạ tiên tử. Tần Vấn Thiên nhìn nàng ta, mỉm cười gật đầu. Tình cờ nhìn lướt qua người bên cạnh tiên tử này, quả thật là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Tần Vấn Thiên biết, lần này tiên vực có rất nhiều thế lực tới, hơn nữa, có rất nhiều nhân vật thiên kiêu đỉnh cấp, nhìn những yêu thú đó kìa, bạo động rồi. Đúng lúc này, có tiếng kinh hô truyền ra, chỉ thấy yêu thú đồng loạt bạo động. Lập tức, yêu thú vô tận không ngờ phủ phục quỳ xuống, giống như đang triều bái, nghênh đón vương của bọn họ. Xa xa, từng cổ yêu uy khủng bố ập tới, cường đại đến mức bất khả tư nghị. Cổ yêu khí đó lờ mờ như muốn ép sập tất cả. Các đại yêu trên sơn mạch phía trước, bao gồm cả yêu vương cũng đều quỳ lạy dưới đất, thế thì người sắp tới là tồn tại loại gì? Mang hoang thập vạn đại sơn yêu, thật sự muốn tấn công tiên vực à? Rất nhiều người đều tạm thời gạt ân oán sang bên, nhìn về bên đó, chỉ thấy từng cổ khí thế khủng bố xộc ra, tiên niệm của mọi người tỏa ra, nhưng mà không ngờ bị từng đạo tiên niệm bá đạo đến cực điểm trực tiếp công kích đánh tan. Sau đó, vạn yêu đồng thanh nức nở, phủ phục ở đó, nghênh đón vương của bọn họ. Các cường giả tiên vực tất cả đều nhìn hướng sang bên kia, tiên niệm của bọn họ đã lờ mờ thấy một đám yêu thú khủng bố đang tới gần bên này. Cuối cùng, yêu khí cuồng bạo cuốn tới, lộ ra khí thế vương giả, trong sơn mạch yêu thú vô cùng vô tận phủ phục, cực kỳ thành kính, nghênh đón vương của bọn họ. Mang hoang chi vương đi ra không phải là hình thái yêu thú, mà là hình thái con người. Hơn nữa, cũng không chỉ là từ một trận doanh, vương tộc của mang hoang à, có cường giả thấp giọng nói. Trong hư không, có một nhóm cường giả bước ra. Không có ngoại lệ, không ngờ đều là nhân vật tiên đế, nhất là tiên đế của phía Bắc tiên vực là nhiều nhất. Bọn họ sớm đã tới nơi này, quan sát tình hình ở đây. Lúc này thấy vương tộc của Mang Hang đi ra thì bọn họ cũng hiện thân. Vương tộc của Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn, mọi người kinh hãi, cũng giống như tiên vực bọn họ, Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn do một số chủng tộc mạnh nhất thống trị à. Giống như thế lực đỉnh cấp của tiên vực bọn họ, những cường giả mang hoang đi ra này cũng không có ngoại lệ, yếu nhất cũng là cảnh giới tiên vương, xưng là yêu vương. Trên người bọn họ tỏa ra khí tức đáng sợ tới kinh người, mỗi một người đều là nhân vật phi phàm, giống như vương tộc của Bạch Hổ tộc, vương tộc của Thiên Bằng tộc ở phía tây tiên vực, Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn mới là thế giới thật sự thuộc về yêu thú. Chủng tộc yêu thú ở đó thậm chí được truyền thừa từ thời kỳ thượng cổ, qua vô số năm tháng. Không ai biết được là đáng sợ tới cỡ nào, từng có lúc yêu thú của Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn tàn sát bừa bãi tiên vực, khiến sinh linh đồ thán, cơ hồ là nhất thống tiên vực. Là nhờ có nhân vật đại đế cổ kinh thiên sinh ra mới có thể xoay chuyển càn khôn, Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn đã lâu lắm không có động tĩnh, hiện giờ lại bạo động, khiến cả tiên vực chấn động, tề tụ hết ở đây, người của tiên vực tới nhiều nhỉ, chỉ thấy một yêu thú trong đó hờ hững lên tiếng. Ngữ khí của hắn vô cùng lạnh lùng, lộ ra vẻ kiêu căng. Yêu thú này tuy rằng trên người tràn ngập khí tức khủng bố của yêu vương, nhưng mà vẫn mang hình người. Cả người hắn ngăm đen, khoác một chiếc trường bào rộng thùng thình, để lộ mình trần. Chỉ có khi áo choàng lay động thì trên đầu hắn không ngờ có sừng lộ ra. U Minh Ngao tộc, một vị đại đế ở phía bắc chăm chú nhìn thân ảnh được che giấu trong trường bào rộng thùng thình trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Thế lực lớn đỉnh cấp ở phía Bắc tiên vực có nghiên cứu về yêu thú trong Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn, bọn họ cũng đã đọc rất nhiều sách cổ về Thập Vạn Đại Sơn, cũng hiểu biết một chút về một số chủng tộc thượng cổ trong đó. Yêu thú khác với nhân loại có thể bởi vì một vị nhân vật phong hoa tuyệt đại nào đó xuất hiện mà sinh ra một gia tộc siêu cường, song cũng bởi vì không có nhân vật cường đại xuất hiện mà suy bại sụp đổ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, mà yêu thú thì có những loại từ nhỏ sinh ra đã làm vương.
thiên phú từ lúc sinh ra đã có, đã được định trước, bọn họ phần lớn là ỷ vào tiên thiên. U Minh Ngao còn gọi là ngạo nhân thú, chính là một loại đại yêu cổ vô cùng đáng sợ, vô cùng tàn bạo, thậm chí thích ăn người. Trong sách cổ có ghi chép khi yêu thú man hoang gây họa cho thiên hạ thì U Minh Ngao chính là một trong những chủng tộc yêu thú tàn nhẫn nhất. Có chút kiến thức, cường giả yêu dị của U Minh Ngao tộc cười cười, nói, tiên vực các ngươi chiếm địa vực này đã rất lâu rồi, thậm chí còn xâm nhập thập vạn đại sơn liệp sát yêu thú để nhân loại các ngươi tu luyện. Chúng ta cũng lười chẳng muốn tính toán, nhưng mà hiện giờ các ngươi nên cút đi rồi, rút khỏi Đoạn Thiên Thành, nhân loại không đi thì coi như là cống phẩm. Nhiều năm như vậy các ngươi liệp sát không ít yêu thú, người của thành này coi như là cái giá nho nhỏ vậy, thập vạn đại sơn và nơi tu hành của nhân loại tiên vực phân lãnh thổ mà trị. Vô số năm năm qua không quấy nhiễu lẫn nhau, hiện giờ chư vị rời núi là muốn người của thành ta à? Một vị tiên đế của Bách Luyện Thánh Giáo lạnh lùng lên tiếng, khí thế trên người người này rất khủng bố, có luyện hóa chi ý đáng sợ, chỉ muốn một thành mà các ngươi cũng dám cự tuyệt à? Một cường giả yêu tộc khác lên tiếng. Người này dáng người khôi ngô, mắt chiếu ra ánh sáng xanh đáng sợ, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Cả người hắn đỏ rực, trong lúc hít thở lại có hai loại khí tức băng hỏa hoàn toàn bất đồng tỏa ra, khiến cho trời đất lúc nóng lúc lạnh, vô cùng đáng sợ. Nghe đồn trong man hoang đại sơn có Chúc Long nhất tộc, khống chế ngày đêm, nước lửa, chư vị chính là đại yêu của Chúc Long nhất tộc à. Có người nhìn về phía yêu thú đó, nói, đúng, cường giả đó mắt chiếu ra quang mang đáng sợ, trong nháy mắt, thiên địa biến ảo, không ngờ trời đất hóa thành tối đen. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt lại trở thành ban ngày, loại lực lượng thần thông thiên bẩm này khiến người ta run sợ không thôi. Đây là thiên phú trời cao ban cho họ, sinh ra đã có rồi, không cần nói những lời vô nghĩa, trực tiếp cút đi ngay. Một giọng nữ truyền ra, yêu thú vừa lên tiếng chính là một vị nữ tử vô cùng có sức mị hoặc, giống như nhìn nàng ta một cái thôi là sẽ bị mê hoặc trầm luân. Cửu vĩ yêu hồ, có tiên đế thốt lên, đều là yêu tộc man hoang được chi ghép trong sách cổ, không ngờ đều xuất hiện ở đây, đó là cường giả cùng kỳ, Đào Ngột, Thao Thiết tộc. Có người ánh mắt đảo qua, mấy yêu tộc bên ngoài hung danh vang xa này không ngờ đều tụ tập một chỗ, như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh một nữ tử thanh niên cả người trắng sáng, da thịt của nữ tử này cũng màu trắng, nàng ta thoạt nhìn thì vô cùng yếu đuối, nhưng chính nhân vật yếu đuối như vậy lại rực rỡ chói mắt, được các yêu tộc hung thần tôn trọng. Bên cạnh nàng ta là một nhân vật thanh niên thần võ vô song, người mặc áo giáp, chính là người của Kỳ Lân yêu tộc. Nữ tử này là thánh thú trong truyền thuyết của man hoang, Bạch Trạch Đại Yêu, tọa kỵ của yêu thần à. Bạch Trạch Đại Yêu chính là tọa kỵ của yêu thần, là thánh thú, chỉ có lúc yêu thần, chủ chung của yêu giới sinh ra, Bạch Trạch Đại Yêu mới có thể xuất thế, cam nguyên làm tọa kỵ tôi tớ, có cả ngàn vạn biến hóa, thậm chí lúc biến hóa thì không ai có thể nhìn ra. Chư vị tiên đế của tiên vực thần sắc ngưng trọng, man hoang vương tộc trong truyền thuyết lần lượt xuất hiện. Bọn họ nhìn về phía những chủng tộc này, tự hồ muốn nhận ra hết những yêu tộc này. Tà thần tộc, nghe đồn là hậu duệ của tà thần yêu giới, tu luyện lực lượng tà ác nhất trên thế gian. Cửu thiên tộc, hình thái vô cùng tương tự như nhân loại, thân thể gầy yếu nhỏ bé, nhưng có lực lượng của yêu thần, có thể nâng trời, sức khỏe vô song, còn am hiểu cung thần trường mâu, vô cùng đáng sợ. Ma viên tộc, lực lượng vô cùng, phòng ngự vô song. Bằng hoàng tộc cũng xuất hiện rồi, có tiên đế nhìn thấy một nhóm cường giả đằng sau. Trên người bọn họ có cánh chim rực rỡ đỏ như máu, trên người có khí thế vương giả. Đây là bằng hoàng tộc, hậu duệ mà chim đại bằng và phượng hoàng kết hợp sinh ra. Nghe đồn từng có lúc thiên bằng tộc và phượng hoàng tộc thế bất lưỡng lập, đánh nhau cực kỳ thảm thiết, nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp, một vị đại yêu của thiên bằng tộc và một đại yêu của phượng hoàng tộc kết hợp, sinh ra một bằng hoàng đầu tiên. Bằng hoàng này lão được hai yêu tộc dung thứ, phải đào vong tới chốn đất hoang, cửu tử nhất sinh. Nhưng mà về sau hắn không ngờ kết hợp thiên phú của hai chủng tộc, đánh bại cả hai chủng tộc, trở thành vương độc nhất vô nhị. Về sau bằng hoàng nhất thống hai yêu tộc, khiến hai yêu tộc cùng tồn tại, kết hợp qua nhiều đời, thế là sinh ra bằng hoàng tộc sau này, mà có một nhánh thiên bằng tộc lưu lạc ở bên ngoài không nghe theo, đó là thiên bằng tộc của tiên vực hiện giờ. Chủng tộc từ Đại Bằng và Phượng Hoàng kết hợp, có thể nghĩ được là đáng sợ cỡ nào, đó là tuyệt thế vương tộc của Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Nhìn thấy lực lượng vương tộc đại yêu từ Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn đi ra ở trước mặt, trong lòng các tiên đế của tiên vực đều nghi hoặc. Thập Vạn Đại Sơn rốt cuộc sắp phát sinh đại sự gì? Thật sự muốn xâm lấn tiên vực sao?
còn có một số yêu tộc đã hóa thành hình người vẫn chưa biết đặc tính rõ ràng, nhưng đều vô cùng đáng sợ. Yêu tộc của Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn nhiều vô kể, thậm chí sinh ra rất nhiều yêu tộc biến dị dung hợp như bằng hoàng tộc, đều vô cùng đáng sợ. Những thiên kiêu tiên vương của tiên vực lúc này đều lộ ra vẻ ngưng trọng, đám yêu thú trước mặt này đều vô cùng đáng sợ, thật sự khiến cho bọn họ cảm nhận được lực lượng uy hiếp. Đã từng, khi Thiên Đạo Thánh Viện mở ra, một thánh viện trong đó có bí cảnh tu hành của yêu giới, bên trong chứa các loại ý chí của đại yêu, rất khó có thể đánh bại, mà trước mắt là lại những đại yêu tuyệt thế của yêu tộc hung danh vang dội. Chư vị đòi đoạn thiên thành, rốt cuộc là muốn làm gì? Có tiên đế mở miệng hỏi. Lắm lời quá, nếu không cút thì Man Hoang đại yêu sẽ trực tiếp xuất quân đánh vào tiên vực, một vị thanh niên mặc áo giáp hoàng kim lạnh lùng nói. Hắn tuy là hình người, nhưng mà cả thân thể đều từ hoàng kim đúc thành, tỏa ra hào quang màu vàng kim vạn trượng, trên thân hình do hoàng kim đúc thành này lờ mờ có ánh sáng mặt trời đáng sợ, khiến mắt người ta đau nhói, sau lưng hắn còn có đôi cánh chim màu hoàng kim rực rỡ như mặt trời, quả thực là khiếp người. Người này có chút giống như hoàng kim cổ thú, lại có chút giống như Thái Dương Điểu Kim Ô Thú, kỳ thực cũng là yêu thú biến dị. Chư vị mặc dù từ Man Hoang Đại Sơn mà đến, nhưng mà nếu cho rằng chỉ bằng vào các ngươi mà có thể đánh vào được tiên vực thì không khỏi có chút nực cười quá rồi đấy. Bùi Thanh lạnh lùng mở miệng, hắn thân là tiên đế nhân vật, tất nhiên có tư cách lên tiếng. Những vương tộc của yêu thú Man Hoang này tuy rằng vô cùng lợi hại, nhưng mà, nhân vật yêu đế chỉ có mấy vị mà thôi, so với bọn họ thì vẫn còn kém xa. Các ngươi chẳng lẽ muốn vương của các tộc chúng ta tự mình hàng lâm à? Lại có Mọc Đại Yêu cười tàn nhẫn, nói, nếu vậy thì không đơn giản chỉ là muốn đoạn thiên thành thôi đâu. Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn yêu thú bạo động, không ngờ muốn đuổi chúng ta khỏi đoạn thiên thành, rốt cuộc là vì cái gì? Chỉ thấy có một võ tu nhân loại cười lạnh nói, chẳng lẽ trong Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn có đại sự phát sinh, không thể cho người của tiên vực ta nhìn thấy, nhân loại quả nhiên khó chơi. Chư yêu thầm nghĩ trong lòng, trên người tỏa ra yêu khí cường đại, chỉ nghe thấy bạch trạch nữ yêu mở miệng nói, yêu thần hàng, Thập Vạn Đại Sơn cung nghênh chủ của chúng ta, cái này không liên quan gì tới tiên vực các ngươi cả. Nếu các ngươi muốn nhúng tay, ta có thể cho các ngươi hai lựa chọn, một là trực tiếp khai chiến, Thập Vạn Đại Sơn ta tấn công tiên vực, hai là các ngươi có thể chọn ra một đám nhân vật tiên vương đánh một chọi một với chúng ta. Nếu các ngươi thắng thì chúng ta sẽ lập tức rút lui, các ngươi bại thì phải rút khỏi đoạn thiên thành. Các đại yêu lặng lẽ nhìn, thần sắc lạnh lùng, yêu khí thổi quét thiên địa. Bất kể là lựa chọn nào thì những nhân loại tiên vực này đều sẽ bại, điểm này là không thể nghi ngờ. Yêu tộc của bọn họ ở Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn phát triển nhiều năm như vậy, hiện giờ đã đạt tới một thời cơ cường thịnh, nên đón một thời đại Man Hoang thịnh thế, các Man Hoang vương tộc đều cường thịnh vô cùng, những nhân loại này há có thể chống đỡ được. Bọn họ đã phái yêu thú vào tiên vực để dò xét tình huống của nhân tộc, tuy rằng cũng là thời đại phát triển, xuất hiện rất nhiều nhân vật thiên kiêu. Nhưng so với vương tộc của yêu giới trong Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn bọn họ thì vẫn còn kém xa. Yêu thú của yêu tộc hiếu chiến, hỗn loạn không có trật tự, kỳ thật cũng không quá khác biệt với nhân loại, cũng là các vương tộc tranh phong. Những yêu tộc cường đại từ trong Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn đi ra lần này không ngờ lại có thể đoàn kết như vậy, cùng đối kháng với tiên vực bọn họ. Có thể thấy được lần này Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn thật sự sắp phát sinh sự kiện lớn, cho nên mới tạm thời thống nhất với nhau. Tấn công tiên vực sao? Thần sắc của mọi người rất khó coi, bọn họ không biết nhiều về lực lượng của Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn, nhưng bất kể là mạnh hay yếu, một khi Thập Vạn Đại Sơn tấn công tiên vực, vậy thì tiên vực chắc chắn sẽ rơi vào thảm trạng, sinh linh đồ thán, bị yêu thú tàn sát bừa bãi. Nhất là phía bắc tiên vực sẽ phải chịu sự trùng kích mạnh nhất đầu tiên, kết cục sẽ vừa đáng hận lại đáng sợ, cho dù là cuối cùng bọn họ giành được thắng lợi thì cũng sẽ là thắng thảm. Tiên vương chiến là đánh như thế nào? Một vị nhân vật tiên đế của tiên vực mở miệng nói. Bạch trạch nữ yêu này vô cùng cường thế, căn bản không thể cự tuyệt, bắt bọn họ lựa chọn, như vậy thì chỉ có thể lựa chọn tiên vương chiến thôi. Lần này người tiến đến tiên vực phần lớn đều là nhân vật tuyệt đại, thiên kiêu siêu cường của các thế lực đỉnh cấp đều có mặt, ai nấy vô cùng phi phàm, cho dù là đối mặt với Man Hoang vương tộc mạnh mẽ thì vẫn có thể đánh một trận. Tùy các ngươi ra người trước, hoặc là chúng ta ra người trước. Chiến đấu đến khi các ngươi không muốn chiến nữa thì thôi, đương nhiên, phải là chiến đấu cùng cảnh giới, trong quá trình chiến đấu không được mượn dùng pháp bảo. Thanh âm của bạch trạch nữ yêu như có như không, nàng ta thần bí khó lường, thực lực cường đại, chính là đại yêu tiên vương cảnh, cả người trắng bóc, lộ ra mỹ cảm yêu dị,
lại có mấy phần khí tức thần thánh. Bạch Trạch là tọa kỵ của yêu thần. Được, tiên đế của tiên vực chỉ có thể đồng ý. Bọn họ nhìn thoáng qua cường giả của các thế lực đỉnh cấp tiên vực ở đây, gần một nửa thế lực đỉnh cấp của tiên vực tụ tập ở nơi này, cũng có rất nhiều thiên kiêu tiên vương đỉnh cấp có mặt, hy vọng có thể chiến thắng được những nhân vật của yêu tộc trong Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn này. Nhìn thấy tiên đế của tiên vực đồng ý, trên mặt rất nhiều đại yêu Man Hoang lộ ra nụ cười miệt thị, những nhân loại tiên vực này muốn chống lại những đại yêu Man Hoang trời sinh đã siêu phàm bọn họ sao? Chỉ thấy một thân ảnh đại yêu bước ra, rõ ràng chính là nhân vật thanh niên yêu vương của yêu tộc, cả người đều là màu vàng kim, giống như là do hoàng kim đúc thành đó. Hắn thân hình khôi ngô, toàn thân đều chiếu ra hào quang màu vàng kim, trên người có đồ án hình mặt trời, sau lưng có cánh chim hoàng kim, chói mắt vô cùng. Về phần tu vi của hắn là yêu vương trung giai, tương đương với cảnh giới tiên vương trung giai. Có đài chiến đấu pháp bảo không? Nhân loại các ngươi thích nhất là nghiên cứu những tiểu đạo này mà. Thanh niên này nói một cách khinh miệt. Lập tức chỉ thấy một vị tiên đế nhân loại của tiên vực phất tay, trong nháy mắt một đài chiến đấu hư không cực lớn xuất hiện ở vị trí giữa nhân loại và Man Hoang yêu tộc, hơn nữa trong nháy mắt lại phóng to, bên trong giống như tự thành một mảng không gian riêng. Không gian bên trong rất lớn, đủ để chống đỡ tất cả chiến đấu dưới đế cảnh. Nhân vật tiên đế đó nói, Thái Dương Hoàng Kim yêu vương đi ra, trực tiếp đi qua quần sáng vào bên trong, không hề lo lắng nhân loại lừa gạt. Vương tộc của yêu giới hắn xuất hiện ở đây, người của tiên vực dám dối trá, vậy thì sang bằng tiên vực luôn. Ai tới? Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường mâu hoàng kim, hỏa diễm thái dương bắn ra, có thể dung luyện tất cả. Trường mâu chỉ về phía cường giả của tiên vực, lạnh lùng lên tiếng. Các tiên vương của tiên vực đang nghe truyện trên TV audio CV mắt sáng rực, bọn họ đều là nhân vật siêu phàm, tất nhiên không cần tiên đế gọi tên, tự mình cân nhắc được là có nên ứng chiến hay không. Rất nhanh liền có một vị tiên vực tiên vương cường đại đi ra. Vị tiên vương này cũng tu hành lực lượng hỏa diễm, cả người toàn là lửa, đã tới tiên vương đỉnh phong trung giai, hắn đi vào trong đài chiến đấu, uy thế khủng bố, cả người có hỏa diễm bập bùng. Trong phút chốc đã bao phủ về phía đối phương, một thân ảnh hỏa diễm cự nhân hiện thân, đánh ra đại chưởng ấn về phía đối phương. Lĩnh vực quy tắc của nhân loại tiên vực, đại yêu của Thái Dương Hoàng Kim tộc cười lạnh lùng khinh miệt. Cả người hắn đột nhiên phục ra hoàng kim hỏa diễm khiếp người. Hoàng kim hỏa diễm đó giống như thái dương chi hỏa, hung mãnh ập ra, dung luyện tất cả, khiến cho hỏa diễm cự nhân cường đại vô cùng bị dung luyện thành hoàng kim chi hỏa, lập tức hóa thành lực lượng của hắn. Cường giả tiên vương của nhân loại thần sắc khẽ biến, lập tức hắn thấy đối phương chân đạp mạnh lên đài chiến đấu, cánh chim hoàng kim lấp lánh mà động, giống như một tia nắng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tiên vương nhân loại, hoàng kim trường mâu trong tay đâm ra, nhanh hơn cả tia chớp, thân thể của đối phương muốn lùi. Nhưng trường mâu của yêu vương Thái Dương Hoàng Kim tộc này vẫn đâm ra, ánh sáng hoàng kim chí cường nở rộ, lập tức khắp không gian đều hóa thành lực lượng hoàng kim, không ngờ ngưng kết lại, thân ảnh đang lui về phía sau của tiên vương nhân loại lập tức bị cản lại. Phập, lúc thần sắc của tiên vương nhân loại biến đổi thì Thái Dương Hoàng Kim trường mâu rời tay bay ra, mang theo hỏa diễm Thái Dương ngập trời trực tiếp bắn tới, ầm một tiếng, trực tiếp phá vỡ phòng ngự rồi đâm vào trong trái tim của đối phương. Lập tức Thái Dương chi hỏa đáng sợ bốc lên, cùng với tất cả hoàng kim thiêu đốt, tiên vương nhân loại đó mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lập tức thân thể hắn cũng hóa thành hoàng kim chi hỏa, bị cháy rụi từng chút một. Hắn phát ra tiếng hét thảm, nhưng không còn kịp nữa rồi, chỉ trong nháy mắt, thân hình bị lửa Thái Dương hoàng kim hòa tan hóa thành chất lỏng, không ngừng chảy xuống. Cuối cùng, triệt để hóa thành hỏa diễm hoàng kim bập bùng, sau đó thì ngưng kết ở đó, không chịu nổi một kích. Đây là lực lượng của tiên vương nhân loại à? Cường giả của Thái Dương Hoàng Kim tộc nhìn lướt qua phương hướng nhân loại, lập tức xoay người rời khỏi đài chiến đấu, tự hồ căn bản khinh thường không thèm tiếp tục chiến đấu nữa. Võ tu nhân loại tiên vực thần sắc liên tục biến đổi. Tuy rằng tiên vương lúc trước đi lên ứng chiến không phải là nhân vật tiên vương kiệt xuất nhất, nhưng cũng là tồn tại cường đại không tầm thường. Một vị tiên vương trung giai đỉnh phong, không ngờ lại vẫn lạc dưới một đòn của đối phương. Thực lực của cường giả Thái Dương Hoàng Kim tộc này quá đáng sợ, Thái Dương chi hỏa, Hoàng Kim chi lực, hai thứ không ngờ bổ trợ cho hắn, hắn có huyết mạch của Thái Dương Điểu Kim Ô cùng với máu của Hoàng Kim cổ yêu, Thái Dương Điểu được xưng là có thể dung luyện tất cả mọi thứ trong thế gian, là Thái Dương hỏa cực hạn, công kích phòng ngự của Hoàng Kim yêu tộc đều là siêu cường, hai thứ kết hợp, thành tựu ra đại yêu siêu phàm cỡ này, có người nói khẽ, sức chiến đấu này thật sự là cuồng bạo đáng sợ. Không phải là tiên vương có chiến lực cao cấp nhất của tiên vực thì không thể chống lại.
chỉ thấy yêu thú tộc lại có một vị đại yêu nhảy vào trong đài chiến đấu, yêu thú này cũng hình người, nhỏ gầy như khí, rất xấu xí, nhưng trong mắt hắn lại bắn ra quang mang đáng sợ, nhìn đám người nói, có ai dám tới chiến, cẩn thận, yêu thú này chính là người của cửu thiên tộc, mặc dù trông khó coi, nhỏ gầy như khỉ, nhưng có lực lượng vô cùng, có thể nâng trời, có thể biến thân, chính là di tộc thái cổ, truyền thừa qua vô số năm tháng, thiên phú dị bẩm, thần thông của hắn là ném đá bắn tên, uy lực cường đại, cần phải cẩn thận. Một vị tiên đế ở Bắc vực lên tiếng, đệ nhất chiến thảm bại bị tru sát, lần này phải cảnh tỉnh mọi người, không thể lơ là, tất phải xuất động người có chiến lực cường đại mới có thể giành được cơ hội thắng lợi. Ke ke, yêu thú của cửu thiên tộc nghe răng trêu ngươi, tiên đế vừa lên tiếng, nụ cười cực kỳ tà mị, vũ nhục hắn xấu xí à. Sẽ phải trả giá đắt, ta lên. Một nhân vật tiên vương tự cho mình là bất phàm cất bước đi ra. Lưng hắn đeo một thanh đại đao, long hành hổ bộ, cả người lộ ra vẻ sắc bén cái thế. Vào khoảnh khắc bước hắn vào đài chiến đấu, đao ý thổi quét thiên địa, từ trên cảm giác mà nói thì cường giả như vậy nếu xuất thủ, có thể chém chết yêu thú xấu xí nhỏ gầy như khỉ này, là đao si. Rất nhiều người đang vây xem ở đoạn thiên thành mắt lóe sáng, lộ ra vẻ say mê. Đao si dùng đao pháp nhập đạo, nhân vật tiên vương, vô cùng nổi danh ở đoạn thiên thành, đao pháp của hắn vô cùng lợi hại, vù vù, chỉ trong nháy mắt, lực lượng lĩnh vực của đao xé rách hư không thổi quét mà ra, bao phủ cả đài chiến đấu, chỉ thấy đao si đao đã ra khỏi vỏ, đó là một thanh đao giản dị tự nhiên cực kỳ đơn giản, nhưng ở trong tay đao si lại không còn là đao tầm thường nữa, đã thành thần binh lợi khí lợi hại nhất, một đao này chém xuống, hư không cũng giống như bị chém đứt thành hai đoạn, tốc độ của một đao này giống như sấm chớp. Nháy mắt đã giáng xuống trước mặt thân ảnh gầy yếu của cửu thiên tộc, mắt thấy sắp chém đối phương làm hai nửa, ầm, đài chiến đấu giống như đang rung chuyển, mọi người chỉ thấy thân ảnh nhỏ gầy như khỉ đó giơ hai tay lên, trực tiếp bắt lấy đao, cánh tay khô gầy như củi của hắn đã tóm được thanh đao sắc bén vừa chém xuống của đao si, sức khỏe vô cùng, có thể nâng trời, các cường giả nghĩ đến giới thiệu của nhân vật tiên đế lúc trước, trong lòng kinh hãi, bùng bùng bùng, chỉ thấy đao trực tiếp vỡ nát, bị cánh tay gầy nhỏ đó trực tiếp bẻ gãy. Nhưng mà sắc mặt của đao si vẫn không thay đổi, bàn tay hắn quét tới, lập tức ngàn vạn đao ý hóa thành một thanh đại đao sáng rực, bàn tay hắn tiếp tục quét, lập tức đao pháp mạnh hơn chém ra, cả vùng không gian đó cuồn cuộn nổi lên gió lốc đáng sợ, cho dù là cửu thiên đại yêu hai tay cũng không thể đỡ được đao như vậy, cùng với tiếng vù vù truyền ra, từng nhát đao chém xuống, cửu thiên đại yêu thân thể liên tục chớp động, cực kỳ nhanh nhẹn. Hai tay giống như ảo ảnh đánh ra, vỗ nát đao, nhưng vẫn có ánh đao chém lên người hắn, ánh đao bắn lên hư không, giỏi. Mọi người nhìn đao si khống chế đao pháp, khen ngợi một tiếng. Nhưng đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng hự nặng nề truyền tới, thân hình nhỏ gầy đó đột nhiên biến thành vô cùng khổng lồ, giống như một yêu thú cổ xưa, hình thái to lớn của hắn càng thêm xấu xí, nhưng lúc này khí hung tàn trên người hắn lại khiến người ta phải run sợ, ngươi muốn chết. Cửu thiên đại yêu xấu xí vươn tay đánh bay đao, tốc độ quả thực nhanh tới kinh người, đao si thần sắc biến ảo, phát ra đao pháp hộ thể, bùng, tiếng chấn động khủng bố truyền ra, đao pháp của đao si trực tiếp bị đánh gãy, đao của hắn cũng gãy, thân thể bị đẩy lui, rầm rầm rầm, đại yêu của cửu thiên tộc liên tục dậm chân chạy tới, đài chiến đấu giống như có những tiếng sấm vang lên, phát ra thanh âm vô cùng nặng nề, hắn cứ bước một bước lại ném mạnh cự thạch do yêu khí hóa thành ra. Khi đập xuống thì giống như thiên thạch đập lên người. Đao si bị ném trúng liên tục, phun ra máu tươi, không thể sử dụng được đao pháp nữa. Thân hình của hắn cũng hóa to thành cự nhân, nhưng như vậy thì mục tiêu càng trở nên rõ ràng hơn, bị trực tiếp ném trúng đầu, đầu lâu tức vỡ nát. Cái này, tàn bạo quá. Võ tu tiên vực nhìn thấy cảnh giết chóc tàn bạo như vậy thì lộ ra vẻ bi phẫn, trong mắt chiếu ra những luồng sáng sắc bén, nhưng mà ánh mắt của cửu thiên đại yêu lại lướt qua họ. Hồn nhiên không sợ sệt, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng sát phạt đáng sợ, tức giận nói, còn ai muốn lên tìm chết nào? Đại yêu của cửu thiên tộc tuy rằng tàn bạo, khiến chư cường của tiên vực vô cùng phẫn nộ, nhưng mà kỳ thật là sức lực mạnh mẽ đến cực điểm, loại lực lượng này quả thực là kinh thiên, xem ra lời đồn không phải là giả, đại yêu của cửu thiên tộc này nếu tu hành đến mức tận cùng thì thật sự có thể nâng được trời. Yêu tộc này trời sinh đã có thần lực, là hậu duệ của mang hoang đại yêu thượng cổ. Xấu xí mà hung tàn, sức khỏe vô cùng đã ban cho họ kiểu tấn công ném đá cực kỳ đáng sợ, ném một tảng đá xuống thôi mà như thiên thạch giáng xuống, đầu của đao si cường đại cũng là bị hắn dùng đá đập vỡ,
Trước có đại yêu của Thái Dương Hoàng Kim tộc, sau có cửu thiên yêu thú, chẳng trách những yêu thú đi ra từ Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn đều tự tin như vậy, bọn họ tin rằng tiên vực bất kể như thế nào cũng chắc chắn sẽ thua. Nhìn những đại yêu của Man Hoang cổ tộc, các cường giả của tiên vực mắt lộ phong mang, đối mặt với sự tiếp tục khiêu chiến của đại yêu cửu thiên tộc, bọn họ có chút do dự. Tuy nói là khiêu chiến, nhưng chư vị của yêu tộc vì sao lại giết chóc tàn bạo như vậy? Đã vậy, tiên vực ta nếu chiến thắng thì cũng sẽ không thủ hạ lưu tình đâu. Một vị tiên đế lạnh lùng nói, liên tục hai vị cường giả tiên vương bỏ mình, cho dù là biết rõ là đối phương cường đại, nhưng vẫn khó tránh khỏi sinh ra phẫn nộ. Man Hoang yêu giới chúng ta xưa nay đã sát phạt như vậy rồi, bản thân khi đối mặt với khiêu chiến cũng thế. Người của tiên vực ngươi đúng là không chịu nổi một kích, sớm muộn gì cũng phải cút khỏi thế giới tiên vực, để yêu tộc ta thống trị. Một vị đại yêu kiêu ngạo lên tiếng, ngươi đã nói như thế thì bên ta cũng không cần phải không khách khí nữa. Tiên đế đó thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía các thiên kiêu của tiên vực, nói, chư vị, các ngươi đã nhìn thấy thế cục rồi đấy, trong các ngươi rất nhiều người đều là tiên vương có chiến lực mạnh đến từ các thế lực đỉnh cấp, hiện giờ yêu tộc đã miệt thị chúng ta như vậy, các ngươi phải đứng ra chiến đấu thôi. Ta đề nghị các thế lực lớn đều tự phái người ra để chiến đấu đi, đúng vậy, nơi này có rất nhiều người của thế lực đỉnh cấp tiên vực, cũng nên xuất thủ rồi. Tiên đế Bắc Vực liên tiếp lên tiếng, mọi người đều gật đầu. Lúc trước bọn họ đều đang quan vọng, cho dù là những nhân vật tuyệt đỉnh cũng quan sát yêu tộc, quả thật là lợi hại, chưa nói đến những yêu thú chưa đi ra, chỉ nói tới hai đại yêu vừa chiến đấu đã quả thật là cấp bậc chiến lực thiên kiêu cao nhất, cường giả của các thế lực lớn trong bọn họ nếu không bước ra thì khó mà giành được chiến thắng. Chiến hay là không chiến thì cút khỏi Đoạn Thiên Thành đi, sao nói lắm lời vô nghĩa như vậy. Người của thành này chúng ta sẽ xử lý sạch sẽ. Đại yêu của cửu thiên tộc lạnh lùng nói, cực kỳ càn rỡ, câm miệng. Bắc Minh U Hoàng lạnh lùng quát to một tiếng, từ trên người hàng ý được phóng thích ra, những yêu thú từ Man Hoang đi ra này lệ khí quá nặng, còn muốn đồ sát Đoạn Thiên Thành. Đoạn Thiên Thành chính là tấm chắn của phía Bắc tiên vực bọn họ, sao có thể vứt bỏ. Cho dù là vạn bất đắc dĩ thì cũng phải bảo toàn cho người của Đoạn Thiên Thành. Đại yêu của cửu thiên tộc ngẩng đầu nhìn Bắc Minh U Hoàng, khuôn mặt xấu xí nhếch miệng cười nói. Chỗ mà ta thích nhất ở nhân loại là trong là nhân loại có không ít nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân này tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng da thịt mịn màng trơn nhẵn, nếu làm nữ hầu cho ta thì tất nhiên là vô cùng thống khoái, có thể tận tình chơi đùa. Nói xong hắn còn bật cười một cách vô cùng càn rỡ, nhân vật tiên đế của Bắc Minh tiên triều quát lớn, yêu thú xấu xí thật tác quái, ai đi giết con yêu thú này, ke ke, đại yêu của cửu thiên tộc bật cười, lại nhìn lướt qua mọi người. Nơi này có không ít mỹ nữ, có khí tức thuần khiết, còn có cả nữ tử mang theo huyết mạch của Phượng Hoàng, đợi cho tới sau khi giết vào tiên vực rồi sẽ bắt hết toàn bộ về làm nữ hầu cho ta, tùy ý đùa bỡn. Rất nhiều cường giả đều biến sắc, Bắc Minh U Hoàng hàng ý tỏa ra ngoài, các giao thai tiên nữ, nữ tử của Nam Hoàng Thị, người có huyết mạch Phượng Hoàng, tất nhiên là nói các nàng rồi. Nữ tử của Nam Hoàng Thị quả thật cũng có khí chất phi phàm, các nàng mang theo máu Phượng Hoàng, dung nhan cũng rất đẹp. Cùng với giao thai tiên cung, nữ tử của hai thế lực lớn này cấu thành một đạo phong cảnh cực đẹp. Minh Nguyệt Thánh Nữ, để ta giết hắn. Chỉ thấy một vị thánh nữ cường giả mở miệng nói, Nam Hoàng Minh Nguyệt nhíu mày bảo, những đại yêu này vô cùng lợi hại, ngươi khó mà đối phó được. Nàng ta lờ mờ cảm thấy, muốn đối phó với những đại yêu này, cần xuất động tiên vương có chiến lực cao nhất của các thế lực lớn mới được, nếu không thì chỉ sợ đều là đi chịu chết. Lực lượng của cửu thiên yêu tộc này căn bản chính là thần lực vô địch, đây là thiên phú, sinh ra đã có. Một con nghiệt súc tiên vương sơ giai cũng dám càn rỡ như vậy, lúc trước người nào đó không phải là kêu gào thách thức khiêu chiến người của các thế lực lớn ư. Hiện giờ Nam Hoàng Thị cũng phải chịu nhục mà vẫn không đứng ra xuất chiến à. Có cường giả của Thiên Lam Tiên Quốc châm chọc, ý tứ có ám chỉ. Đại yêu của cửu thiên tộc chính là ở cảnh giới tiên vương sơ đỉnh phong, luận về cảnh giới thì tương đương với Tần Vấn Thiên. Hắn là có thể xuất chiến. Tần Vấn Thiên nhìn sang bên đó một cái, chỉ nghe thấy một vị kiếm tu của Chí Tôn kiếm phái cũng lạnh lùng nói, đúng vậy, lúc trước kiêu ngạo như vậy, hiện giờ yêu tộc khiêu khích như thế mà vẫn còn rụt đầu rụt cổ không dám ra tay à, vốn định để lại cơ hội cho chư vị thiên kiêu, nếu không ai nguyện ý xuất chiến thì ta giờ ra tay vậy. Tần Vấn Thiên đi ra, lạnh lùng nói, về phần phế vật chỉ dám giật dây người khác chứ bản thân thì co đầu rút cổ không dám xuất chiến. Đừng có mở miệng ra làm gì cho mất mặt xấu hổ, muốn đánh thì tự mình đánh đi,
Cái loại người lúc này không dám ra mặt xuất chiến lại còn đứng sau khích tướng người khác. Thiên Lam Tiên Quốc và Chí Tôn Kiếm Phái làm mất mặt tiên vực quá. Vừa nói hắn vừa đi tới đài chiến đấu đi tới phía trước, bên trong lời nói lộ ra hết ý châm chọc, khiến cho người của hai thế lực lớn thần sắc đều lạnh lùng đến cực điểm, có điều nghĩ đến có thể mượn tay của Man Hoang yêu tộc giết chết Tần Vấn Thiên, bọn họ cũng thấy thoải mái. Tóm lại bọn họ hy vọng Tần Vấn Thiên sẽ phải chết, đại yêu của cửu thiên tộc này bạo ngược vô cùng, xuất thủ là giết người. Nếu để hắn giết được Tần Vấn Thiên thì tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Bọn họ lại không phải lo bị trả thù, còn có thể khơi mào mâu thuẫn giữa yêu giới và thế lực sau lưng Tần Vấn Thiên. U Hoàng, con yêu thú này nói năng lỗ mãng làm nhục nàng, ta sao có thể tha cho hắn được, tất sẽ tru sát hắn cho nàng vừa lòng hả dạ. Tần Vấn Thiên không quên mở miệng nói với Bắc Minh U Hoàng đang đứng trong hư không. Nữ nhân này là tiên đế nổi danh, rất lợi hại, hơn nữa có chút dính dáng tới mình. Lão biến thái đó xem như là nửa sư tôn chung của bọn họ, hắn muốn được Bắc Minh U Hoàng nhớ đến, bởi vậy trêu trọc một phen, coi như là để kéo gần quan hệ với Bắc Minh U Hoàng, tên hỗn đảng này. Bắc Minh U Hoàng nghiêm mặt nhìn Tần Vấn Thiên, không ngờ ở trước mặt mọi người nói ra những lời như vậy, để lộ quan hệ giữa bọn họ có chút không bình thường. Quả nhiên, lúc này rất nhiều người ánh mắt chiếu lên người Bắc Minh U Hoàng, khiến cho nàng ta thầm cắn răng, người này sao vô sĩ như vậy chứ? U Hoàng, nàng không cần phải kích động, quan hệ giữa ta và nàng là thế nào chứ, có thể làm việc cho nàng, ta sẽ tận sức. Tần Vấn Thiên nói xong đi vào trong đài chiến đấu, nhìn chằm chằm yêu thú của cửu thiên tộc, lạnh lùng nói, yêu quái xấu xí, ngươi đã làm nhục U Hoàng nên ta sẽ giết ngươi. Đại yêu của cửu thiên tộc nhếch miệng cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, nói, lại một kẻ nữa tới chịu chết. Hắn rất ghét người khác nói hắn xấu xí, cho nên, lúc này hắn rất tức giận. Chỉ thấy đại yêu của cửu thiên tộc giơ tay lên chộp tới, lập tức yêu khí đáng sợ ùa ra, ngưng tụ thành một khối cự thạch, hắn giơ tay lên đập về phía Tần Vấn Thiên, trời đất nổ vang, cự thạch lúc bay ra phát ra tiếng ầm ầm đáng sợ, đánh vỡ tất cả, khiến cho người ta cảm thấy cho dù là tiên vương trung giai bị đập trúng thì cũng chết ngay lập tức, lúc trước đao si là trực tiếp bị đập vỡ đầu. Trên người Tần Vấn Thiên lưu chuyển ánh sáng thần đáng sợ, hắn giơ tay lên, đột nhiên đấm ra một quyền về phía trước, ầm một tiếng, cự thạch vỡ nát, nhưng mà động tác của cường giả cửu thiên tộc không dừng lại, hắn liên tục đập ra cự thạch, mỗi một khối cự thạch đều giống như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thân thể hắn cũng biến thành khổng lồ, bởi vậy khiến Tần Vấn Thiên trở thành vô cùng nhỏ bé, bị cự thạch to như tinh thần bao trùm, cả không gian đều như vỡ nát, Tần Vấn Thiên như là không có sức hồi thiên. Tất nhiên bị đập chết trong đó, lực lượng ghê gớm thật, Tần Vấn Thiên sợ run, cửu thiên tộc là di tộc thái cổ, là chủng tộc một mực được truyền thừa tới bây giờ, sinh ra đã có thiên phú rất lợi hại, hắn phóng thích lĩnh vực quy tắc, ngàn vạn chưởng ấn xuất hiện, điên cuồng đánh ra, thiên địa biến ảo, từng đạo chưởng ấn va chạm với cự thạch to như tinh thần này, giống như muốn chấn nát hư không, phá hủy tất cả, ầm, cường giả của cửu thiên tộc thấy một màn này thì dậm mạnh chân. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc cung tên đáng sợ, trực tiếp ném mạnh về phía trước, cung tên của hắn không bắn mà là trực tiếp ném ra. So với bắn tên thì càng nhanh càng mạnh hơn, muốn đóng đinh Tần Vấn Thiên xuống đất, yêu quái xấu xí. Tần Vấn Thiên quát to một tiếng, trên thân hình hắn tự có lực lượng tay thần đánh ra, uy lực vô cùng, còn có ma uy đáng sợ cuồn cuộn không ngừng, hóa thành từng đạo tia chớp tài quyết, đánh nổ tất cả. Cung tên được ném tới còn chưa đến gần đã bị trực tiếp đánh trúng cho vỡ nát. Thân thể Tần Vấn Thiên cũng biến thành khổng lồ, tương đương với đối phương, hắn sải bước đi ra, uy thế ngập trời. Di tộc thái cổ thì làm sao, trấn áp, trong mắt Tần Vấn Thiên lấp lánh sáng, hắn đáp ứng ra tay, quả thật là bị Man Hoang đại yêu này chọc giận. Hai tiên vương đó mặc dù không có quen biết gì với hắn, nhưng bị tru sát một cách tàn nhẫn như vậy nên đã khơi dậy lửa giận của hắn. Hơn nữa đối phương làm nhục nữ tử tiên vực và tuyên bố muốn tiến hành đồ sát. Hắn vốn là định giáo huấn cho những yêu thú này một trận, tay thần thúc dục ra đại ma chưởng ấn khủng bố hủy diệt, nghiền nát tất cả tồn tại, lĩnh vực quy tắc biến ảo ra chưởng ấn vô tận đánh ra phía trước, cường giả của cửu thiên yêu tộc gầm lên, chấn vỡ tất cả, chưởng ấn tới gần toàn bộ vỡ vụn dưới công kích của hắn. Nhưng lúc này, một ma chưởng hủy diệt lớn tới vô biên chiếu ra phù quang vô tận nghiền ép mà đến, phá vỡ tất cả, lực lượng được thôi động đó rất kinh thiên động địa. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đồng thời đánh về phía chưởng ấn đó, với thần lực của hắn thì không có gì là không dám đỡ. Chưởng ấn đánh xuống, lực lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi,
thân thể của cường giả cửu thiên tộc chấn động rất mạnh, người đứng yên một chỗ rồi lập tức thét lớn một tiếng phun ra máu tươi, hai chân nhũn ra, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều giống như bị chấn nát toàn bộ, lực lượng ma đạo hủy diệt này ùa vào trong cơ thể, tàn phá điên cuồng. Tần Vấn Thiên sao có thể bỏ qua cơ hội này, lại một đạo đại chưởng ấn ầm ầm đập xuống, bá đạo vô song, nghiền nát tất cả, cửu thiên đại yêu mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không cam lòng gầm lên, lập tức ầm một tiếng, thân thể khổng lồ của hắn trực tiếp bị nghiền ép cho vỡ nát, nổ tung trong hư không. Đại yêu vô cùng bá đạo của cửu thiên tộc không ngờ bị một võ tu nhân loại dùng thủ đoạn cực kỳ bá đạo trấn sát, làm rung động lòng người. Tần Vấn Thiên hóa thân lại về bình thường, khí tức tiêu tán, dòng khí cuồng bạo cũng dần dần tiêu tán. Giết hay lắm, võ tu tiên vực khen ngợi. Lúc trước tiên vực có hai vị tiên vương liên tục bị tru sát một cách tàn bạo, hiện giờ Tần Vấn Thiên cường thế, cuối cùng cũng trút được giận, vãn hồi bại cục một lần, chèn ép khí diễm kiêu ngạo của man hoang đại yêu. Mà phía bên kia, những man hoang đại yêu đó thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, nhất là đại yêu của cửu thiên tộc, trong con mắt xấu xí lại lộ ra sát ý nồng đậm. Cường giả tiên vực tới đây nhiều như mây, đừng tưởng rằng các ngươi có thể dễ dàng áp chế, các ngươi dùng thủ đoạn tàn bạo để trấn sát, chúng ta cũng sẽ trả lại chư vị y như vậy. Tần Vấn Thiên nhìn lướt qua các đại yêu, khiến cho một đại yêu trong đó cười lạnh nói, thú vị đấy, chỉ là nhân loại mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt man hoang yêu tộc chúng ta như vậy, ai tới giết hắn. Có đại yêu lạnh lùng lên tiếng, có điều Tần Vấn Thiên lại chỉ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nếu các ngươi ngu xuẩn không biết điều thì ta sẽ lại lên đài. Nói xong, hắn đi xuống đài chiến đấu, trận chiến này không phải cuộc chiến của một mình hắn, mà là các thế lực đỉnh cấp của tiên vực đối kháng với man hoang đại yêu tộc. Hắn có thể ở cảnh giới tiên vương giai càng quét giết chóc, nhưng nếu chỉ là một mình hắn gánh áp lực giết hết những đại yêu này thì nếu vậy hắn là tự đi tìm chết. Những đại yêu này dám nói sẽ xâm nhập tiên vực, có thể biết rằng bọn họ đáng sợ cỡ nào. Người của Thiên Lam Tiên Quốc và Chí Tôn Kiếm Phái thích mình xuất chiến, tất nhiên là hy vọng hắn chết trận. Cho dù không chết trận giết được đối phương thì cũng sẽ đắc tội với các đại yêu, nếu như hắn cứ tiếp tục chiến đấu một mình, người của thế lực tiên vực khác không ra tay. Hắn sẽ một mình đắc tội hết với toàn bộ đại yêu, vậy thuần túy là đúng ý của đám cừu địch Thiên Lam Tiên Quốc và Chí Tôn Kiếm Phái, chẳng khác gì là tìm chết. Tần Vấn Thiên tin rằng, khi rất nhiều đại yêu muốn cái mạng của hắn thì những người đó chẳng những sẽ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí còn có thể ở sau lưng đâm lén một đao, chỉ có khiến mọi người cùng nhau đối phó với man hoang đại yêu thì mới là chính đạo. Tần huynh có thực lực như vậy, sao không đánh thêm mấy trận, dẹp tan uy phong của những man hoang yêu tộc đó, dành về vinh quang cho tiên vực ta. Quả nhiên, Tần Vấn Thiên vừa bước ra khỏi đài chiến đấu, liền nghe thấy Thiên Lam Tiên Quốc có tiên vương mở miệng nói, đúng vậy, Tần huynh chẳng lẽ không muốn cống hiến thêm một phần lực lượng cho tiên vực à, Chí Tôn Kiếm Phái có cường giả phụ họa. Tần Vấn Thiên đảo mắt nhìn sang, lạnh lùng nhìn người đó, nói, lúc trước tự mình không lên đài mà khích bác ta xuất thủ thì cũng thôi đi, hiện giờ ta đã chiến thắng một trận, các ngươi vẫn nói như thế, có phải là muốn ta một mình giải quyết hết man hoang yêu tộc không? Vậy tiên vực cần các ngươi làm gì? Hay là Thiên Lam Tiên Quốc và Chí Tôn Kiếm Phái các ngươi cuốn xéo rồi tuyên bố giải tán đi, gia nhập Thiên Biến Tiên Môn, thế nào? Không muốn xuất chiến thì thôi, Tần huynh việc gì phải nói năng khó nghe như vậy? Có người châm chọc, đây hình như đâu phải chuyện của một mình hắn. Chỉ thấy lúc này có người nghe không nổi nữa, người lên tiếng chính là mỹ nữ tuyệt sắc của Giao Thai Tiên Cung. Nàng ta nhìn về phía Thiên Lam Tiên Quốc và Chí Tôn Kiếm Phái, man hoang yêu tộc uy hiếp đến đây, các ngươi không nghĩ tới chuyện chống địch mà lại cứ khích bác để người khác một mình xuất chiến, thế lực đỉnh cấp phía đông tiên vực lưu lạc đến mức này sao? Người của Thiên Lam Tiên Quốc và Chí Tôn Kiếm Phái thật là hèn nhát, lại có người châm chọc, nhìn không vừa mắt người của hai thế lực lớn này. Tần Vấn Thiên coi như là đã trút được giận cho phía tiên vực, vậy mà người của hai thế lực lớn này lại cứ muốn nội chiến. Hận không thể khiến Tần Vấn Thiên chết trận, đúng là lòng muôn dạ thú. Được rồi, chỉ thấy một vị tiên đế của Bách Luyện Thánh Giáo nói, đừng để man hoang yêu tộc chê cười, đã nói là các thế lực đỉnh cấp đều phải phái ngươi ra chiến đấu, nếu Tần Vấn Thiên đã xuất chiến, như vậy các thế lực lớn phía đông tiên vực bắt đầu làm gương đi, tiếp theo ai ra đánh? Ánh mắt của rất nhiều người đều hướng về phía Chí Tôn Kiếm Phái và Thiên Lam Tiên Quốc, người của hai thế lực lớn này mắt nghiêm lại, có người phát ra tiếng hừ lạnh, có điều lúc này, từ bên trong đám người của Chí Tôn Kiếm Phái một đạo thân ảnh đi ra, người này có tu vi rất đáng sợ, tiên vương trung giai đỉnh phong, hắn mặc quần áo hình kiếm đơn giản, ánh mắt cũng như kiếm, người ta tu hành sẽ khiến khí chất biến hóa,
khí chất cả người hắn đã giống như là một thanh kiếm. Hơn nữa là một thanh kiếm vô kiên bất tồi, lúc bước ra, tuy không có khí tức tỏa ra ngoài, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác được nhuệ khí mãnh liệt. Rất nhiều người của Chí Tôn kiếm phái khi nhìn về phía hắn đều lộ ra kính ý, càng thể hiện rõ sự phi phàm của người này. Lần này người từ các địa phương khu vực của tiên vực đều hội tụ ở một nơi, lại phải đối mặt với man hoang yêu tộc cường thế. Có lẽ, trong thế lực lớn có một số nhân vật đứng đầu, xuất hiện trước mặt người đời. Nam Hoàng Minh Nguyệt nói khẽ, Tần Vấn Thiên đang đi về chỗ, nghe thấy lời nói của Nam Hoàng Minh Nguyệt thì gật đầu. Nhân vật tiên đế cực kỳ nổi danh mới có thể danh chấn thiên hạ, cho dù là danh khí của tiên vương thì cũng chỉ giới hạn ở một góc nào đó. Dù sao tiên vực cũng quá lớn, các thế lực lớn tất nhiên đều có người vô cùng kiệt xuất. Lần này có khả năng là sẽ được nhìn thấy, người này là nhân vật tuyệt đại trình độ tiên vương của Chí Tôn kiếm phái, tên là Thượng Quan Kiếm Nhất, từng tu hành trong Thiên Đạo Thánh Viện, Nam Hoàng Minh Nguyệt lại nói. Tần Vấn Thiên gật đầu, lúc trước Nam Hoàng Minh Nguyệt có lẽ cũng tu hành ở trong Thiên Đạo Thánh Viện, bởi vậy biết được một số nhân vật thiên kiêu đỉnh cấp trình độ tiên vương, Thượng Quan Kiếm Nhất của Chí Tôn kiếm phái đi lên đài chiến đấu, mắt khép hờ, vô cùng lặng lẽ. Vào lúc này thiên địa giống như trở nên yên tĩnh, một màn này khiến cho người ta cảm thấy người này rất đáng sợ. Cường giả của yêu tộc mắt lóe sáng, lần này bọn họ chờ người của tiên vực bước ra trước, chính là muốn quan sát đã rồi mới chọn lựa cường giả yêu tộc xuất thủ giết chết đối thủ. Thượng Quan Kiếm Nhất này khiến cho bọn họ cảm nhận được sự uy hiếp. Trầm, chỉ thấy một thao thiết cất bước đi ra, hắn vô cùng hung bạo, cả người lộ ra khí chất đáng sợ, chính là mãnh thú cực kỳ nổi danh của man hoang. Hắn tuy rằng đã hóa thành hình người, nhưng vị trí mắt rất thấp, hắn nếu biến hóa lại thành yêu thì mắt phải là ở dưới nách. Thao thiết phát ra một tiếng gầm trầm thấp, ánh mắt đó chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, nhưng mà Thượng Quan Kiếm Nhất vẫn nhắm mắt, giống như hắn trước giờ đều như vậy, đứng ở đó giống như là duy nhất trong thiên địa. Trầm, thao thiết hai chân dậm mạnh xuống đất, cảm nhận được uy hiếp, hắn hóa thành hình thái vốn có, lập tức một hình thái mãnh thú man hoang vô cùng to lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Vô cùng khủng bố, bộ phận sau nách càng lộ ra vẻ đáng sợ. Trầm, lại một tiếng nổ vang lên, thao thiết hạ xuống đài chiến đấu, lao về phía trước, tự hồ đang quan sát Thượng Quan Kiếm Nhất. Trong nháy mắt này, kiếm uy vô tận đột nhiên bao phủ khắp không gian, chỉ có kiếm uy và kiếm ý, hư vô mờ mịt, vô ảnh vô hình, không biết kiếm này khi nào thì sinh ra, uy lực sẽ mạnh cỡ nào. Thượng Quan Kiếm Nhất không phải là tên thật của hắn, mà là tên hiệu, Kiếm Nhất Kiếm Nhất. Hắn giết người chỉ đâm ra một kiếm, vù vù vù, kiếm ý cuốn tới, trên người Thượng Quan Kiếm Nhất không hề có vòng sáng quá mạnh mẽ, nhưng thao thiết này lại phát ra tiếng gầm, cảm nhận được sự uy hiếp rất mãnh liệt, hắn bắt đầu trở nên nóng nảy, chạy về phía trước lao tới giết Thượng Quan Kiếm Nhất. Gừ, một tiếng gào khủng bố sắc bén có thể đâm thủng màng tai, chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của người khác vang lên, nhưng Thượng Quan Kiếm Nhất lại giống như không cảm thấy gì, hắn vẫn đứng đó, cả người hắn đang chấn động. Bị tiếng gầm và cú dậm lên đài chiến đấu của thao thiết chấn cho cả người run run, vù vù, tiếng rít bén nhọn càng mạnh hơn truyền ra, ngàn vạn kiếm ý đó đột nhiên biến hóa, hóa thành nhuyễn kiếm vô cùng vô tận, gào thét xoay nhanh quanh người thao thiết, nhưng mà lại vẫn không phát động công kích, mà là càng tụ càng đáng sợ, cơ hồ là sẽ hội tụ thành thế giới kiếm hình khủng bố, muốn cuốn thao thiết vào bên trong. Thao thiết gầm lên công kích, nhưng mà kiếm ý này giống như hư vô, công kích của hắn không ngờ không thể chạm đến được, kiếm ý vô cùng vô tận đó chỉ theo sự di động của hắn mà càng tụ càng mạnh, cuối cùng tới một mức cường thịnh, hóa thành nhà tù kiếm, triệt để bảo phủ lấy thân thể của thao thiết. Gừ, thao thiết ở bên trong phát ra tiếng gầm vang trời, hắn không tiếp tục phát động công kích về phía Thượng Quan Kiếm Nhất nữa mà là xoay người bỏ chạy, nhưng lúc này, Thượng Quan Kiếm Nhất lại động, trên người bộc phát ra một đạo kiếm quang rực rỡ, hắn chém ra một kiếm, hiệu lệnh ngàn vạn kiếm ý. Trong phút chốc, nhà tù kiếm mang vào kiếm uy Chí Tôn cuốn về phía thân thể thao thiết, chỉ trong nháy mắt, máu tươi bắn ra, tiếng kêu thảm vang trời. Thân hình khổng lồ của thao thiết dần dần bị nhà kiếm ăn mòn, rất nhanh liền triệt để biến mất không thấy đâu. Trên đài chiến đấu, kiếm ý vẫn phát ra những tiếng rít sắc bén, sau đó thì chậm rãi biến mất. Các cường giả của tiên vực mắt sáng rực, sức chiến đấu mạnh quá. Xem ra, các thế lực đỉnh cấp của tiên vực bắt đầu hành động thật rồi, xuất động nhân vật thiên kiêu xuất chúng có chiến lực mạnh nhất, cường giả của yêu tộc thần sắc khó coi, không ngờ bị nhân loại áp chế ngược lại. Hiện giờ xem như là 2 thắng 2 bại, bọn họ không chiếm được tiện nghi, ai đi xuất chiến, Bạch Trạch yêu đế bình thản lên tiếng,
chỉ thấy một đạo thân ảnh của tà thần tộc đi ra, hắn giống như tà vương Chí Cường, bước vào đài chiến đấu, đợi cường giả của tiên vực tới chịu chết. Lần này, Thiên Lam Tiên Quốc có một vị tiên vương cùng cảnh giới ứng chiến, cường giả của tà thần tộc am hiểu nhất là lực lượng tà ác, hủy diệt, đầu độc, ăn mòn, mê hoặc, khống chế. Hắn là tà thần tộc, lực lượng càng tà ác thì bọn họ càng tu hành. Tiên vương của Thiên Lam Tiên Quốc đó tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn chết thảm trong tay đối phương, bị cường giả của tà thần tộc trực tiếp nuốt vào trong miệng rồi tiêu hóa. Phía nhân loại, nhân vật tuyệt đại của các thế lực đỉnh cấp lục tục xuất chiến, Man Hoang đại yêu cũng phái ra đại yêu khủng bố, không ngờ mỗi bên đều có thắng có bại. Những Man Hoang đại yêu đó cực kỳ đáng sợ, bất kỳ một vị đại yêu nào đi ra cũng đều có thiên phú đặc hữu kinh người của yêu tộc, bọn họ là thánh thú của Man Hoang, là Man Hoang chi vương. Nhưng bên phía nhân loại cũng xuất hiện một số nhân vật tuyệt thế kinh người, Thượng Quan Kiếm Nhất của Chí Tôn Kiếm Phái vô cùng lợi hại, Xạ Nhật Tiên Quốc có một vị tiên vương siêu cấp lợi hại, mỗi mũi tên bắn ra đều là đoạt mệnh, truy hồn, tru tâm. Tiên Quốc có một tiên vương khủng bố, đúc ra lĩnh vực quy tắc Sâm La Địa Ngục, uy lực vô cùng. Nhưng mà dù vậy, yêu tộc vẫn chiếm được ưu thế chiến đấu, nhưng muốn triệt để liên thủ ép sập sự liên thủ của các thế lực đỉnh cấp tiên vực thì lại không phải là việc dễ dàng. Đủ rồi, các ngươi bại nhiều thắng ít, nên rút khỏi Đoạn Thiên Thành rồi đó. Bạch Trạch nữ yêu đế lạnh lùng lên tiếng, tiên đế của phía Bắc tiên vực đáp lại, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, nhân vật kiệt xuất nhất của tiên vực ta có thể liên tục xuất chiến. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bọn họ có thể chống lại được nhân vật mạnh nhất của yêu tộc chúng ta à? Một siêu cấp cường giả của Bằng Hoàng tộc lạnh lùng nói, không thử thì làm sao biết được, đại đế tiên vực đáp lại. Hắn cảm thấy, những người của yêu tộc này nóng lòng muốn đuổi họ khỏi Đoạn Thiên Thành nhất định là vì có đại sự. Đúng lúc này thân thể Tần Vấn Thiên khẽ rung lên, hắn cảm giác được sự kêu gọi của tiểu hỗn đảng. Cơ hồ là đồng thời, Bạch Trạch nữ yêu đế thần sắc cũng thay đổi, nói, nếu không rút khỏi Đoạn Thiên Thành, Man Hoang đại yêu chúng ta sẽ khởi xướng công kích. Nàng ta vừa dứt lời, yêu thú nhiều vô tận ở đằng sau đồng thanh gầm lên, cả trời đất phải rung chuyển theo. Mà lúc này, ở địa phương nơi nào đó trong Man Hoang thập vạn đại sơn, đột nhiên trời đất biến ảo, đại địa nứt ra, một cổ yêu khí chí cường sộc thẳng lên trời, tỏa ra tích xa. Chung quanh khu vực đó lại càng có nhiều yêu thú hơn so với bên ngoài, bao gồm cả những chủng tộc yêu thú cường đại, thậm chí là Man Hoang yêu tộc mạnh hơn tụ tập ở đây, nếu để người của tiên vực nhìn thấy thì tất nhiên sẽ rúng động. Ở một nơi nào đó sâu trong Man Hoang thập vạn đại sơn, thiên địa rạn nứt, giống như có một cổ khí tức Man Hoang từ viễn cổ trào ra, cường đại đến mức bất khả tư nghị. Ánh mắt của các đại yêu ở chung quanh trở nên sắc bén không cùng, thân hình run rẩy, các yêu thú cấp thấp hơn thì thậm chí phủ phục xuống đất, cả người không ngừng run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ, giống như sắp xuất hiện sẽ là cảnh tượng khủng bố. Khe nứt trong thiên địa càng lúc càng khủng bố, trời nứt ra, đại địa cũng bị xé toang, từng khe nứt lan dài ra, không ngừng mở rộng. Ở phía trước, chỗ hư không nứt toát lờ mờ xuất hiện một luồng ánh sáng đến từ thời đại viễn cổ, nó dần dần sáng lên, lực lượng khủng bố trong thiên địa càng trở nên đáng sợ hơn. Lúc này, rất nhiều đại yêu cổ tộc vây lại cùng một chỗ, toàn bộ đều hiện ra hình thái vốn có. Trong đó có một đại yêu có 9 cái đầu, mỗi một cái đầu đều có một đôi mắt đáng sợ, nhìn chằm chằm về phía trước. Cái đầu giống như là thần ngao, vô cùng hung bạo, lại lộ ra khí tức bá đạo tuyệt đỉnh. Thân thể của hắn lờ mờ chiếu ra hào quang màu vàng kim đáng sợ, khí tức khủng bố tới cực điểm được phóng thích ra ngoài, chung quanh không có bất kỳ yêu thú nào dám tới gần, chỉ độc có trên vai hắn là có một tiểu yêu cả người trắng muốt, tự hồ đang vô cùng dương dương tự đắc, mắt mở to quan sát tất cả những gì đang phát sinh trước mắt, đồng thời cũng kêu gọi một người nào đó. Bên cạnh tiểu gia hỏa này này còn có một con chu tước màu đỏ, bởi vì thân hình của đại yêu đang bao bọc tiểu tử kia quá khổng lồ, giống như một tòa núi cổ. Bởi vậy tiểu gia hỏa này và chu tước càng trở nên nhỏ bé, không hề bắt mắt, cơ hồ là trực tiếp bị người ta bỏ qua. Tổ hợp này thật sự là có chút kỳ quái, tiền bối, thật sự có yêu thần sơn sao? Tiểu tử kia cất giọng rất ngây thơ, đang hỏi tồn tại vô cùng khổng lồ đó. Đương nhiên là có rồi, người của Bạch Trạch nhất tộc am hiểu thuật tiên đoán, bọn họ biến ảo vô cùng, có thể biết được thiên cơ. Tộc trưởng của Bạch Trạch nhất tộc đã đoán rằng Man Hoang sẽ có đại biến, yêu thần sơn xuất hiện. Man Hoang thập vạn đại sơn sẽ có bạo động, sẽ đản sinh ra rất nhiều đại yêu tuyệt thế khủng bố, thực lực của toàn bộ Man Hoang thập vạn đại sơn sẽ đề thăng lên một tầng. Đại yêu đó lên tiếng, tiểu hỗn đản mắt chớp chớp, nói, đây là yêu thần sơn à,
thật là rúng động, có phải có đại bảo bối gì không, nếu nhân loại tới thì liệu có thể giành được hay không? Ngươi đang nghĩ gì thế? Yêu Thần Sơn là thánh sơn của Man Hoang ta, vô số năm qua hiếm khi xuất hiện lấy một lần. Một khi xuất hiện thì tuyên bố rõ là thiên địa có đại biến, sẽ có đại sự phát sinh, Man Hoang sẽ phải rung chuyển. Thánh sơn của Man Hoang thập vạn đại sơn ta, nhân loại chạy tới thì có ích lợi gì, chỉ tổ vướng chân vướng tay phá hoại thánh sơn của chúng ta mà thôi. Bởi vậy hy vọng đám người ở bên ngoài có thể tạm thời đuổi nhân loại khỏi Đoạn Thiên Thành. Những người này rất giảo hoạt, còn có rất nhiều cường giả lợi hại, muốn đuổi họ đi e là không dễ đâu. Tiểu tử kia mắt chớp chớp nói, hừ, ngươi nói rất đúng, nhân loại đích xác rất giảo hoạt tham lam, tất nhiên sẽ dòm ngó Man Hoang thánh sơn, muốn đuổi đi bọn họ là không dễ dàng, có điều cũng chỉ là thử mà thôi. Cho dù là bọn họ thật sự tới thì có ngại gì, khiến bọn họ tất cả phải chôn vùi ở Man Hoang ta, có đến mà không có về, sau đó càn quét tiên vực, đánh vào thế giới nhân loại, yêu giới và nhân loại cùng tồn tại, khiến cho cả tiên vực sẽ hóa thành Man Hoang đại địa. Lời nói của đại yêu này vô cùng bá đạo, thực lực của hắn cũng mạnh mẽ đến cực điểm. Thế à, có nhân loại mang theo huyết mạch yêu thú vô cùng lợi hại đi vào thì yêu thần sơn này có hữu dụng không? Tiểu tử kia nói thầm, tự hồ căn bản không quan tâm Man Hoang yêu tộc sẽ cường thịnh như thế nào, tâm tư hoàn toàn không đặt ở đây. Man Hoang có cường đại hay không thì liên quan rắm gì tới hắn? Hắn lúc này đang nghĩ xem mình có thể mò vớt được gì, có điều đi theo bên cạnh tiền bối này, hẳn là sẽ không tồi. Ai bảo tiền bối này nói mình và hắn là người cùng tộc, hơn nữa còn là chủng tộc sắp tuyệt chủng ở tiên vực rồi. Biết sao được, chủng tộc thái cổ chính là rất thưa thớt. Tiểu gia hỏa ngươi, trong đầu đang nghĩ gì thế, chuyện của nhân loại ngươi không cần phải để ý tới. Lần này nghĩ biện pháp kiếm được càng nhiều lợi ích càng tốt, yêu thần sơn rất hiếm gặp, mỗi lần xuất hiện đều có thể sinh ra nhân vật như yêu thần, đây chính là một cơ hội để Man Hoang quật khởi, ngươi thân mang huyết thống tối cao. Tương lai ngươi nếu thành yêu thần, nhất định phải tới thế giới khác, tìm kiếm người của tộc ta, phục hưng tộc ta. Đại yêu giọng nói lộ ra vẻ già nua, có thể thấy được tuổi của đại yêu này chắc cao lắm rồi. Ừ, tiểu hỗn đản trả lời, có điều vẫn lộ ra có chút không yên lòng. Phía trước, quang hoa càng lúc càng mạnh xuất hiện, trong không gian khai thiên tích địa kia giống như có một tòa thần sơn đang lấp lánh hiện ra trong hư vô. Đó là yêu thần sơn à? Tiểu tử kia nói nhỏ, ừ. Lời tiên đoán của Bạch Trạch nhất tộc là đúng, thần sơn xuất hiện rồi, Man Hoang thánh sơn hiện thế, tương lai đại thế của yêu tộc tới rồi, từ nay về sau, Man Hoang sẽ xưng bá. Gừ gừ gừ, chỉ thấy yêu thú vô cùng vô tận chạy về bên này, phát ra tiếng gầm, nhìn tòa thần sơn đang xuất hiện rồi quỳ lạy. Đây là truyền thuyết yêu thần của Man Hoang bọn họ, là thần sơn, là thánh địa, vô số năm mới xuất hiện một lần, hiện giờ đã xuất hiện, có điều... Thần sơn này tự hồ vẫn chưa thành hình, vẫn đang biến ảo, thần bí khó lường lộ ra khí tức cổ xưa. Thần sơn này kéo dài đến bên trong không gian hư vô, không biết có bao xa, giống như sâu khôn cùng, nhìn thì gần trong gang tấc, nhưng bọn họ đều minh bạch, thần sơn là sâu không lường được. Khi bên này sinh ra động tĩnh lớn, yêu thần sơn hiện thế, toàn bộ Man Hoang đại địa đều chấn động, từng cái khe nứt ra đang điên cuồng lan rộng khắp toàn bộ Man Hoang đại địa, giống như là mạng nhện. Vô cùng vô tận, nơi giáp giới giữa Man Hoang thập vạn đại sơn và tiên vực, ngoài Đoạn Thiên Thành, yêu tộc và nhân loại đang chiến đấu ở đây cũng chấn động, bọn họ đều cảm giác được sự chấn động đáng sợ từ sâu trong Man Hoang đại sơn, mặc dù có đại yêu nhiều vô kể chắn ở đó, nhưng bọn họ vẫn cảm giác được Man Hoang đang rung chuyển, cảm giác được bên trong đang phát sinh biến hóa đáng sợ, rất nhiều cường giả của tiên vực sắc mặt thay đổi, nhất là những nhân vật tiên đế, bọn họ ai nấy thần sắc vô cùng ngưng trọng. Mà người của yêu tộc thì lờ mờ có chút không kiềm chế được, bọn họ trong lòng đang mắng thầm những tộc nhân của mình. Kỳ thực, người của bọn họ ở chỗ này không phải là hạch tâm tuyệt đối của các tộc, mà là được phái tới đây để hoàn thành nhiệm vụ. Nhân vật vương tộc thật sự mạnh nhất của các đại yêu tộc vẫn ở Sơn Mạch, đợi thánh địa yêu thần Sơn xuất hiện. Hiện giờ, Man Hoang chấn động, cho dù là ở tận bên này cũng cảm nhận được. Bọn họ biết sắp phát sinh chuyện gì. Bởi vậy căn bản không còn đặt tâm tư ở đây nữa, tâm đã bay về sâu trong Man Hoang rồi, Man Hoang đại sơn rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có nhân vật tiên đế ánh mắt sắc bén đến cực điểm, cuối cùng cũng ý thức được chuyện có thể còn lớn hơn so với những gì mà bọn họ tưởng tượng. Đám người của yêu tộc mắt lấp lánh, lộ ra có chút không bình tĩnh, căn bản là không muốn chiến đấu nữa. Bọn họ lờ mờ ý thức được, những đại yêu vô cùng cường đại mà bọn họ nhìn thấy ở đây có thể là chỉ được phái tới để cầm chân lực lượng của bọn họ,
Nếu có thể chấn nhiếp được bọn họ rồi đuổi khỏi Đoạn Thiên Thành thì đương nhiên là không thể tốt hơn. Cái đó không cần tiên vực các ngươi quan tâm, việc của Man Hoang ta không đến lượt nhân loại các ngươi hỏi đến. Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, các ngươi nếu thật sự rút khỏi Đoạn Thiên Thành, vậy đại quân của Man Hoang yêu tộc ta sẽ thật sự tấn công vào thế giới của nhân loại tiên vực. Bạch Trạch nữ yêu đế lạnh lùng lên tiếng, nàng ta tựa hồ là nhân vật duy nhất vẫn có thể giữ được bình tĩnh, các đại yêu khác thì đều lộ ra có chút kích động, đều muốn rời khỏi đây. Truyền thuyết hiện thế, yêu thần sơn xuất hiện, Man Hoang nghênh đón thời đại mới. Các tộc của yêu giới nghênh đón một cơ hội, thậm chí có thể sẽ có yêu thần đản sinh, thống ngự Man Hoang. Bùng, chỉ thấy có mấy đạo quang mang bắn ra, không ngờ trực tiếp bỏ qua các cường giả của yêu tộc mà lao vào trong Man Hoang đại sơn. Mấy đạo thân ảnh đó nhanh đến mức bất khả tư nghị, đều là nhân vật tiên đế luôn ẩn thân, cảm giác được Man Hoang đang phát sinh đại sự, bọn họ không thể bình tĩnh được nữa, muốn tiến vào xem thế nào. Tần Vấn Thiên hai mắt sắc bén, lấp lánh ánh sáng chân ngã, hắn nhìn đại yêu đối diện, cảm nhận được bọn họ không hề có ý chí chiến đấu, đều muốn rời khỏi đây. Hơn nữa tiểu hỗn đảng vẫn đang kêu gọi hắn, hắn đương nhiên cũng biết, Man Hoang đang phát sinh đại sự kinh người. Man Hoang sắp đại biến rồi mà các ngươi còn ở đây cản chúng ta làm gì? Nhân vật tiên đế cường đại thật sự đã xông vào trong Man Hoang thế giới, các ngươi cũng không cản bọn họ. Võ tu nhân loại chúng ta thì không có vấn đề gì, nhưng các ngươi mà bỏ lỡ cơ hội lần này thì chỉ sợ sẽ không còn cơ hội cuộc khởi đâu, sẽ bị các yêu thú khác dẫm nát dưới chân đó. Tần Vấn Thiên cảm nhận được cảm xúc của những yêu thú này, mở miệng khích tướng. Tuy rằng biết rõ dụng ý của Tần Vấn Thiên, nhưng những đại yêu này trong lòng vẫn chấn động kịch liệt. Các ngươi cam tâm bị người áp chế, bị phái tới đây trấn áp nhân loại tiên vực ta, mà những yêu thú ra lệnh cho các ngươi đến đây thì lại ngồi nhà mắt ăn bát vàng à? Tần Vấn Thiên lên tiếng thăm dò. Quả nhiên, người của yêu tộc thần sắc biến đổi, tự hồ có chút không cam lòng, những đại yêu này đều là hạng kiêu ngạo. Tuy rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì bọn họ cũng có thể trở về, nhưng hiện giờ những nhân loại này khó chơi như vậy. Bọn họ đã không nén nổi mà muốn quay về xem chốn truyền thuyết rồi. Bạch Trạch nữ yêu đế nhìn thoáng qua chư yêu, trong lòng thở dài một tiếng, xem ra tất cả đều giống như là tiên đoán. Nàng ta thở dài nói, rút. Nàng ta vừa dứt lời, lập tức dê rất nhiều đại yêu điên cùng chạy về, giống như từng đạo tia chớp, như là đang tiến hành sinh tử đào vong. Quá nhanh, nhanh đến mức bất khả tư nghị, bằng hoàng tộc sải cánh chim, như che trời phủ đất, cánh chim chớp động mấy cái đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Những yêu thú này không ngờ gấp tới vậy, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì? Có người kinh thán, đi xem thử. Các thân hình lấp lánh, chạy vào trong Man Hoang, theo một đường đi về phía trước, bọn họ nhìn thấy ở một nơi rất xa lờ mờ có một tòa thần sơn xuất hiện trong thiên khung. Ánh sáng của tòa thần sơn này đang bao phủ toàn bộ Man Hoang đại địa, gieo rắc quang huy của nó. Những yêu thần đó ngăn cản chúng ta kỳ thật chỉ là để cầm chân cường giả tiên vực chúng ta, không cho chúng ta đến Man Hoang phá hỏng những gì đang diễn ra. Mọi người thấy một màn này thì trong lòng run lên, càng đi về phía trước, nội tâm của họ càng như đang thét gào. Yêu thần sơn xếp thứ nhất trong truyền thuyết của Man Hoang đã xuất hiện. Có người kinh hô, trời ạ, Man Hoang sắp sửa nghênh đón thời đại mới. Tiên vực chúng ta thảm rồi, người bình thường của tiên vực có lẽ không biết về yêu thần sơn, nhưng tiên đế của tiên vực, nhất là đại đế ở phía bắc tiên vực, bọn họ vẫn biết được một chút về truyền thuyết của Man Hoang thập vạn đại sơn. Nhất là truyền thuyết về yêu thần sơn xếp thứ nhất trong đó, có sách cổ ghi lại, trong dòng sông dài lịch sử vô tận của Thanh Huyền tiên vực, nhân loại và yêu thú tiên vực từng va chạm rất nhiều lần, có nhân vật mạnh mẽ nhất thống Thanh Huyền tiên vực, thậm chí thống trị cả Man Hoang. Đương nhiên, cũng có người không có hứng thú với thế giới Man Hoang, ở những thời đại đó, có nhân vật võ tu tiên vực xông vào bên trong Man Hoang tìm kiếm các yêu thú làm tọa kỵ, uy phong hiển hách, lại có thời đại khác. Man Hoang xuất hiện đại yêu kinh thế, phản sát nhân loại, xông vào trong khu vực của nhân loại mà tàn sát bừa bãi. Cuối cùng, hai bên hình thành sự cân bằng nào đó, lấy lãnh thổ làm biên giới, Man Hoang thập vạn đại sơn giống như được cắt ra từ thế giới nhân loại tiên vực, lịch sử này so với vạn ma đảo còn cổ xưa hơn. Nhưng từ trong sách cổ truy ngược dòng lịch sử thì có thể đọc được rất nhiều truyền thuyết về Man Hoang, mà trong những truyền thuyết này, truyền thuyết về yêu thần sơn là truyền thuyết xếp hạng đầu. Là truyền thuyết thần thoại nhất của Man Hoang yêu tộc. Theo ghi chép, mỗi lần khi yêu thần sơn xuất hiện, Man Hoang yêu tộc trong thập vạn đại sơn sẽ nghênh đón một thời đại mới, Man Hoang chư yêu sẽ lột xác, các cường tộc sẽ xuất hiện, đản sinh ra nhiều Man Hoang vương tộc hơn.
thậm chí có thể sẽ xuất hiện tồn tại yêu thần cường đại không gì sánh được, nhất thống man hoang thập vạn đại sơn. Nếu man hoang có lòng ngấp nghé đối với tiên vực thì khi đó sẽ là tai nạn của tiên vực. Một khi man hoang thập vạn đại sơn nghênh đón thời đại mới, tất sẽ xông vào địa bàn của nhân loại tiên vực là điều chắc chắn không phải nghi ngờ. Chỉ là cụ thể sẽ tan hoang đến mức nào thì chưa rõ mà thôi. Thiên đạo thánh viện của tiên vực ta xuất hiện chỉ trăm năm thì man hoang yêu thần sơn cũng xuất hiện. Tiên vực trong tương lai thật sự sẽ phát sinh đại sự, cũng không biết là phúc hay họa, cuối cùng sẽ phát triển theo phương hướng nào. Có nhân vật tiên đế cảm khái nói, đúng vậy, đại thời đại đến rồi, tương lai của tiên vực đã được định trước là không thể bình tĩnh. Đi, tới yêu thần sơn xem thử, những man hoang đại yêu này hiện giờ đều đang điên cuồng lao về phía yêu thần sơn, căn bản không có ai ngăn cản chúng ta. Lúc trước bọn họ tới đây chỉ sợ là do biết yêu thần sơn sắp hàng lâm, sợ bị người của tiên vực chúng ta phá hoại mà thôi. Từ man hoang đại yêu kính yêu thần sơn như kính thần minh, vô cùng thành kính. Yêu thần sơn xuất hiện, đối với bọn họ là một nghi thức chí thánh, không cho phép bất kỳ ai quấy rầy, tất nhiên là không cho người của tiên vực chúng ta đặt chân vào. Nếu là lúc trước chúng ta xông vào trong man hoang, chỉ sợ là những đại yêu đỉnh cấp của yêu tộc thật sự sẽ trực tiếp khai chiến. Chẳng trách lúc trước trong những người này chỉ có mấy vị yêu đế, thì ra, đều đang chờ đợi yêu thần sơn hiện thế. Rất nhiều thanh âm truyền ra, lập tức liền thấy từng đạo thân ảnh lục tục bước ra, đi sâu vào trong man hoang thập vạn đại sơn. Tần huynh, chúng ta cũng vào xem thử. Yêu thần sơn là truyền thuyết tối thượng của man hoang thập vạn đại sơn, là vạn yêu thần sơn. Nam Hoàng Minh Nguyệt thấp giọng nói với Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên gật đầu, chẳng trách tiểu hỗn đảng lúc trước kêu gọi hắn vào. Tiểu gia hỏa đó rất khôn khéo, hắn từ nhỏ đã do mình dùng máu tươi nuôi lớn, tất nhiên biết trong cơ thể mình có huyết mạch của đại yêu, bởi vậy mới gọi hắn đến, hy vọng hắn cũng có thể lấy được lợi ích gì đó. Yêu thú nhiều vô cùng dàn hàng ở các dãy núi giả biến mất không thấy đâu. Yêu thần sơn xuất hiện, bọn họ cũng phải tới hành hương, các yêu thú có linh trí tất nhiên biết ý nghĩa của yêu thần sơn, tuy rằng hiện giờ bọn họ chỉ là yêu thú huyết mạch thấp, nhưng yêu thần sơn có thể khiến yêu thú lột xác. Đây là một lần kỳ ngộ hiếm có, tuy rằng cơ hội xa vời, nhưng bọn họ vẫn có một chút khả năng có thể thực hiện được. Quang huy càng lúc càng rực rỡ, trải khắp thiên địa, thần sơn vươn ra sừng sững ở man hoang thập vạn đại sơn, vô cùng thần thánh, giống như thần sơn từ trên trời giáng xuống, vô cùng thâm thúy. Chỉ thấy cường giả yêu tộc nhiều vô kể thuận theo đường cổ của thần sơn sáng rực đi vào bên trong, ai nấy đều thành kính và kích động. Thần sơn không hổ là truyền thuyết, không ngờ trực tiếp ở trong man hoang mở ra một vùng không gian, có rất nhiều đường cổ đi thông vào trong đó. Các võ tu nhân loại một đường lướt tới, nhanh như chớp, một nhân vật cường giả tiên đế dẫn đầu hàng lâm, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ, cũng thấy yêu thú nhiều vô cùng vô tận giống như thủy triều dồn về đây, sau đó xông vào bên trong yêu thần sơn, tỏa về các phương hướng. Thần sơn này tự hồ có thể chứa được man hoang yêu thú vô cùng vô tận, nhân loại, cả gan bước vào man hoang thần sơn ta. Muốn chết à, chỉ thấy một vị nhân vật yêu đế nhìn tiên đế nhân loại hàng lâm trong hư không một cái rồi lạnh lùng lên tiếng. Có điều hắn cũng không định ngăn cản, trực tiếp cất bước vào trong thần sơn. Rất nhiều nhân vật tiên đế đều do dự, yêu thần sơn này tuy rằng là truyền thuyết số một của man hoang, nhưng dù sao cũng là thánh địa của thế giới man hoang, bọn họ bước vào trong đó, không biết sẽ gặp phải gì. Trong sách cổ có ghi chép gì về võ tu nhân loại bước vào yêu thần sơn không? Có người nhìn về phía một vị nhân vật tiên đế của Bắc Minh Tiên Triều. Nhân vật tiên đế đó đứng trong hư không, trường bào tung bay, thấp giọng nói, có điều ghi chép rất ít, từ những ghi chép này có thể thấy được, nếu có cơ duyên thì nhân loại cũng có thể có được lợi ích trong thần sơn, nhưng không thể đánh đồng với lợi ích mà chư yêu của man hoang có thể có được. Khó trách bọn họ không hề ngăn cản, để mặc chúng ta đi vào. Có tiên đế nói, có điều, nếu đã đến rồi thì bất kể là thế nào cũng phải xem thử bí mật của man hoang thần sơn. Có người cảm khái nói, bọn họ đã tới cảnh giới tiên đế, hiện giờ muốn tiến thêm mỗi một bước về phía trước đều khó như lên trời, thường xuyên tới bên trong một số bí cảnh của tiên vực để thăm dò. Hiện giờ, truyền thuyết số một của man hoang xuất hiện trước mặt bọn họ thì sao có thể bỏ qua được? Ha ha, tất nhiên là vậy rồi. Chỉ thấy từng vị nhân vật tiên đế cất bước đi vào bên trong thần sơn, không chút do dự. Bọn Tần Vấn Thiên cũng tới vùng này, rất nhiều võ tu đến từ tiên vực, đều là nhân vật tiên vương cường đại của các thế lực lớn, bọn họ nhìn thần sơn trước mắt, ánh mắt lấp lánh, liên hệ của tiểu hỗn đảng và ta không ngờ đã biến mất, hắn chắc đã bước vào bên trong thần sơn rồi, Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng. Lập tức,
chỉ thấy từng đạo thân ảnh trực tiếp xông vào trong thần sơn, đều là những tiên vương kiệt xuất nhất, càng là nhân vật lợi hại thì càng hy vọng được lịch lãm, được kiến thức thế giới rộng lớn hơn. Đương nhiên, còn có đại yêu ở phía tây tiên vực, người của Thiên Bằng tộc và Bạch Hổ tộc, bọn họ đối với yêu thần sơn cũng có khát vọng đến cực điểm. Đi thôi, Tần Vấn Thiên lên tiếng, hắn và Trường Thanh Long Hạo cùng với người của đấu chiến thánh tộc đồng thời cất bước đi đến thần sơn. Nhìn bóng dáng của bọn họ, người của không ít thế lực như Thiên Lam Tiên Quốc, Chí Tôn Kiếm Phái ánh mắt lấp lánh sáng, có người truyền âm nói, ở bên trong thần sơn này, nếu có cơ hội thì giết hắn đi. Ừ, nếu có thể tìm được cơ hội thì sẽ giết, còn cả Trường Thanh Long Hạo nữa, cũng giải quyết luôn, làm suy yếu lực lượng của Trường Thanh Tiên Quốc. Bọn họ thầm trao đổi, đều có ý đồ muốn tru sát Tần Vấn Thiên. Tin tức Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn có yêu thần sơn hàng truyền vào trong Đoạn Thiên Thành. Sau đó bắt đầu dùng tốc độ khủng bố lan ra tới các nơi của tiên vực, các cường giả bắt đầu mượn dùng đại trận truyền tống lao tới khu vực Mang Hoang Thập Vạn Đại Sơn. Nhất là mấy đại yêu tộc ở phía tây tiên vực, có thể nói dốc hết toàn bộ lực lượng lao tới. Bọn Tần Vấn Thiên bước vào trong thần sơn, tiên niệm lập tức bị cản trở. Phát hiện trong thần sơn này ngăn cách tiên niệm, chỉ có thể dùng mắt để quan sát tất cả. Trong đây tự thành không gian riêng, ngăn cách tiên niệm. Hiện giờ, bất kể là tu vi là gì thì ở đây cũng không có nhiều khác biệt, chỉ có thể dùng mắt để quan sát. Trường Thanh Long Hạo hiển nhiên cũng phát hiện tiên niệm bị ngăn cản. Thần sơn này đứng sừng sững ở phía trước, tiếp giáp với trời, giống như là từ trên trời hạ xuống. Kỳ thực là ở bên trong này mở ra một không gian độc lập, tọa lạc bên trong Mang Hoang, tự hồ căn bản không thuộc về tiên vực. Thần sơn vậy thì là đến từ đâu nhỉ? Nếu là trước kia, có lẽ Tần Vấn Thiên sẽ không mẫn cảm như vậy, nhưng sau khi biết được kinh lịch của phụ thân, hắn thường xuyên sẽ nghĩ đến Tam Thập Nhị Thiên ngoài Thanh Huyền tiên vực, quả thật rất lớn, nhìn một cái là thấy như vô biên vô hạn. Bọn họ nói xong thì cất bước về phía trước, ngự không mà đi, rất nhiều núi cổ thần bí, vạn yêu chạy nhảy, chỉ thấy phía trước có một yêu thú đáp xuống, đó là một con chim lửa, hắn lao xuống ăn một gốc thực vật màu đỏ, không khỏi phát ra tiếng gáy dài, thân hình hắn tắm rửa trong hỏa diễm vô cùng. Trong chớp mắt đã trở nên vô cùng đáng sợ, hỏa diễm này ngập trời, vượt trên khí tức vốn có của hắn, uy lực chí cường. Chim lửa mặt lộ vẻ kích động, bay lên cao, hỏa diễm càng lúc càng mạnh. Lúc này, thần sắc của chim lửa đột nhiên biến đổi, khí tức của hắn vẫn đang trở nên cường đại, không thể khống chế. Cuối cùng, thân thể hắn bốc cháy, đó là lực lượng có thể đốt diệt bản thân hắn. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, chim lửa hóa thành một đống lửa hừng hực rồi lập tức biến thành tro tàn. Thực vật đáng sợ thật, có thể khiến chim lửa này lột xác tiến hóa, thậm chí yêu tiên chim lửa cũng không chịu nổi lực lượng của thực vật đó, vượt qua phạm trù thừa nhận của bản thân hắn, lại thành dẫn lửa tự thiêu. Nam Hoàng Minh Nguyệt sắc mặt khẽ biến, tùy tiện một gốc thực vật không ngờ cũng có lực lượng kinh người đến vậy, thế chẳng phải là muốn nghịch thiên à. Chỉ nghe thấy lúc này, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra, bọn Tần Vấn Thiên nhìn thấy rất nhiều yêu thú am hiểu lực lượng hỏa diễm cả người bốc cháy. Đi đến vực sâu hủy diệt, bọn họ đều ăn một loại thực vật, đáng sợ thật, bọn Tần Vấn Thiên tiếp tục đi về phía trước. Phía dưới có yêu khí cường đại tỏa ra, là một yêu vương cường đại, hắn ăn một cây yêu mọc trên đất. Sau đó, thân thể vốn đã cao lớn vô cùng của hắn không ngờ bắt đầu bành trướng, trở nên khổng lồ hơn, hắn mọc ra cánh chim khủng bố, che trời phủ đất, hắn ngửa cổ lên trời hét to một tiếng rồi thuận gió bay lên cao, lộ ra thần sắc vô cùng kích động, nhìn nơi đó kìa. Một vị thánh nữ của Nam Hoàng thị chỉ về phía nào đó. Ở xa xa, có một con mãng xà đang cuộn mình trên hư không, hắn đang phát cuồng, sau đó da rắn trên người tróc ra, vảy rắn trên người biến hóa, trở nên càng lợi hợi hơn, hắn mọc ra sừng, mọc móng vuột, phát ra tiếng gầm khủng bố. Đó là một con long mãng, nó đang lột xác thành rồng. Thánh nữ của Nam Hoàng thị kinh hô, trong lòng nổi sóng, rất bất khả tư nghị, yêu thú nơi này dùng vật sinh trưởng trên thần sơn. Chỉ cần là thích hợp với bản thân cộng với có thể khống chế được thì không ngờ sẽ tiến hóa lột xác, sẽ tạo nên một thế giới Mang Hoang cường đại hơn sao. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.